Phong Gian Thanh Linh xấu hổ gật đầu nói, ừ, Thảo Thần Thiên Tôn, ngươi yên tâm, cái này 3 ngày thời gian, ta biết nhẫn nại. Thỏa thuận xong, lập tức, tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, liền dẫn Phong Gian Thanh Linh đi trị liệu. Diệp Thần vậy ở lại Thủ Vọng Xâm Lâm bên trong, dự định luyện hóa quyết tử ma nhãn, thuận tiện xem Phong Gian Thanh Linh chữa trị kết quả. Mà Diệp Thần từ tới ám tinh không trở về, lần nữa trở lại thế giới hiện thật, luân hồi quy luật lực lượng, lại lần nữa phong phú thực tế, tất cả mọi người đều cảm giác được, Diệp Thần trở về. Trước đây Diệp Thần đi tới ám tinh không thời điểm, rất nhiều người còn lời đồn đãi hắn vượt biên chạy trốn, thậm chí luân hồi trận doanh bên trong, cũng có chút tín ngưỡng không kiên định người, sinh ra dao động, lấy là Diệp Thần đang trốn tránh cùng thiên nữ quyết chiến. Nhưng hiện tại, Diệp Thần tựa hồ trở về, trực tiếp để cho tất cả tin nhảm, đều không công mà phá. Băng Hoàng Giới, Nguyện Vọng Thần Giáo Cung Điện. Thiên nữ cảm giác được Diệp Thần trở về hơi thở, mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu có thần mang bắn ra, thấp giọng lẩm bẩm nói. Diệp Thần à Diệp Thần, người rốt cuộc trở về sao? Không biết người lấy được cơ duyên gì, có thể hay không cùng ta đối kháng. Quyết chiến ngày, cũng nên xác định. Thủ Vọng Xâm Lâm, một cái nhà trong nhà gỗ. Diệp Thần ngồi xếp bằng, có thể nghe được cách vách trong phòng, truyền tới từng cơn tiếng rên rỉ. Đó là tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, là Phong Gian Thanh Linh chữa trị, Phong Gian Thanh Linh phát ra rên thống khổ. Diệp Thần biết, chỉ cần Phong Gian Thanh Linh có thể nhẫn nại ở, dựa vào hắn luân hồi máu tươi lực lượng, đủ chữa trị nàng hắc độc bệnh. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt, rơi vào mình lòng bàn tay trên. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, đang để một viên hắc diệu thạch hạt châu, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là hạt châu, mà là một viên con ngươi, phía trên phủ đầy hắc ám cùng hơi thở tử vong, từng cái vết rách lần lượt thay nhau ngang dọc, con ngươi lại vẫn còn sống, trong nháy mắt, chớp mắt lúc để cho hắn lòng bàn tay, cũng có chút ngứa ngáy. Đây là hồn thiên đế lưu lại quyết tử ma nhãn, truyền thuyết có thể xẻ thịt vạn vật tử vong. Năm đó vì viên này quyết tử ma nhãn, tinh không thần tộc 3 thị tộc lớn, đánh được trời long đất lở. Vô số tử thương, xích mích thành thù. Hiện tại con mắt này, đã rơi vào Diệp Thần trên tay. Vậy cổ hắc ám cùng hơi thở tử vong, liền Diệp Thần đều cảm thấy lòng rung động. Nếu như là người bình thường nói, chỉ là tiếp xúc viên này quyết tử ma nhãn, liền sẽ ngay tức thì bị hắc ám chiếm đoạt, hóa thành bụi bặm. Diệp Thần tay cầm quyết tử ma nhãn, nhưng là bình yên vô sự hình dáng, hắn hôm nay thực lực, đã là vô cùng mạnh mẽ. Đủ để tay không cầm nặn quyết tử ma nhãn. Năm đó tinh không thần tộc 3 thị tộc lớn cường giả, đều không có thể luyện hóa quyết tử ma nhãn, nhưng ta xuất thủ, luyện hóa không khó lắm. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn quyết tử ma nhãn. Vậy quyết tử ma nhãn hình như là vật còn sống, hình như là có ý thức, vậy đang nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt không có né tránh, liền nhìn chằm chằm quyết tử ma nhãn xem, ma nhãn thật giống như không chịu nổi Diệp Thần ánh mắt áp lực. Nhanh như chớp vừa chuyển, tránh được hắn ánh mắt. Diệp Thần đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Người khác không luyện hóa được quyết tử ma nhãn, nhưng hắn có luân hồi huyết mạch, đủ để chứa quyết tử ma nhãn tất cả hắc ám sát khí cùng khí tức tử vong. Hơn nữa, viên này ma nhãn, vào năm đó chiến tranh bên trong, vậy hư hại rất nhiều, Diệp Thần luyện hóa lại mà nói, tự nhiên vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Hóa thiên đại pháp, luyện hóa cho ta. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, thi triển ra hóa thiên đại. Pháp, liền bắt đầu luyện hóa quyết tử ma nhãn. Hóa thiên đại Pháp, là năm đó nguyên thiên đế sáng tạo thần công, truyền thuyết có thể luyện hóa vạn vật. Trước đây Diệp Thần liền thử qua, lợi dụng hóa thiên đại Pháp, luyện hóa ma thiên đế hài cốt. Hôm nay, đối mặt quyết tử ma nhãn, hắn cũng là trực tiếp vận dụng hóa thiên đại Pháp. Bót, ở hóa thiên đại Pháp uy áp hạ. Quyết tử ma nhãn nổ tung mở ra, hóa thành một đoàn màu đen đậm đặc chất lỏng, cũng thấm vào nhập Diệp Thần trong cơ thể. Cái gọi là quyết tử ma nhãn, thật ra thì trên bản chất, chính là một đoàn năng lượng thể. Năm đó hồn thiên đế, lúc ban đầu thời điểm, cũng là không có thân thể, thân xác chỉ là thân xác thối tha. Hắn nơi lộ ra hình người, chỉ là tự thân năng lượng cô đọng mà thành thân thể con người. Cho nên từ trên bản chất nói, hắn ánh mắt, cũng là một đoàn năng lượng thể, liền như thập vĩ thần thú vậy. Diệp Thần thi triển hóa thiên đại Pháp, liền đem quyết tử ma nhãn, hóa thành lúc ban đầu năng lượng nguyên khí, cũng hấp thu được mình trong cơ thể. Cổ năng lượng này nguyên khí,
tràn đầy hắc ám tử vong, còn có quỷ bí hung ác ý, chỉ là một chút xíu hơi thở, cũng đủ để cho tiên đế điên cuồng, đạo tâm làm tan vỡ. Diệp thần hấp thu vào bên trong cơ thể sau đó, cả người từ thân thể đến linh hồn, cũng là run rẩy kịch liệt liền một tí. Thật may, hắn sớm có chuẩn bị, võ tổ đạo tâm vận chuyển, ổn định mình tâm thần. Rồi sau đó, luân hồi huyết mạch mở, từng cái thần mạch như trời quý tích, đem quyết tử ma nhãn năng lượng chi nguyên, phân hóa hấp thu. Cái này cổ hấp thu quá trình, không biết kéo dài bao lâu, Diệp thần đầu tiên là cảm thấy buồn nôn, thật giống như ăn một đoàn tràn đầy khí tức thối giữa hôi thối thi nước, từng cơn muốn ói, nhưng dần dần, liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, siêu thoát, tuyệt vời, tựa như siêu nhiên thế gian vạn vật. Giờ khắc này, Diệp thần khó hiểu có chút cô độc cảm giác, hình như là chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, nhìn xuống thế gian vạn vật, chỉ cảm thấy vạn vật đều là như con kiến hôi, hắn có thể xẻ thịt vạn vật sống chết. Làm hắn rốt cuộc hấp thu xong quyết tử ma nhãn năng lượng, màn đêm đã hạ xuống, hắn tu vi lớn đại đột phá, lại đạt tới thiên huyền cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp. Lại có thể để cho ta đạt tới đỉnh cấp, cái này quyết tử ma nhãn năng lượng, quả nhiên là khủng bố à. Diệp thần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có đột phá. Hiện tại quyết tử ma nhãn năng lượng, đã bị Diệp thần hoàn toàn nắm giữ, trên người hắn có một cổ hắc ám hơi thở tử vong, tràn ra, để cho được cái này đơn sơ phong cách cổ xưa nhà gỗ, đổi được như Sâm La luyện ngục, trong phòng bót bót vang dội, vô danh quái vật từ trong bóng tối bỏ ra ngoài, rồi sau đó hướng về phía Diệp thần quỳ bái. Mà ngoại giới bầu trời, vậy xuất hiện kinh khủng đại khí tượng. Một viên con mắt thật to, ở màu đen bầu trời đêm nứt ra, so nửa đêm còn muốn hắc ám, mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ thiên địa, xẻ thịt vạn vật, biểu dương ra một cổ bá đạo vô cùng, lạnh lùng sơ sắc tiêu điều mùi vị. Đó là quyết tử ma nhãn đại khí tượng. Cái này cổ khí tượng, là như vậy vĩ đại mênh mông, như vậy bá đạo lạnh lùng, toàn bộ thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên, bầu trời đều biến sắc, đổi được hắc ám, tất cả mọi người đều có thể thấy, viên này mắt to khí tượng. Đây là cái đồ gì? Quyết tử ma nhãn. À, quyết tử ma nhãn, truyền thuyết có thể xẻ thịt chết vĩ đại tồn tại. Đây là hồn thiên đế ánh mắt. Là ai? Ai nắm trong tay hồn thiên đế ánh mắt? Luân hồi chi chủ, là hắn. Toàn bộ thế giới hiện thật, từng đạo kinh ngạc rung động thanh âm vang lên. Vô số võ giả các tu sĩ, nhìn bầu trời bên trong nứt ra cử mắt to, bọn họ sợ hãi phát run, rối rít quỳ xuống, dập đầu màng bái. Chỉ cảm thấy mình sống chết vận mệnh, đều bị con mắt này làm thịt. Thiên cơ bắt dưới, tất cả mọi người đều biết, Diệp thần luyện hóa quyết tử ma nhãn, nắm trong tay cực hạn tử vong quy luật. Băng hoàng giới. Thiên nữ thấy trên bầu trời ma nhãn khí tượng, bấm ngón tay tính toán, cũng biết liền tất cả, mặt đẹp nhất thời biến sắc, nói. Diệp thần, lúc đầu ngươi lấy được cơ duyên, lại là quyết tử ma nhãn. Lưng của nàng xương sống. Trong thoáng chốc lông tơ đảo thụ. Quyết tử ma nhãn, đây là hồn thiên đế ánh mắt, có thể xẻ thịt tử vong, cực kỳ khủng bố. Diệp thần lấy được con mắt này, cùng nàng quyết chiến, Diệp thần phần thắng liền tăng lên thật nhiều. Rất tốt, có ý tứ, ta đây muốn xem, người quyết tử ma nhãn, có thể hay không quyết định ta tử vong. Ở sợ hãi sau này, thiên nữ khôi phục lại bình tĩnh, cười lên. Diệp thần đổi được mạnh mẽ. Như vậy quyết chiến, mới có ý tứ. Suy nghĩ một chút, thiên nữ hội tụ ý chí, hóa thành đóng kín một cái chiến thư, cũng đem cái này phong chiến thư, trực tiếp phát đi tinh nguyệt giới. Chiến thư nội dung, vô cùng đơn giản, chính là nàng ước chiến Diệp thần, 10 ngày sau ở một cái kêu là kiếm thần phế tích địa phương, chính thức quyết chiến. Kiếm thần phế tích, là thái thượng thế giới một cái đã sớm hoang phế địa phương. Truyền thuyết, chỗ này... Là năm đó kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà, chế tạo 8 đại thiên kiếm địa phương. 8 đại thiên kiếm xuất thế sau đó, kiếm khí ngang dọc, đem cái thế giới kia, chém thành phế tích. Hiện tại thiên nữ quyết định nơi quyết chiến, chính là kiếm thần phế tích, không có gì khác ý, chính là nàng cảm thấy chỗ đó, không có người ngoài, có thể yên tâm chiến đấu. Chiến thư phơi bày màu vàng, khí tượng minh mông, một đường phá không phóng hướng tinh nguyệt giới. Còn chưa tới tinh nguyệt giới. Cái này phong chiến thư hàm chứa mãnh liệt chiến ý, liền truyền khắp chư thiên. Toàn bộ thái thượng thế giới người, cũng có thể cảm nhận được, thiên nữ chiến ý sôi sục. Cái gì, thiên nữ và luân hồi chi chủ quyết chiến, ngày rốt cuộc quyết định.
chính là 10 ngày sau đó, ở kiếm thần phế tích. Như vậy kinh thế đại chiến, quyết không thể bỏ qua. Có thể học hỏi hai vị chí tôn cường giả quyết chiến, có lẽ cũng có thể tăng tiến tự thân võ đạo. Vô số người rung động, lại là hưng phấn cuồng nhiệt. Ở thiên nữ chiến thư bay ra ngay tức thì, liền thật nhiều võ giả, hướng kiếm thần phế tích bay đi, muốn trước thời hạn chiếm đoạt vị trí, thuận lợi xem cuộc chiến. Làm chiến thư đến tinh nguyệt giới sau đó, kiếm thần phế tích bên kia, bình tĩnh vậy bị đánh vỡ, khắp nơi chen đầy người, như biển người, bầu không khí cường thịnh, thậm chí có không thiếu thương hội, lái ra đánh cuộc bàn khẩu, đánh cuộc thiên nữ và diệp thần, ai sẽ thắng ra. Thủ vọng xâm lâm ở giữa diệp thần, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới thay đổi. Hắn thu liếm lại trên mình hắc ám khí tức, khóe miệng vuốt một nụ cười châm biếm, thiên nữ, rốt cuộc phải quyết chiến sao. Hắn hôm nay luyện hóa quyết tử ma nhãn, tu vi lại tăng lên tới thiên huyền cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp, cho dù đối mặt thiên nữ, hắn vậy không sợ chút nào. Hoặc giả là cảm nhận được ngoại giới kinh thiên thay đổi, diệp thần luân hồi mộ địa bên trong, lại có một tòa mộ bia phát ra ánh sáng, có thể dẫn động. Ồ, tân đại năng xuất thế. Diệp thần tâm niệm vừa động, liền thấy vậy mộ bia bên trong, một đạo già nua bá đạo bóng người, chậm rãi nổi lên. Tốt chiến ý mãnh liệt, lại có thể đem lão phu từ trong ngủ mê thức tỉnh. Kết quả là người phương nào bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến ý. Vậy ông già vừa xuất hiện, chính là chao mày, có thể rõ ràng cảm nhận được, ngoại giới thiên nữ chiến ý sôi sục. Vậy cổ chiến ý bao hàm sát tâm, thuần túy, kiên quyết, quả quyết, ác liệt, cho dù là hắn cái này luân hồi đại năng, cũng theo đó chấn động. Tiền bối, lần đầu gặp mặt, hạnh hội. Diệp thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng vậy ông già thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Hắn mặc dù còn không biết thân phận đối phương và lai lịch, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Ừ, người kêu Diệp thần, là hôm nay luân hồi mộ địa mộ chủ. Ông già nhìn Diệp thần một mắt, chân mày như cũng nhíu chặt trước, cong ngón tay tính toán một chút, trong thoáng chốc biết được hết thảy, kinh y một tiếng, nói. Người tu vi, làm sao yếu như vậy? Chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7, liền xuống vị thần đều không phải là. Tuy nói người chân chính sức chiến đấu, có lẽ có thể nghịch phạt tiên đế, nhưng vẫn còn quá yếu, thần đạo cảnh tu vi cũng không có, ngươi là làm sao chấp trưởng luân hồi mộ địa. Diệp thần nói, tại hạ tu vi yếu ớt, ngược lại là để cho tiền bối chê cười. Vậy ông già lắc lắc đầu nói, ngươi như thế điểm tu vi, không thể nào chiến thắng thiên nữ, nàng đã phát ra chiến thư, 10 ngày sau liền muốn cùng ngươi quyết chiến. Ngươi nhanh chóng cùng nàng nói, quyết chiến rời ngày, 10 năm sau lại so. Cho ta 10 năm thời gian, ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành thần. Ta là Bắc Minh Thiên Đế, năm đó vậy coi là tham dự sáng tạo Thiên Đế Tổ Đình nhân vật, ta từng gặp qua mạt pháp thời đại khủng bố, vậy từng tay khoác thiên nghiêng. Ta tay khoác thiên nghiêng thời điểm, liền cửu thần cũng còn không ra đời, có giáo ta đạo ngươi, ngươi muốn thành thần, 10 năm đủ rồi. Ông già tự xưng Bắc Minh Thiên Đế. Giọng mang cuồng ngạo cùng bá đạo. Diệp thần con người có rúc lại, hắn biết Thiên Đế Tổ Đình, là năm đó đối kháng mạt pháp thời đại mạnh tổ chức lớn, do 36 vị thiên đế khai sáng. Vậy 36 thiên đế, mỗi một vị đều là cấp 9, là chư thiên vạn cổ cao cấp tồn tại, ví dụ như Kiếm Thiên Đế, Thích Già Thiên Đế vân. Vân, Diệp thần tuyệt đối không nghĩ tới, vị này luân hồi đại năng, Bắc Minh Thiên Đế, lại từng tham dự khai sáng Thiên Đế Tổ Đình. Nói cách khác, Bắc Minh Thiên Đế tột cùng nhất thời điểm, có thể là một vị Thiên Đế cấp 9. Thiên Đế cấp 9, đó là đứng ở đỉnh kim tự tháp cao cấp đại nhân vật. Diệp thần cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Bắc Minh Thiên Đế lớn mạnh như vậy. Dĩ nhiên cái này mạnh mẽ là đối phương ngôn thuyết, tình huống thật, hắn cũng không cách nào xác nhận, chắc hẳn cũng là có vốn để chảnh, nếu không cũng sẽ không như vậy lời nói. Cũng khó trách Bắc Minh Thiên Đế. Cuồng ngạo như vậy, lại nói cho hắn 10 năm thời gian, hắn liền có thể đem Diệp thần bồi dưỡng thành thần. Diệp thần nói, đa tạ tiền bối tài bồi, nhưng, ta cùng thiên nữ quyết chiến, là sẽ không kéo dài thời hạn, 10 ngày sau liền 10 ngày sau đó, ta cũng đã kịp chuẩn bị. Bắc Minh Thiên Đế nghe vậy, nhất thời nổi giận, nói, ngươi chuẩn bị cái rắm. Thiên nữ đã là nửa bước thần đạo cảnh cao thủ, kém không nhiều là chân thần, ở tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt. Người hết thảy thần thông pháp bảo, đều là vô căn cứ. Chỉ có tự thân cảnh giới tu vi,
mới là căn bản nhất đồ, hiểu không? Tiểu tử, ngươi chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 7, ở chân thần trước mặt, chính là con kiến hôi. Diệp thần lắc lắc đầu nói, đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng ta và thiên nữ quyết chiến, không thể kéo dài được nữa. Bắc Minh Thiên Đế nghe Diệp thần giọng bình tĩnh, nhưng sau lưng lộ ra quyết tâm, cũng không phải người bất kỳ có thể sửa đổi. Hắn khí giận không dứt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dáng, nói thôi thôi, ngươi tự tìm chết, ta cũng không quản ngươi, nhưng ngươi cũng không thể liên lụy ta, ngươi chết, luân hồi mộ địa thì phải tiêu tán, ngươi có thể được trước gìn giữ mồi lửa, tìm tốt người thừa kế. Diệp thần nói, đây là tự nhiên, ta sẽ bảo đảm tích chữ tốt luân hồi mộ địa, ta như chết trận, Nhâm Phi Phàm tiền bối sẽ thừa kế ta đạo thống, hắn sẽ tiếp tục luân hồi sự nghiệp. Bắc Minh Thiên Đế nói, Nhâm Phi Phàm sao? Hắn khí vận kém hơn ngươi, cái này thế gian người bất kỳ, thiên phú năng lực, võ đạo nội tình, cũng kém hơn ngươi. Không bằng ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nữa, rời ngày và thiên nữ quyết chiến, cho ta 10 năm thời gian, ta có thể đem ta chọn đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Bắc Minh Thiên Đế giọng bên trong, lại mang thương tiếc không cam lòng ý. Hắn đang thức tỉnh một khắc kia bắt đầu, liền cảm thấy Diệp thần thiên phú, nội tình, khắp mọi mặt đều là thế gian nhất lưu, chính là thời gian tu luyện quá ngắn, còn không lớn lên, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, liền xuống vị thần tiêu chuẩn cũng không có. Nhưng, Bắc Minh Thiên Đế biết, chỉ cần cho Diệp thần đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể thành thần. Diệp thần cười khổ một tí, nói, đa tạ tiền bối khen ngợi, nhưng quyết chiến là thật không thể rời ngày. Bắc Minh Thiên Đế nhất thời yên lặng, sau một lúc lâu, phát ra một tiếng thở dài, nói, được rồi, như ngươi mong muốn, ta cũng không có biện pháp cản ngươi. Dừng một chút, Bắc Minh Thiên Đế lại trầm giọng nói, ta chỉ mong ngươi đừng chết, nếu như ngươi chiến bại, coi như kéo dài hơi tàn, cũng phải tùy tiện sống sót. Ngươi chỉ cần có thể sống sót, cái gì cũng dễ nói. Ở hắn trong mắt, Diệp thần là thất bại không thể nghi ngờ, hắn chỉ cầu Diệp thần đừng chết. Ngươi sống sót sau đó, ngươi liền nghĩ biện pháp vượt biên đi không không lúc nào không, lại đi Bắc Minh thời không, đó là ta lãnh địa. Tuy nói Bắc Minh thời không, hôm nay đã bị giết lục thời không chiếm cứ, trở thành giết hại thời không chi nhánh, nhưng bất kể như thế nào, ở đó phiến thời không bên trong, có rất nhiều ta tín đồ, chỉ cần ngươi đi, có thể có được chiếu cố. Hơn nữa ở Bắc Minh thời không bên trong, tu luyện ta công pháp thần thông, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Bắc Minh Thiên Đế đã là Diệp thần tính toán đường lui, hắn muốn Diệp thần sau khi chiến bại, vượt biên đi không không lúc nào không, đi hắn lĩnh trong ruộng, tìm kiếm che chở. Ở hắn lãnh địa bên trong, Diệp thần tu luyện nửa hắn đạo pháp, cũng có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Diệp thần nói, tiền bối, lãnh địa của ngươi, đã bị người chiếm cứ sao? Nghe được Diệp thần lời này, Bắc Minh Thiên Đế bị vuốt nhớ lại, lộ ra nổi nóng phẫn hận thần sắc, nói, đúng vậy, năm đó ta tay khoác thiên nghiêng, vượt qua mạt pháp thời đại, tự thân nguyên khí tiêu hao quá nghiêm trọng, thực lực thật to suy sụp. Rồng bơi mắc cạn gặp tôm hí, hổ rơi bình dương bị chó khinh, ha ha, nhắc tới cũng là buồn cười, ta một đời thiên đế cấp 9, cuối cùng lại có thể bị một con thanh nghiêu khi dễ. Diệp thần sửng sốt một chút, một con thanh nghiêu. Bắc Minh Thiên Đế nói, đúng vậy. Vậy con thanh nghiêu, là phong thần thiên tôn thú cưỡi. Ta năm đó thực lực suy sụp sau đó, lại vượt qua rất nhiều kỷ nguyên, chứng kiến phong thần thiên tôn ra đời, cũng cùng hắn giao hảo, hắn cố niệm ta tay khoác thiên nghiêng công lao vĩ đại, đối với ta cũng là 10 phần tôn trọng, cho ta không thiếu che chở. Phong thần thiên tôn năm đó, là đổ cưỡi thanh nghiêu, chưa từng thiếu gia tộc đi ra, bước lên thiên đế đường, vậy con thanh nghiêu dính phong thần thiên tôn quang, vậy tu luyện thành công, hóa thành hình người. Được gọi là thanh nghiêu cổ tôn, cũng đạt được thập đại hồ tiên bên trong giết hại hồ tiên, mở ra giết hại thời không, từng một lần giúp phong thần thiên tôn chinh chiến bốn phương, lập được nghiệp bá. Nhưng, ở phong thần thiên tôn chết sau đó, vậy thanh nghiêu cổ tôn, không người trông coi, liền rơi vào hắc ám, đổi được lòng dạ ác độc, cũng không nhớ tình xưa, lại ra tay tập sát ta, cũng chiếm lĩnh ta lãnh địa. Diệp thần nghe được câu này, diễn cảm hơi đổi, cả kinh nói, tiền bối. Nói cách khác, là thanh nghiêu cổ tôn giết chết ngươi. Hắn thực lực như vậy khủng bố, cái này không thể nào đi. Bắc Minh Thiên Đế căm hận gật đầu, nói, đúng vậy, rất mất thể diện đúng không? Ta đường đường Thiên Đế cấp 9, tay khoác thiên nghiêng nhân vật, cuối cùng lại như này khuất nhục mà chết.
Thanh Ngưu Cổ Tôn nói cho cùng, cũng chỉ là Phong Thần Thiên Tôn một đầu thú cưỡi. Bàn về thân phận, Bắc Minh Thiên Đế cao cao tại thượng, từng tay khoác thiên nghiêng, cứu vớt chư thiên, liền Phong Thần Thiên Tôn đều phải đối hắn cung cung kính kính, hắn thân phận vậy xa ở Thanh Ngưu Cổ Tôn bên trên. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị Thanh Ngưu Cổ Tôn giết chết, địa bàn bị chiếm đoạt, có thể nói bực bội làm nhục tới cực điểm. Diệp Thần trầm mặc xuống, tự nhiên vậy có thể cảm nhận được, Bắc Minh Thiên Đế ủy khuất cùng lửa giận. Bắc Minh Thiên Đế cười hắc hắc cười, khoát tay một cái nói thôi, chuyện đã qua, cũng đã qua, mộ chủ à, ta xem ngươi là cái hạt giống tốt, liền muốn đào tạo ngươi thành thần, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết ở thiên nữ trong tay. Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối quan tâm, ta rất là cảm kích, ta sẽ không chết. Bắc Minh Thiên Đế nói, ừ, ta tin tưởng ngươi khí vận, chiến bại là nhất định phải chiến bại, nhưng hẳn có thể gìn giữ một cái mạng. Diệp Thần cười khổ, xem ra ở Bắc Minh Thiên Đế trong lòng, từ đầu đến cuối cảm thấy hắn không thể nào chiến thắng thiên nữ. Nói cho cùng, Diệp Thần chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, làm sao xem đều không phải là thiên nữ địch thủ. Dẫu sao, thiên nữ ở khởi nguyên tiên chỉ trợ lực hạ, đã tấn thăng đến nửa bước thần đạo cảnh. Bắc Minh Thiên Đế không nói thêm gì nữa, hắn trở lại mộ bia bên trong, liền chờ đợi 10 ngày sau, quyết chiến bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Thủ Vọng Xâm Lâm, trên một cây đại thụ. Hai đạo thân ảnh, một người thanh niên, một cái bé gái, sóng vai ngồi ở một cây to lớn trên nhánh cây. Bé gái đong đưa đung đưa chân tử, rất là ngây thơ hồn nhiên hình dáng, chính là tiểu thảo thần thanh niên. Mà thanh niên kia, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Hôm qua thiên nữ phát ra chiến thư, vậy cổ động trời chiến ý, tiểu thảo thần thanh niên vậy cảm nhận được. Tiểu thảo thần thanh niên hỏi, Diệp Thần ca ca, thiên nữ muốn cùng ngươi quyết chiến phải không? Diệp Thần nói, đúng vậy. Tiểu thảo thần thanh niên nói, các ngươi không phải đều thích đối phương sao, tại sao còn muốn sống chết gặp nhau? Diệp Thần yên lặng một tí, rồi sau đó lắc đầu, nói ta không nói rõ ràng, tóm lại, chàng này quyết chiến không thể tránh được. Tiểu thảo thần thanh niên du du thì thầm, một chữ tình, vẫn thật là khó hiểu à, ta không để ý tới rõ ràng, đây là Chí Khôn bên trong sách, ta duy nhất không thể hiểu rõ nội dung. Tím Lan tỷ tỷ nói, nếu như ta tham ngộ thấu chữ tình, ta là có thể chế tạo ra Xâm Lâm thư. Diệp Thần cười khổ một tí, xoa xoa thanh niên đầu nhỏ, nói ta thật không nói rõ ràng, có thể ngươi sau này thì có thể hiểu được, có ít thứ, so chữ tình quan trọng hơn, càng đáng bảo vệ. Tiểu thảo thần thanh niên như có điều suy nghĩ, nói, phải không? Diệp Thần cười một tiếng, nói tránh đi, thanh linh cô nương thế nào? Tiểu thảo thần thanh niên nói, nàng rất tốt, chữa trị rất thuận lợi, chỉ cần nàng có thể nhẫn nại ở, cái này 3 ngày không muốn ăn thuốc cấm, không đưa tới hơi thở xung đột, cùng cái này 3 ngày trôi qua, nàng bệnh là có thể thật to hóa giải. Hiện tại 3 ngày thời gian, đã qua 1 ngày, trước mắt coi như thuận lợi. Diệp Thần nói, vậy thì tốt. Tiểu thảo thần thanh niên hì hì cười một tiếng, hơi có chút thần bí hình dáng, tay nhỏ bé lộn một cái, sử dụng một cái bao thuốc, còn có một cái toa thuốc, nói. Diệp Thần ca ca, cái này cho ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đây là cái gì? Tiểu thảo thần thanh niên nói, chính là vậy thuốc cấm hoa bỉ ngạn tán, còn có cụ thể luyện chế phương thuốc, là ta hỏi thanh linh cô nương cầm. Diệp Thần nói, ngươi cấp cho ta. Tiểu thảo thần thanh niên nói, đúng vậy, cái này hoa bỉ ngạn tán, là dùng tinh không hoa bỉ ngạn luyện chế mà thành, có thể thật to tăng lên người thiên phú năng lực, nhưng sẽ đưa đến hắc ám dơ bẩn động lại, đích xác là thuốc cấm. Nhưng ta nghĩ, Diệp Thần ca ca ngươi có luân hồi huyết mạch, cái này thuốc cấm hắc ám khí tức, ngươi có lẽ có thể chịu đựng. Khoảng cách ngươi và thiên nữ quyết chiến, chỉ còn lại không tới 10 ngày, cái này hoa bỉ ngạn tán, có lẽ có thể giúp ngươi chiến thắng nàng. Chỉ cần ngươi uống hoa bỉ ngạn tán, năng lực thiên phú nâng cao, có lẽ có thể lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm bí ẩn. Thiên đấu đại đồ kiếm, cái này môn kiếm pháp, lực sát thương to lớn, đủ để tàn sát hết thảy. Nhưng, cái này môn kiếm pháp, vậy đặc biệt thâm ảo phức tạp, lấy Diệp Thần thiên phú năng lực, đến hiện tại vậy không có thể lĩnh ngộ. Tiểu thảo thần tự mở ra một con đường, muốn Diệp Thần ăn hoa bỉ ngạn tán thuốc cấm, lại đi hiểu thiên đấu đại đồ kiếm. Có lẽ có thể một lần hành động thành công. Dẫu sao phong gian thanh linh ăn thuốc cấm, liền lĩnh ngộ đao kiếm thần quyết bên trong chỉ thủy kiếm đạo, giúp ca ca nàng lên trời thành đế.
Diệp Thần Thiên phú năng lực, so Phong Gian Thanh Linh cao hơn. Hắn ăn thuốc cấm nói, thu hoạch chỗ tốt, không thể nào so Phong Gian Thanh Linh kém đi nơi nào. Chí ít, lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm, cũng là có khả năng lớn sự việc. Diệp Thần nhất thời động lòng, nhưng mơ hồ thiên cơ bắt, cảm thấy một cổ nguy hiểm to lớn. Chỉ cần hắn ăn thuốc cấm, mở cái này đầu, sau này rất có thể có xa vào nguy hiểm. Cái này thuốc cấm, ta không thể ăn. Diệp Thần lắc đầu một cái cự tuyệt, có chút chỗ rách không thể mở, mở một cái liền không đường quay đầu lại. Mặc dù hắn không biết, ăn hoa bỉ ngạn tán thuốc cấm, sẽ là như thế nào xa vào, nhưng tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc. Tiểu Thảo Thần Thanh Niên gặp Diệp Thần liền trực tiếp cự tuyệt, cũng là 10 phần bất ngờ, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi thật không muốn thử một chút sao? Diệp Thần nói, ta nghĩ, nhưng ta chẳng muốn xa vào, cho nên ta cự tuyệt. Tiểu Thảo Thần Thanh Niên do dự một tí, rồi sau đó vẫn là đem bao thuốc và phương thuốc, cũng nhét vào Diệp Thần trong tay, nói a, Diệp Thần ca ca, bất kể như thế nào, ngươi cầm trước đi, cụ thể muốn không muốn ăn, ngươi tự quyết định. Diệp Thần vẫn là muốn cự tuyệt, nhưng Tiểu Thảo Thần Thanh Niên đã từ trên cây nhảy xuống tới, cười nói ta đi trước rồi, ngày hôm nay còn muốn thay Thanh Linh cô nương chữa trị đây. Diệp Thần nhìn trong tay bao thuốc và phương thuốc, cười khổ một tí, cũng chỉ tốt trước đem những thứ này thu hồi. Đêm đến, Diệp Thần một mình ở trong gian phòng, điều chỉnh hơi thở, là 10 ngày sau quyết chiến làm chuẩn bị. Nói thật, cùng thiên nữ quyết chiến, Diệp Thần cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn lá bài tẩy rất nhiều, nhưng cảnh giới chênh lệch, dẫu sao quá mức to lớn. Hắn nghĩ đến ban ngày Tiểu Thảo Thần mà nói, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm mà nói, có lẽ có thể nghịch chuyển cảnh giới chênh lệch, đánh bại thiên nữ. Nhưng, thiên đấu đại đồ kiếm, nơi nào là tốt như vậy lĩnh ngộ? Diệp Thần tâm niệm vừa động, sử dụng thiên đấu đại đồ kiếm tu luyện ngọc giản, tinh thần lực thấm vào, liền thấy ngọc giản bên trong, niêm phong thiên đấu đại đồ kiếm tu luyện pháp môn, từng đạo chữ viết, phức tạp mênh mông, chữ viết số lượng so sao trời, còn muốn phong phú. Một bức bức kiếm đồ, cũng là hạo như khói biển. Muốn đem những thứ này chữ viết kiếm quyết, kiếm đồ bí ẩn, toàn bộ chuỗi liền đứng lên, diễn hóa thành chân chính giết hại kiếm pháp, thật là so lên trời thành đế còn phải gian nan. Dù là hắn học qua vắng vẻ thần võ đạo, vắng vẻ thần năm đó hiểu qua thiên đấu đại đồ kiếm, nhưng cuối cùng là hiểu, cách lĩnh ngộ còn có rất khoảng cách rất xa. Hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, vậy cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể chân chánh hiểu thấu đáo thiên đấu đại đồ kiếm, có thể gặp cái này môn kiếm pháp phức tạp. Diệp Thần thử nghiệm đi lĩnh ngộ, nhưng phát hiện lấy mình thiên phú, trong thời gian ngắn, cũng không khả năng hiểu được cái này môn kiếm pháp. Nếu như cho hắn chịu cái kỷ nguyên thời gian, có lẽ có hy vọng. Nhưng hiện tại, 10 ngày sau đó, hắn thì phải cùng thiên nữ quyết chiến, nơi nào có như thế nhiều thời gian. Chẳng lẽ, thật muốn ta ăn thuốc cấm, mới có thể lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm. Diệp Thần móc ra Tiểu Thảo Thần cho hắn bao thuốc, đem mở ra. Thuốc bao bên trong chứa, là một ít màu đỏ thuốc bột. Loại bột thuốc này, chính là hoa bỉ ngạn tán, xối nước ngâm phục sau đó, có thể thật to tăng lên tự thân thiên phú năng lực. Diệp Thần tinh thần, quét nhìn hoa bỉ ngạn tán, có thể rõ ràng cảm nhận được, thuốc bột này sau lưng hắc ám khí tức. Hoa bỉ ngạn tán, chủ yếu là dùng tinh không hoa bỉ ngạn luyện chế mà thành. Tinh không hoa bỉ ngạn, là sinh trưởng ở tinh không bờ bên kia linh tài, thực cây tại hắc ám. Từ dơ bẩn bên trong ra đời, bản thân liền có nồng nặc hắc ám sát khí. Ăn hoa bỉ ngạn tán sau đó, hắc ám sát khí sẽ trên cơ thể người bên trong đọng lại, cuối cùng nổi lên thành đáng sợ hắc độc bệnh. Hơn nữa, kinh khủng hơn, người tu vi càng cường đại, hắc ám sát khí ăn mòn, thì sẽ càng nghiêm trọng, hắc độc bệnh bùng nổ, vậy sẽ thảm liệt hơn. Bởi vì, thân thể con người tu vi mạnh mẽ, khí huyết lưu thông liền sống động, cái này thuốc cấm hắc ám sát khí. Vậy sẽ đi theo huyết dịch lưu động, không ngừng lớn mạnh. Cho nên, xem Phong Gian Thanh Linh như vậy, mỗi ngày ăn thuốc cấm cũng chưa chết, đó là thiên địa hiếm thấy dị số, dẫu sao nàng tự thân không luyện võ, thể chất khí huyết cũng kém hơn vậy võ giả. Nhưng đổi thành Diệp Thần mà nói, hắn ăn một lần thuốc cấm, thừa nhận hắc ám ăn mòn tổn thương, sợ rằng phải bị Phong Gian Thanh Linh nghiêm trọng gấp vạn lần. Mặc dù Tiểu Thảo Thần nói, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, có thể hóa giải. Nhưng, Diệp Thần cũng không dám qua loa thử nghiệm. Chỉ là,
cái này thuốc cấm cường đại tăng lên hiệu quả, lại để cho Diệp Thần vô cùng động tâm. Có không có một cái biện pháp, vừa có thể lấy hưởng thụ thuốc cấm tăng lên hiệu quả, tự thân lại sẽ không phải chịu tổn thương đâu. Diệp Thần khổ tư minh tưởng, đột nhiên phúc tới tâm linh, nghĩ tới Thanh Liên phân thân. Đúng rồi, ta có lẽ có thể sử dụng Thanh Liên phân thân thử một chút. Phân thân uống thuốc cấm, vậy bị thương, cũng chỉ là phân thân, sẽ không ảnh hưởng đến ta bản thể. Diệp Thần nghĩ tới đây một chút, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức liền sử dụng Thanh Liên phân thân, cũng phân ra một món thần thức, đầu bắn qua, để cho phân thân sinh động. Ở lại cân nhắc một phen sau đó, Diệp Thần khẽ cắn răng, rốt cục thì đem vậy hoa bỉ ngạn tán, đem ngâm đến một chén nước bên trong, rồi sau đó do phân thân uống vào. Uống chén này thuốc cấm sau đó, Diệp Thần thoáng chốc tới giữa, liền cảm thấy mình tinh thần, trước đó chưa từng có lanh lẹ thoải mái, cả người nhẹ bóng, như ở đám mây. Dĩ nhiên, những thứ này tất cả cảm thụ, cũng phát sinh ở hắn phân thân bên trong. Hắn bản thể, không hề dính chút nào. Diệp Thần liền lợi dụng phân thân, lại đi cảm ngộ Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm. Lần này lại cảm ngộ, Diệp Thần liền cảm thấy, Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm vậy phức tạp như tinh hải bí quyết, lại như thác nước vậy bơm vào tới, từng cái chiếu vào hắn trong lòng. Rất nhiều tối tăm khó hiểu, khó mà chuỗi liền địa phương, lập tức toàn bộ chuỗi liền dậy rồi. Diệp Thần cảm thấy mình trong lòng, thật giống như có một viên mặt trời vậy chói mắt tinh thần dâng lên, Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm bí ẩn, lại có thể ở trong một cái chớp mắt này, bị hắn lĩnh ngộ một ít, dù là chỉ là một phần chia, nhưng cũng là biết bao kinh khủng cơ duyên. Kiếm tới. Diệp Thần trong lồng ngực như có một hơi vần quanh, lúc này hét lớn một tiếng, phun ra, ý chí mãnh liệt kinh động chư thiên bạo phát ra hung mãnh vô cùng đại khí tượng. Chỉ gặp từng đạo kiếm khí, ánh sao sáng chói, thần mang lấp lánh, thủy hà muôn vàn, hưu hưu vang dội, từ chân trời bạo rơi xuống, chém xuống ở thủ vọng xâm lâm bên ngoài trên vùng đất. Mỗi một đạo kiếm khí, đều là mang hủy diệt thiên địa hơi thở, tựa như có thể tàn sát thiên địa vạn vật, giết hại uy năng khủng bố tới cực điểm. Thủ vọng xâm lâm ngoại giới mặt đất, ở những kiếm khí này kịch liệt chém chết hạ, tại chỗ liền sụp đổ, thời không đều bị xé nát, hết thảy thực tế tồn tại, đều bị phai mờ. Đó là Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm kiếm khí sát phạt, tựa như có thể tàn sát chư thiên. Giờ khắc này Diệp Thần, rốt cuộc coi như là lĩnh ngộ một phần chia Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm. Ở hắn lĩnh ngộ trong nháy mắt, thì có động trời kiếm đạo sát phạt khí tượng hạ xuống, sợ rằng như vậy. Đây là Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm khủng bố, đây là truyền thuyết bên trong, trình độ cao nhất kiếm đạo giết hại khủng bố. Ta lại có thể thật bắt đầu lĩnh ngộ Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm. Diệp Thần cảm nhận được ngoại giới khí tượng, mình cũng là kinh hãi. Cái này Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, hắn một mực không có thể lĩnh ngộ. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại dựa vào thuốc cấm trợ giúp, thật lĩnh ngộ một phần chia. Đừng xem nhẹ cái này một phần chia, cái này một phần chia cũng là biết bao kinh khủng tồn tại. Hắn nhắm mắt tính tư, quả nhiên phát hiện đầu óc bên trong, nhiều hơn một phần chia Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm hay ngộ. Xem Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm cái loại này cực kỳ vũ khí cường đại, dựa theo trình độ lĩnh ngộ, đại khái có thể phân chia nhập môn, tinh thông, đại sư, tông sư bốn cái cấp bậc. Hiện tại Diệp Thần đối Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm lĩnh ngộ, coi là mới vừa đạt tới nhập môn cấp. Nhưng cái này nhập môn cấp kiếm ý, đã là long trời lở đất, tựa như có thể tàn sát chư thiên, khủng bố tới cực điểm. Dĩ nhiên, như vậy động trời kiếm ý, đối hắn linh khí tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Diệp Thần cả người là mồ hôi, mới vừa một tiếng kiếm tới, kém không nhiều đem hắn linh khí cũng hút hết, liền kinh mạch vậy từng cơn đau nhói. Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm kiếm ý, ở sát phạt chư thiên đồng thời, cũng sẽ cho tự thân mang đến to lớn áp lực, nếu như thực lực không đủ, chỉ là kiếm ý cắn trả, cũng đủ để đem thân thể con người xé nát. Chỉ là nhập môn cấp kiếm ý, giống như này lợi hại, nếu là tinh thông cấp, thậm chí là cấp đại sư, tông sư cấp đâu. Diệp Thần trong lòng động một cái, mới vừa ăn thuốc cấm, chỉ là hắn phân thân, cho nên trình độ lĩnh ngộ có hạn. Nếu như là hắn bản thể, ăn thuốc cấm, lại đi lĩnh ngộ, có lẽ có thể lĩnh ngộ được tinh thông cấp kiếm ý. Một khi Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm kiếm ý, đạt tới tinh thông cấp, Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin, có thể chém chết thiên nữ. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên cho hắn bao thuốc, bên trong hoa bỉ ngạn tán dược bột, phân lượng khá là đầy đủ, Diệp Thần mới vừa ngâm nước dùng. Chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều không dùng.
hắn rất muốn trực tiếp uống thuốc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là nhịn xuống. Hoa Bỉ Ngạn tán dẫu sao là thuốc cấm, đối mặt cái loại này thuốc cấm, Diệp Thần lựa chọn giữ khắc chế, quyết không cho phép mình bản thể, dính nửa điểm nhân quả. Để cho phân thân uống thuốc, đây đã là Diệp Thần tâm lý cực hạn. Bản thể nói, Diệp Thần dĩ nhiên là muốn giữ tuyệt đối tinh khiết, không dính nhuộm bất kỳ cấm kỵ. Thiên đấu đại đồ kiếm kinh thiên khí tượng, để cho được toàn bộ thủ vọng xâm lâm, tất cả người đều là chấn động. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi, kêu lên. Thằng nhóc, người có thể thật là quá giỏi à, lại có thể lĩnh ngộ một phần chia thiên đấu đại đồ kiếm. Đây chính là đời này đứng đầu nhất kiếm pháp một trong, ta năm đó đều không có thể lĩnh ngộ. Hoàn toàn luyện thành kiếm này, người liền vô địch. Diệp Thần cười nói, tiền bối khen ngợi, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới lĩnh ngộ một phần nhỏ, cũng không quá mới vừa mới nhập môn thôi. Hơn nữa đời này đứng đầu nhất kiếm pháp, cũng không phải thiên đấu đại đồ kiếm, mặt trên còn có đao kiếm thần quyết, chỉ thủy kiếm đạo. Bắc Minh Thiên Đế lắc lắc đầu nói, đao kiếm thần quyết, vậy chỉ là trong ảo tưởng tồn tại, cũng không có cái hiện, chỉ thủy một kiếm đỉnh cấp cảnh giới, đích xác có thể vượt qua thiên đấu đại đồ kiếm, nhưng chỉ thủy đoạn bộc, ngang hàng nghịch chuyển chư thiên, nơi nào có như thế dễ dàng. Người có thể luyện thành thiên đấu đại đồ kiếm, kiếm đạo đã dõi mắt thực tế. Có thể nói nghịch thiên tồn tại, người cùng thiên nữ quyết chiến, có lẽ thật là có chiến thắng cơ hội. Trước đây, ở Bắc Minh Thiên Đế trong mắt, Diệp Thần là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm, tuy chỉ là mới vừa nhập môn, nhưng có thể luyện thành này cùng kinh thế kiếm pháp, Diệp Thần là vạn cổ người thứ nhất. Dựa vào thiên đấu đại đồ kiếm giết hại uy năng, Bắc Minh Thiên Đế cũng cảm thấy được, Diệp Thần có cơ hội thắng. Diệp Thần cười nói, hy vọng đi, không quá ta cái này thiên đấu đại đồ kiếm, là dựa vào uống thuốc cấm lĩnh ngộ, thủ đoạn quả thực không quá quang minh. Bắc Minh Thiên Đế nói, thuốc cấm thì như thế nào? Cái gì thuốc cấm, năm đó không biết bao nhiêu người dùng qua, nhưng vậy không gặp ai có thể lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm, ngươi là vạn cổ người thứ nhất, ngươi thiên phú, mẫu dòng chí nghi. Dừng một chút, Bắc Minh Thiên Đế lại cau mày nói, bất quá, cái này Hoa Bỉ Ngạn tán thuốc cấm. Hắc ám sát khí xác thực đậm đà chút, người tại chưa có thành thần trước, không muốn lại ăn, mượn dùng phân thân uống cũng không được, bởi vì hắc ám rất có thể sẽ lan tràn đến bản thể của ngươi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhìn kỹ xem mình thanh liên phân thân, liền phát hiện phân thân trong đan điền, quả nhiên có một ít hắc ám dơ bẩn đồ, lắng đọng xuống, đó là ăn Hoa Bỉ Ngạn tản tác dụng phụ. Ta biết, tiền bối, người yên tâm đi. Nếu Bắc Minh Thiên Đế đều nói như vậy. Vậy ở lên trời thành thần trước, Diệp Thần cũng sẽ không lại đụng chạm Hoa Bỉ Ngạn tán. Thủ vọng xâm lâm động trời kiếm đạo khí tượng, cũng là dung chuyển chư thiên, thế giới hiện thật các nơi, đều có thể thấy kiếm khí ngất trời mênh mông hình ảnh. Những thứ này mênh mông hình ảnh cùng khí tượng, sau lưng dĩ nhiên là cùng Diệp Thần có liên quan. Tất cả người, cũng có thể cảm giác được thiên cơ, biết Diệp Thần lĩnh ngộ một bộ phận thiên đấu đại đồ kiếm, tuy chỉ là mới vừa nhập môn, còn không tính là tinh thông. Thậm chí có thể nói chỉ nắm giữ trong 1%. Nhưng, nhập môn cấp thiên đấu đại đồ kiếm, ở thế giới hiện thật, ở thái thượng thế giới, vậy đủ để chém chết hết thảy. Cùng lúc đó, băng hoàng giới. Thiên nữ tự nhiên cảm giác được dị tượng, nàng vậy giếng cổ không dao động tim hoàn toàn chấn động. Ngày hôm qua Diệp Thần chấp trưởng quyết tử ma nhãn, đã đủ để cho người kinh hãi. Hôm nay Diệp Thần, nhưng trực tiếp lĩnh ngộ thiên đấu lớn đồ sát. Kiếm, đó nhất định chính là làm người ta rung động. Luân hồi chi chủ không hổ là đại khí vận người. Bất kỳ một đạo cơ duyên, phàm phu tục tử đều không tư cách chấp trưởng. Mà một mình hắn lại có thể chấp trưởng hai cái. Chẳng lẽ, ta thật phải thua? Thiên nữ ánh mắt thoáng qua một chút mê mang, chỉ theo sau khôi phục đạm như vậy, thư ra một hơi, lẩm bẩm nói. Thôi, bỏ mặc trận chiến này sống chết thành bại, ta chỉ cầu không thẹn lương tâm. Huống chi, ta là bán thần, lại làm sao sẽ thua? Cùng lúc đó, Tử Hoàng Thiên Cung, Đạo Đức Thiên Tôn và tất cả trưởng lão, ở mắt thấy thiên đấu đại đồ kiếm kinh thế khí tượng sau đó, tất cả người sắc mặt cũng đổi được vô cùng âm trầm. Đây đối với bọn họ trận doanh mà nói, không phải một cái tin tốt. Thậm chí có thể nói là một người vô cùng độ tin tức xấu. Dẫu sao Đạo Đức Thiên Tôn nhiều lần muốn diệt trừ Diệp Thần.
Diệp Thần thực lực càng phát ra mạnh mẽ, đối mồi lửa cùng với Tử Hoàng Tiên Cung mà nói, uy hiếp lại càng lớn. Nếu như trận chiến này, Diệp Thần thắng, hậu quả kia liền nghiêm trọng hơn. Kêu Cô Tô Vũ tới đây. Đạo Đức Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, tại đại điện bên trong đi qua đi lại, lộ vẻ được 10 phần nóng nảy, hoàn toàn không có ngày thường trầm ổn vừa dày vừa nặng trưởng môn khí tượng. Diệp Thần không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đối Đạo Đức Thiên Tôn đánh vào, thật sự là quá lớn một chút. Rất nhanh, Cô Tô Vũ tới. Trưởng giáo đại nhân, người cho đòi gặp ta. Cô Tô Vũ khom người thi lễ, thời khắc này nàng, khí chất dung mạo so trước kia thanh thuần rất nhiều, giữa hai lông mày ứ đọng khí, cũng là quét một cái sạch. Đây là bởi vì, nàng trong cơ thể bể khổ, đã bị khởi nguyên tiên chỉ thay thế, nàng không cần lại chịu khổ. Có lẽ ở sau này, bể khổ có thể sẽ kéo nhau trở lại. Nhưng chí ít hiện tại, nàng là ung dung. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn Cô Tô Vũ, ánh mắt như có mồi lửa nhảy lên, mặt âm trầm bàng, tại đại điện ánh nến chiếu rọi xuống, lộ vẻ được âm trầm hơn. Dừng một chút, Đạo Đức Thiên Tôn đè xuống nóng nảy tâm tình, chậm rãi nói, mưa mà, ngươi hẳn thấy, luân hồi chi chủ kinh thế kiếm đạo khí tượng. Cô Tô Vũ nói, ta thấy được. Đạo Đức Thiên Tôn ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy, lần này quyết chiến, thiên nữ có thể thắng sao? Cô Tô Vũ lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta tin tưởng thiên nữ sư muội thực lực, nàng đã là một bán thần, ở thế giới hiện thật, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, luân hồi chi chủ coi như kiếm pháp mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có thể cùng sư muội ta tương đương. Thiên nữ tu vi, là nửa bước thần đạo cảnh, cũng chính là bán thần, hơn nữa thiên nữ tự thân đại khí vận, bây giờ không có thua đạo lý. Đạo Đức Thiên Tôn trầm giọng nói, nếu là thiên nữ thua, luân hồi chi chủ bước kế tiếp, thì phải hướng chúng ta Tử Hoàng Tiên Cung động thủ, đây có thể khó giải quyết rất. Mưa mà, người tốt nhất có thể ra tay, đánh loạn luân hồi chi chủ tiết tấu, không cầu chu diệt, chỉ cần ngươi có thể cho hắn mang đi một chút tổn thương, cũng có thể giúp được ngươi thiên nữ sư muội. Đạo Đức Thiên Tôn biết, hôm nay Diệp Thần, chân thực quá mạnh mẽ, coi như Cô Tô Vũ xuất thủ, vậy tuyệt đối không thể nào giết chết Diệp Thần. Hắn mong muốn, là đánh loạn Diệp Thần tiết tấu, ở quyết chiến bắt đầu trước, để cho Diệp Thần chảy chút máu. Cô Tô Vũ cả kinh nói, trưởng giáo đại nhân, ngươi muốn ta xuất thủ không? Luân hồi chi chủ khí thế như vậy hừng hực, liền thiên đấu đại đồ kiếm cũng nắm giữ một phần chia, ở đối phương địa giới, hắn nhất định sẽ nghiêm phòng chúng ta ra tay, ta coi như ra tay, chỉ sợ cũng không đả thương được hắn à. Dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, trừ phi, ngươi có thể đem cửu thần lục trả cho ta. Đạo Đức Thiên Tôn khoát khoát tay, nói cửu thần lục là thiên chiêu thần khí, ngươi không nắm được, ta vì ngươi giữ, chờ ngươi sau này chân chính thành thần, trả lại cho ngươi cũng không muộn. Ngươi muốn để luân hồi chi chủ ra máu, đúng là không quá dễ dàng. À, ta biết một người bạn, hắn kêu Thanh Ngưu Cổ Tôn, là không không thời không cường giả, là giết hại Hồ Tiên Ngài Chúa Tể, nắm trong tay đứng đầu giết hại quy luật, ngươi cầm đạo bùa này chiếu, có thể mượn dùng hắn giết hại lực lượng. Có Thanh Ngưu Cổ Tôn tương trợ, ngươi muốn tổn thương luân hồi chi chủ, vậy không là không thể làm được sự việc. Vừa nói, Đạo Đức Thiên Tôn sử dụng một đạo phù chiếu, phù chiếu trên in một đạo Thanh Ngưu đồ đằng, có ác liệt nghiêm ngặt khí tức giết hại vần quanh. Cô Tô Vũ do dự một tí, trong lòng cũng nhớ Nhung Thiên Nữ, sợ nàng chạm trán bại, liền nhận lấy phù chiếu, nói trưởng giáo đại nhân, ở quyết chiến bắt đầu trước, ta nhất định sẽ để cho luân hồi chi chủ ra chút máu. Mặc dù cái này có chút không chỉ minh, nhưng chỉ cần trận chiến này, thiên nữ thắng, liền vậy là đủ rồi. Lịch sử, vĩnh viễn là người thắng tới ngôn thuyết. Một đêm trôi qua, Thủ Vọng Xâm Lâm bên trong. Diệp Thần và Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, ở ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, ngồi ở trên cây nói chuyện phiếm. Chúc mừng ngươi rồi, Diệp Thần ca ca, rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc thiên đấu đại đồ kiếm. Thế gian, có thể lĩnh ngộ cái này võ đạo nhưng mà lông phượng và sừng lân. Thanh Nghiên hì hì cười nói, tối hôm qua vậy cổ động trời kiếm đạo khí tượng, nàng cũng nhìn thấy, bất quá khi đó, nàng còn ở là phong gian thanh linh chữa trị, vậy không thể phân thân, thẳng đến lúc này mới chúc mừng Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, không việc gì, chỉ là mới vừa nhập môn thôi. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, có thể bước vào ngưỡng cửa, đã là vạn cổ người thứ nhất, người nắm giữ như vậy nghịch thiên kiếm pháp, muốn đánh thắng thiên nữ, vậy thì đơn giản hơn.
Diệp thần cười nói, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi. Lại hỏi, Thanh Linh cô nương tình huống như thế nào? Hắn gặp tiểu thảo thần thanh niên sắc mặt, khá có chút tái nhợt hình dáng, muốn đến vì chữa trị phong gian Thanh Linh, nàng tiêu hao cũng là khá là to lớn. Tiểu thảo thần thanh niên nói, hẳn không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể chống nổi ngày hôm nay, cùng nàng khỏi bệnh rồi, ta ngày mai liền. Mang nàng hồi không không lúc nào không, chỉ sợ nàng không nhịn được, lại ăn thuốc cấm. Diệp thần cau mày nói, liền ngày cuối cùng, có khó như vậy nhẫn sao? Tiểu thảo thần thanh niên nói, dĩ nhiên, đao kiếm thần quyết huyền diệu vô cùng, nàng thời thời khắc khắc đều nhớ hiểu, mà muốn tìm hiểu nói, thì nhất định phải ăn thuốc cấm, nếu không năng lực không đủ, căn bản không cách nào tính toán, vậy ảo tưởng thần quyết bí ẩn. Ta đã đem trên tay nàng thuốc cấm, toàn bộ đoạt lại, nhưng cái này cũng không dùng. Bởi vì, nàng muốn ăn thuốc cấm nói, có thể mình vô căn cứ tạo vật, từ trong ảo tưởng sáng tạo ra. Phong gian Thanh Linh đến từ không không lúc nào không, tự nhiên vậy nắm giữ ảo tưởng tạo vật thủ đoạn. Nàng đối hoa bỉ ngạn tản vật chất cấu tạo, hết sức quen thuộc, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể vô căn cứ cái hiện ra, chỉ cần tiêu hao tự thân một chút nguyên khí. Đây là không không lúc nào không cường giả, tạo vật tạo hóa thủ đoạn. Nói cách khác, muốn để cho phong gian Thanh Linh ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị, không muốn đụng chạm thuốc cấm, chỉ có thể dựa vào chính nàng tự giác. Diệp thần mơ hồ cảm thấy chút nguy hiểm, luôn cảm giác ngày hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn. Phong gian Thanh Linh sự việc, phải giải quyết hết. Sau lưng của nàng, là ám thiên đế phong gian Suy Tuyết. Diệp thần cùng thiên nữ quyết chiến sắp tới, ám thiên đế là cái tai họa ngầm, nếu như đối phương ý chí hạ xuống, đối diệp thần mà nói, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên, hắn nhất định phải đem phong gian Thanh Linh, đưa về không không lúc nào không. Trước lắng xuống ám thiên đế lửa giận nói sau. Tiểu thảo thần thanh niên nói, a Diệp thần ca ca, người cũng không cần quá lo lắng, liền ngày cuối cùng, hẳn không có vấn đề, người thật tốt là quyết chiến làm chuẩn bị đi. Ta xem qua tương lai, tử thần giáo đoàn có thể sẽ nhúng tay quấy rối, người có thể phải cẩn thận một chút. Diệp thần nói, tử thần giáo đoàn, bọn họ không phải tại nội chiến sao? Tiểu thảo thần thanh niên nói, nội chiến đã kết thúc. Thiên Khải Chí Tôn giết chết ma nữ, thống nhất toàn bộ giáo phái. Diệp thần kinh hãi, nói, ma nữ chết. Tiểu thảo thần thanh niên nói, coi là chết đi, nhưng nàng là thiên đế chủ thần, tùy thời đều có thể sống lại. Hơn nữa, nàng ban đầu thừa kế tử thần quyền bính, bản thân liền đại biểu chết khái niệm, nàng nhưng thật ra là sẽ không chết. Cái chết đối với nàng mà nói, chỉ là một tràng ngắn ngủi ngủ, nàng muốn tỉnh lại, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Thiên Khải Chí Tôn lấy là, đã hoàn toàn trấn áp ma nữ, để cho nàng không có cách nào xoay mình, đó là quá lạc quan, hắn tựa hồ bỏ quên, ma nữ hôm nay chính là tử thần, nơi nào có như thế dễ dàng suy sụp. Diệp thần nói, vậy ma nữ hôm nay tình huống như thế nào? Nhắc tới, Diệp thần cùng ma nữ tới giữa, có thiên ti vạn lũ ân oán dây dưa, đối phương sống chết vận mệnh, hắn vậy rất có hứng thú biết. Tiểu thảo thần thanh niên suy nghĩ một chút, nói. Nàng có thể sẽ ngủ say một đoạn thời gian đi, dẫu sao nàng trước đây nhốt Thiên Khải Chí Tôn, đắc tội quá nhiều người. Phải biết, Thiên Khải Chí Tôn là thứ nhất luyện khí sư, mạng giao thiệp rất rộng rãi, rất nhiều cường giả cũng cầu hắn luyện chế qua binh khí pháp bảo. Ban đầu ma nữ đem hắn nhốt, đắc tội quá nhiều người, nàng hôm nay thất thế, cũng chỉ có thể chấp phục cùng đợi cơ hội. Diệp thần nói, phải không? Vậy nói như vậy, ở tương lai trong một đoạn thời gian. Ma nữ đều sẽ không gây sóng gió. Tiểu thảo thần thanh niên nói, ta đoán qua tương lai ma nữ rời núi, có thể là lấy chuyển thế phương thức, nàng sẽ chuyển thế sống lại, ngươi có thể được chú ý, tương lai có cái gì nữ nhân xa lạ, muốn đến gần ngươi mà nói, nàng có thể là ma nữ chuyển thế vậy không nhất định. Ma nữ bây giờ muốn lật bàn, thật quá khó khăn. Tiểu thảo thần dòm ngó tương lai, mơ hồ cảm giác được, tương lai ma nữ. Có thể sẽ chuyển thế sống lại, sau đó lợi dụng Diệp thần lực lượng, Đông Sơn tái khởi. Nàng cũng không muốn Diệp thần bị lợi dụng, cho nên trước thời hạn cảnh cáo. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói, được, ta biết. Tiểu thảo thần thanh niên gật đầu một cái, đột nhiên lại hỏi, Diệp thần ca ca, nếu như ngươi chiến thắng thiên nữ, ngươi biết xử trí như thế nào nàng? Diệp thần lắc đầu nói, cùng đánh thắng nói sau. Tiểu thảo thần thanh niên nói. Vậy ngươi chú ý tử thần giáo đoàn, hiện tại ma nữ chết,
thủ tịch hộ pháp vị trí trống ra, Thiên Khải Chí Tôn muốn mời thiên nữ, đảm nhiệm hắn thủ tịch hộ pháp, hắn sẽ không trơ mắt nhìn thiên nữ bại trong tay ngươi bên trong. Cùng quyết chiến ngày đến, Thiên Khải Chí Tôn có thể sẽ phái người hạ tới quấy rối, người nọ chính là tử thần giáo đoàn vị thứ hai hộ pháp, biệt hiệu Hải Đăng, tên gọi Phong Uyên Lan. Diệp thần nói, Hải Đăng, Phong Uyên Lan, hắn họ Phong Uyên. Tử thần giáo đoàn có 12 tiệc hộ pháp, Hải Đăng xếp hạng vị thứ hai, nói cách khác, thực lực đứng sau ma nữ, muốn đến cũng là một tôn cường đại võ giả. Càng để cho Diệp thần cảnh giác, là cái này Hải Đăng, tên gọi Phong Uyên Lan. Tinh không thần tộc ba lớn trong thế gia, thì có một cái thế gia, họ là Phong Uyên. Tiểu thảo thần thanh niên nói, đúng vậy, vậy Phong Uyên Lan, là xuất thân tinh không thần tộc võ giả, năm đó Thiên Khải Chí Tôn từng một lần sa đọa hắc ám, là hắn tinh không ánh sáng, chiếu rọi Thiên Khải Chí Tôn đạo tâm, đem hắn từ bị lạc bên trong chừng cứu lại được. Cho nên, Thiên Khải Chí Tôn coi hắn là Hải Đăng. Cái đó Phong Uyên Lan, không chỉ là Thiên Khải Chí Tôn Hải Đăng, vậy là cả tử thần giáo đoàn Hải Đăng. Tử thần giáo đoàn bên trong, ma thần cường giả rất nhiều, bọn họ mỗi ngày di động ở hắc ám bên trong, không có sa đọa bị lạc, phần lớn nguyên nhân, đều là bởi vì có Phong Uyên Lan tồn tại, hắn là cả giáo phái Hải Đăng, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng thiên cổ, địa vị vô cùng cao quý. Thiên Khải Chí Tôn phái hắn xuống, chính là muốn bảo vệ thiên nữ, người muốn đánh bại thiên nữ, sợ rằng không quá dễ dàng. Diệp thần nghe tiểu thảo thần mà nói, vậy cảm thấy vậy Phong Uyên Lan địa vị đặc thù, thân phận tôn quý. Trọng yếu như vậy nhân vật, có thể nói là tử thần giáo đoàn nhị bà thủ. Ta nghĩ, thiên nữ hẳn không biết tiếp nhận tử thần giáo đoàn ý tốt. Diệp thần nói, hắn biết thiên nữ tính cách, đó là cao ngạo trong trẻo lạnh lùng rất. Thiên Khải Chí Tôn muốn bảo vệ thiên nữ có thể không nhất định sẽ tiếp nhận. Tiểu thảo thần thanh niên nói, bỏ mặc nàng có chấp nhận hay không, chàng này quyết chiến, tử thần giáo đoàn là nhất định sẽ nhúng tay, người đoạt đi kinh cức phương tọa, Thiên Khải Chí Tôn vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy kinh cức phương tọa, tử thần giáo đoàn tưới vô số tín ngưỡng lực lượng, quán chú vô số thuần túy hắc ám tinh hoa, có vô cùng cường đại uy năng. Diệp thần trực tiếp cướp đi, đối tử thần giáo đoàn mà nói, dĩ nhiên là một cái đả kích khổng lồ, Thiên Khải Chí Tôn không thể nào sẽ bỏ qua cho hắn. Được, ta sẽ chú ý. Diệp thần gật đầu một cái, xem ra hắn và thiên nữ quyết chiến, định trước không bình tĩnh. Cuộc quyết đấu này, không chỉ là giữa hai người chiến đấu, còn sẽ đem rất nhiều thế lực, cũng dắt kéo vào. Diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi quyết chiến, kiếm thần phế tích bên kia, đã là đầu người chào chào, không biết có nhiều ít vạn người đang đợi khai chiến. Trận chiến này, nhất định là muôn người ngắm nhìn, chư thiên rung động. Diệp thần tiếp tục ở lại thủ vọng xâm lâm bên trong, một bên điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên chờ đợi phong gian thanh linh chữa trị kết quả. Đêm đến, gió lạnh hiu hiu. Diệp thần đang trong nhà gỗ, điều tức dưỡng thần, bỗng nhiên ngoài nhà truyền tới một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi sau đó là một đạo giọng nữ, Diệp thần đại ca. Vậy lại là phong gian thanh linh thanh âm. Diệp thần sửng sốt một chút, mở cửa vừa thấy, liền thấy phong gian thanh linh đứng ở bên ngoài. Nàng không có mang giày tử, tóc ướt nhẹp, hình như là mới vừa tắm xong, trên mình mang chút cỏ cây thơm mát, hình như là mới vừa ngâm qua thuốc tắm, muốn đến là tiểu thảo thần thanh niên phương pháp chữa trị. Nàng thần sắc rất hốt hoảng, hướng Diệp thần nói, Diệp thần đại ca, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Diệp thần liền mời nàng vào nhà, có chút kỳ quái nhìn nàng, nói, thanh linh cô nương, ngươi không phải đang tiếp thụ trị liệu không? Chữa trị đã kết thúc. Tiểu thảo thần đâu? Phong gian thanh linh nói, tiểu thảo thần là ta chữa bệnh, tiêu hao quá lớn, đã nghỉ ngơi ngủ, chữa trị là kết thúc, nhưng là... Diệp thần cảm thấy không đúng, nói, nhưng là cái gì? Phong gian thanh linh nói, ta ăn chút hoa bỉ ngạn tán, hiện tại cảm giác thân thể không đúng, rất là đau khổ khó chịu, ta tựa hồ muốn bệnh phát. Diệp thần con ngươi co rúc lại, liền thấy phong gian thanh linh nước nộn nộn ra thịt. Dần dần xuất hiện một ít bóng tối phủ văn, đây rõ ràng là muốn bệnh phát. Ngươi làm sao? Diệp thần nhất thời tức giận, không nghĩ tới phong gian thanh linh vẫn là không nhịn được, chữa trị mới vừa kết thúc, nàng hơi thở cũng còn không ổn định, đi ngay ăn thuốc cấm. Diệp thần đại ca, ngươi mau giết ta đi. Ta van cầu ngươi, giết ta, phát hiện ở. Ta không muốn trở thành thiên ma quái vật, ngươi mau giết ta,
ta biết sai rồi. Phong Gian Thanh Linh vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. Nàng liều mạng muốn áp chế, trong cơ thể sao 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 ma khí, nhưng cảm giác đã không áp chế được. Nàng biết, mình sắp phải đổi thành xấu xí nhất thiên ma dị chủng, thiên thủ thiên ma quái vật. Nàng tình nguyện là chết, cũng không muốn biến thành loại quái vật này. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nếu là giết Phong Gian Thanh Linh, ám thiên đế hàng giận xuống, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, Phong Gian Thanh Linh giúp hắn như thế nhiều, hắn há có thể vong ân phụ nghĩa, loạn hạ sát thủ. Thanh Linh cô nương, tỉnh táo một chút. Diệp Thần kéo Phong Gian Thanh Linh nhỏ hết sức mềm mại bàn tay, vận chuyển Phật tổ chân kinh, đem một món Phật khí độ đi qua. Nhưng, Diệp Thần nhưng cảm thấy, Phong Gian Thanh Linh trong cơ thể, thật giống như có một cái không đáy hắc động, hắn Phật khí chuyển qua, lập tức liền bị chiếm đoạt hầu như không còn, hoàn toàn không có đưa đến chút nào hiệu quả. Thậm chí, từ Phong Gian Thanh Linh trong cơ thể, còn có từng tia từng luồng hắc ám tội nghiệt hơi thở, như rắn độc vậy lan tràn tới, muốn leo đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhanh như tia chớp rụt tay về, lui về phía sau hai bước. Phong Gian Thanh Linh thấy Diệp Thần động tác này, lại là ảm đạm thần thương, lại là ủy khuất, nói, Diệp Thần đại ca, mau động thủ đi, ta lần này bệnh phát, là vô luận như thế nào cũng không áp chế được. Diệp Thần nói, không, không có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi. Lập tức, Diệp Thần liền muốn bước ra luân hồi máu tươi, dựa vào luân hồi máu tươi năng lượng, đi chữa trị Phong Gian Thanh Linh. Nhưng lúc này, Phong Gian Thanh Linh trong cơ thể, ma khí mãnh liệt nổ, như biển gầm vậy gào thét ra. Một tiếng nổ, cuồng bạo ma khí, như vạn nặng đợt sóng, cuồn cuộn nổ tung, lấy Phong Gian Thanh Linh là tâm vòng tròn, lan truyền hướng bốn phương tám hướng. Ở nơi này cổ ma khí dưới sự xung kích, Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau, thân thể cũng thiếu chút nữa bay ra ngoài. Toàn bộ nhà gỗ, liên quan nhà gỗ vùng lân cận cây cối, toàn bộ bị ma khí đợt sóng xông lên bể, hóa thành bụi bặm. Phong Gian Thanh Linh thân thể mềm mại, cũng bị vậy ma khí chìm ngập. Diệp Thần đã không thấy được nàng thân ảnh, chỉ nghe được từng trận nhọn thê lương, bi thảm lạnh người, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết là như vậy đáng sợ, hình như là từ trong địa ngục truyền ra, hàm chứa cực hạn oan khuất. Từng cơn nhọn sóng âm, xé nát hư không, lại đem bầu trời lưu vân cũng toàn bộ nghiền nát. Toàn bộ thủ vọng xâm lâm các con dân, vậy toàn bộ bị thức tỉnh. Tất cả người vô cùng sợ hãi, nhìn tiếng kêu phát ra địa phương, nơi đó đã là ma khí tràn ngập, oán niệm cuồn cuộn, có vô số vặn vẹo quái vật, từ hư không và khắp nơi bỏ ra ngoài. Tiểu Thảo Thần Thanh Niên bị thanh tỉnh, nàng ngơ ngác nhìn một màn này, biết mình chuyện lo lắng nhất, vẫn là xảy ra. Cuồn cuộn ma khí bên trong, một đầu kinh khủng thiên ma quái vật, nhô lên, thân thể ùng ùng lớn mạnh, ước chừng đổi được vạn trượng cao, nguy nga thông thiên, cuồng bạo ma khu quanh người, lượn lờ trăm ngàn ngôi sao, nguy nga mạnh mẽ tới cực điểm. Thủ vọng xâm lâm thủ vọng thụ, cùng đầu này to lớn nguy nga thiên ma quái vật so sánh, nhỏ bé được giống như một bụi cây nhỏ mầm. Đáng sợ hơn phải, đầu này thiên ma quái vật, sau lưng lại có ngàn cánh tay thiên thủ, cái này ngàn cánh tay thiên thủ, trên không trung cuồng loạn múa, ma phong gào thét, hu hu vang dội, phối hợp ngày trước ma giữ tợn kinh tởm gương mặt, lộ vẻ được đặc biệt khủng bố. Diệp Thần ra đầu tê dại, hắn biết đầu này thiên thủ thiên ma quái vật, chính là Phong Gian Thanh Linh biến thành, là hỗn độn trong thiên ma cực hạn dị chủng. Cái này thiên thủ thiên ma quái vật, hắc ám ma khí là như vậy kịch liệt, tràn ngập thiên địa, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần nhìn thiên ma này quái vật thân thể, giống như nhìn đuôi thú như nhau, chỉ cảm thấy có các loại không rõ dơ bẩn hơi thở, xâm nhập phạt tâm thần. Trong rừng rậm các con dân, ở mắt thấy thiên ma sau đó, tại chỗ liền nói tim tan vỡ, rối rít hộc máu. Mọi người cẩn thận một chút. Tiểu Thảo Thần Thanh Niên thấy vậy, vội vàng thúc giục thủ vọng thụ, thả ra từng luồng xanh biếc như ngọc trói lọi, bảo vệ đám người. Sau đó, vậy thiên thủ thiên ma, hắc ám sát khí là đậm đà như vậy, chỉ sợ liền thủ vọng thụ, cũng không chống đỡ được bao lâu. Rừng rậm ở chết đi, từng bụi cây cối, ở ma khí đánh vào, không ngừng khô héo. Thiên thủ thiên ma gầm thét, thanh âm long trời lở đất, vạn trượng cao nguy nga thân thể, thật là sắp cầm bầu trời cũng nghiền phá. Diệp Thần chau mày, không nghĩ tới cuối cùng là không có thể ngăn cản Phong Gian Thanh Linh bệnh phát, kinh khủng như vậy thiên thủ thiên ma khí tượng. Liền hắn cũng cảm nhận được khó giải quyết.
Diệp đại nhân, Thảo thần đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Bình An mang võ chiến, Liên Mộng, còn có rất nhiều rừng rậm cao tầng các cường giả, vội vàng đi tới Diệp thần và thanh niên bên người. Đột ngột xuất hiện thiên thủ thiên ma, để cho Vương Bình An cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Võ chiến và Liên Mộng hai người, chính là ảm đạm than thở, bọn họ biết, cái này thiên thủ thiên ma, thật ra thì chính là phong gian thanh linh. Tiểu Thảo thần thanh niên nói, Diệp thần ca ca, rừng rậm có hủy diệt nguy hiểm, ta không thể ngồi coi bỏ mặc. Hướng Vương Bình An các người nói, các người đi nhanh trấn áp ngày trước ma. Nàng liền thúc giục thủ vọng thụ, là Vương Bình An các người rơi xuống chúc phúc. Tình thế nguy cấp, Vương Bình An, võ chiến, Liên Mộng các người, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Ở tiểu thảo thần thanh niên chúc phúc hạ, mang rất nhiều rừng rậm các cường giả, hướng vậy thiên thủ thiên ma, phát khởi công kích. Binh bịch bịch, vô số võ đạo thần thông, cùng binh khí pháp bảo ánh sáng. Đánh vào vậy thiên thủ thiên ma trên mình, nhưng lại không có đưa đến chút nào hiệu quả. Vậy thiên thủ thiên ma, vạn trượng cao nguy nga thân thể, có vô số mênh mông quy luật còn quấn, thông thường thủ đoạn công kích, căn bản không cách nào thương tổn tới nó. Gai gâu, Diệp thần ca ca, có thể phải ngươi ra tay. Tiểu thảo thần thanh niên nhìn về Diệp thần, thiên thủ thiên ma mạnh mẽ, ra nàng dự liệu. Thủ vọng xâm lâm rất nhiều cường giả, đều không cách nào sát thương thiên ma. Có thể chỉ có Diệp thần ra tay, mới có thể trấn áp. Diệp thần nhướng mày một cái, nếu là hắn ra tay, sát thương thiên ma, ngang hàng là sát thương phong gian thanh linh, nhất định sẽ khai trọc ám thiên đế. Tuy nói Diệp thần không sợ, nhưng hắn lập tức phải cùng thiên nữ quyết chiến, không thích hợp tự nhiên đâm ngang. Ồ, lại là thiên thủ thiên ma. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh thiên đế thấy vậy thiên thủ thiên ma khí tượng, cũng là khá là kinh ngạc. Rồi sau đó lại nói. Thật may ma khí còn lưu tại biểu tượng, không tính là quá sâu nhập, còn có cứu vãn phương pháp. Diệp thần nghe lời nói này, liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi có biện pháp giải quyết? Bắc Minh thiên đế gật gật đầu nói, ừ, ta có một môn thần thông, kêu Bắc Minh thôn thiên pháp, có thể chiếm đoạt vạn vật, ta chỉ ngươi Bắc Minh thôn thiên pháp, đem ngươi cái này thiên thủ thiên ma ma khí nuốt, là có thể để cho cô gái kia khôi phục bình thường. Lấy ngươi thể chất, cắn nuốt ma khí, chắc sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Chỉ là, người tu luyện thần thông của ta, liền ngang hàng thừa kế ta nhân quả, ta cùng thanh như cổ tôn, có khắc cốt đại thù, hắn nếu là biết, ngươi là ta truyền nhân, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp thần không câu chấp cười nói, không sao, vậy thanh như cổ tôn, không phải chỉ là phong thần thiên tôn thú cưỡi sao? Ta lại có sợ gì? Diệp thần liền thiên đế cấp 9. Cũng gặp qua không thiếu, tự nhiên không sợ chính là một cái thanh nghiêu cổ tôn. Bắc Minh thiên đế nhưng là thần sắc ngưng trọng, nói thanh nghiêu cổ tôn chấp trưởng giết hại hồ tiên, tuyệt khó đối phó, hơn nữa ta mơ hồ suy tính đến, sau lưng hắn có đuôi thú bóng người, nếu không, năm đó vậy sẽ không dễ dàng như vậy, liền công hãm ta Bắc Minh thời không, ba chiêu liền giết ta chết, đó không phải là hắn lực lượng, sau lưng có thể có đuôi thú lực lượng. Người thừa kế ta nhân quả, tương lai phải đối mặt. Có thể không chỉ là thanh nghiêu cổ tôn, còn có sau lưng hắn đuôi thú. Diệp thần trong lòng rét một cái, hỏi, là mấy đuôi? Bắc Minh thiên đế nói, ta cũng không biết, phàm là đuôi thú, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, tuyệt khó đối phó. Oanh! Hai người nói chuyện lúc đó, rừng rậm các võ giả, còn ở cùng thiên thủ thiên ma kịch liệt chém giết. Võ chiến giống như bị điên, bộc phát ra bán thần cực hạn lực lượng, rốt cuộc hung hăng một quyền. Ở thiên thủ thiên ma trên mình, để lại một đạo kinh khủng dấu vết. Nhưng hắn thân thể, cũng bị thiên thủ thiên ma ngàn cánh tay thiên thủ bắt, một hồi xoa nặn, cuối cùng xem chỉ tả tơi búp bê vải vậy, bị ném xuống đất, máu tươi đầm đìa, trọng thương ngã gục. Võ chiến đại ca, Liên Mộng khóc chạy tới, muốn ôm dậy võ chiến, nhưng lại không dám đụng chạm. Võ chiến thân thể, đã là nát bể nát, môi hắn vù vù động một tí, muốn nói gì? Nhưng cuối cùng cái gì vậy không nói ra được, liền khí tuyệt chết đi. Liên Mộng tại chỗ liền tê tâm liệt phế khóc, Diệp thần thấy võ chiến bỏ mình, nhất thời ra đầu tê dại, biết sự việc nghiêm trọng, vội vàng hướng Bắc Minh thiên đế nói. Tiền bối, mau đem vậy Bắc Minh thôn thiên pháp truyền thụ cho ta. Cho dù tương lai phải đối mặt thanh nghiêu cổ tôn, đối mặt đuôi thú, Diệp thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Được, Bắc Minh thiên đế cũng không nói nhảm. Cong ngón tay bắn ra, một đạo linh quang bắn vào Diệp thần đầu óc bên trong.
Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy, đầu óc bên trong lướt qua một bài huyền ảo tuyệt diệu thiên đế công pháp, phảng phất có chiếm đoạt vạn vật khủng bố uy năng, chính là Bắc Minh thiên đế sáng chế Bắc Minh thôn thiên pháp. Thật ra thì chiếm đoạt phương pháp, Diệp Thần cũng có nắm giữ, ví dụ như hắn phù quỷ mẫu xào, liền có cường đại lực cắn nuốt. Nhưng, phù quỷ mẫu xào chiếm đoạt uy năng, dĩ nhiên là kém hơn Bắc Minh thôn thiên pháp. Bắc Minh thiên đế, không hổ là đã từng là thiên đế cấp 9, tham dự khai sáng thiên đế tổ đình, tay khoác thiên nghiêng nhân vật lớn, hắn sáng tạo Bắc Minh thôn thiên pháp, so với giống vậy 33 thiên thần thuật, còn lợi hại hơn. Diệp Thần thiên phú cực cao, ngay tức thì liền đem Bắc Minh thôn thiên pháp, lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn mở mắt ra, liền thấy vậy thiên thủ thiên ma, ngàn cánh tay, ngàn chỉ ma thủ, hướng Liên Mộng bắt đi, muốn để Liên Mộng cùng võ chiến chôn theo. Bắc Minh thôn thiên pháp, cho ta trấn áp. Diệp Thần không nói hai lời, bàn tay đánh ra, lòng bàn tay hiển hóa ra một cái kinh khủng hắc động khí tượng, như muốn nuốt phệ thiên, hung hăng một trường, liền quay chụp thiên thủ thiên ma trên người. Phịch! Một trường này, uy lực hung mãnh, thiếu chút nữa thì đem thiên thủ thiên ma vạn trượng cao thân thể, đánh được ngã quỵ. Diệp Thần trường trong lòng hắc động, cũng là điên cuồng chuyển động lực, truyền ra kinh khủng hấp lực. Cái này cổ hấp lực, điên cuồng cắn nuốt thiên thủ thiên ma trên mình ma khí, làm được ở giữa thiên địa, khí lưu hu hu vang dội. Trong thoáng chốc, thiên thủ thiên ma trên mình ma khí, cũng hướng Diệp Thần bàn tay, bơm vào đi qua. Diệp Thần ngay tức thì hấp thu đại lượng ma khí, ra một tí đổi được đen nhánh, cả người đều sắp bị căng bể. Hắc ám rời đi, hắc dạ mệnh tinh. Diệp Thần thong thả, đem hấp thu mà đến đại lượng ma khí, toàn bộ chuyển tới mình hắc dạ mệnh tinh bên trong không gian. Hắc dạ mệnh tinh hấp thu đại lượng ma khí, mơ hồ có kỳ dị kích động phát sinh, thật giống như bị điểm lượng, nhưng nghiêng sai lệch điểm thời cơ, thì là không thể vào sáng lên. Diệp Thần có loại muốn nhảy mũi, nhưng lại đánh không ra được khó chịu cảm giác, liền liền làm mấy cái hít thở sâu, mới đưa cái này cổ cảm giác khó chịu, áp chế xuống. Chỉ có thể nói, điểm sáng hắc dạ mệnh tinh, so hắn tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Mà theo đại lượng ma khí, bị Diệp Thần hấp thu, vậy thiên thủ thiên ma thân thể, cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, như quả cầu da bị xì hơi vậy, thiên thủ ngàn cánh tay khí tượng vậy héo rút đi xuống. Rất nhanh, thiên thủ thiên ma đổi trở về phong gian thanh linh hình dáng. Phong gian thanh linh hơi thở yếu ớt, nằm ở Diệp Thần trong ngực, vùng vẫy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh hết thảy. Nàng mới vừa hóa thân thiên ma, đem nửa thủ vọng xâm lâm cũng phá hủy, khắp nơi đều là cho bụi cùng ngọn lửa, còn có bể tan tành thi thể. Ít nhất có hơn ngàn người, chết ở thủ hạ nàng, từng cơn khóc thút thít từ bốn bề truyền tới. Phong gian thanh linh vậy thấy, Liên Mộng ôm trước võ chiến bể tan tành thi thể, khóc tỉ tê cái không ngừng. Tiểu thảo thần thanh niên, đang điều động thủ vọng thụ năng lượng, đem người chết sống lại. Nhưng võ chiến là bán thần, muốn sống lại hắn mà nói, đặc biệt khó khăn, chí ít không phải bây giờ tiểu thảo thần có thể làm được, Diệp Thần vậy không làm được. Cuối cùng, vô lượng cảnh trở xuống người chết, lấy được sống lại, nhưng vô lượng cảnh và trở lên người, vẫn là chết trạng thái. Phong gian thanh linh biết mình xông xuống di thiên đại họa, nhìn khóc thầm Liên Mộng, tay chân luống cuống, sắc mặt bạc màu, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần đại ca, thảo thần thiên tôn, ta. Phong gian thanh linh nhìn về Diệp Thần và tiểu thảo thần, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Tiểu thảo thần thanh niên nói, thanh linh cô nương, người ngày mai theo ta đi không không lúc nào không đi. Nàng biết, trách cứ cũng là vô dụng, dẫu sao phong gian thanh linh vậy không nghĩ như thế. Phong gian thanh linh thật cảm thấy hổ thẹn, rơi lệ không nói. Đến được sáng sớm hôm sau, rừng rậm bị phá hủy cây cối, ở thủ vọng thụ trói lọi hạ, đã khôi phục như cũ, hết thảy nhìn như đều là sống cơ hội bừng bừng, cũng không nhìn ra tối hôm qua tiên vết máu. Chỉ có ở thủ vọng thụ cạnh, võ chiến khối kia mộ bia, mới để cho người xác định, tối hôm qua rừng rậm, đích xác là xảy ra đáng sợ tai biến. Mà phong gian thanh linh, chính là hết thảy tai biến ngọn nguồn. Nàng đặc biệt áy náy, nếu như không phải là tiểu thảo thần nhìn nàng, nàng sợ rằng đã tự sát tạ tội. Liên Mộng cả người đồ tang, thân thể lộ vẻ được đặc biệt mềm yếu, đứng ở trượng phu trước mộ. Diệp Thần ca ca, chúng ta phải đi. Tiểu thảo thần thanh niên mang phong gian thanh linh, tới hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Thật xin lỗi. Phong gian thanh linh nước mắt đã sớm khóc khô,
liền liền hướng Diệp Thần nói xin lỗi, vậy hướng Liên Mộng nói xin lỗi. Liên Mộng tỷ tỷ, thật xin lỗi. Liên Mộng không nói, chỉ là kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nói, Diệp đại nhân, chồng ta sau này có thể sống lại sao? Diệp Thần nói, có thể, chờ ta thức tỉnh hắc dạ mệnh tinh. Liên Mộng lộ ra một cái thê lương nụ cười, nói, đa tạ ngươi. Phong Gian Thanh Linh khẽ cắn răng môi, rồi sau đó sử dụng một khối kết tinh đá, giao cho Diệp Thần nói. Diệp Thần đại ca, thật thật có lỗi, khối này kiếm đạo kết tinh, coi là ta cho ngươi bồi thường. Diệp Thần nói, đây là cái gì? Phong Gian Thanh Linh nói, đây là ta những năm gần đây, hiểu đao kiếm thần quyết, lĩnh ngộ được kiếm đạo kết tinh, vốn là muốn đưa cho ta ca ca, hiện tại cho ngươi đi, mời ngươi nhận lấy. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói ta không thể nhận. Năm đó Phong Gian Thanh Linh, hiểu đao kiếm thần quyết sau đó, vậy từng hội tụ suốt kiếm đạo kết tinh, cũng tặng cho ca ca nàng, giúp ca ca nàng lên trời thành đế. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, nàng hội tụ kiếm đạo kết tinh, so với lúc ban đầu vậy một khối, sợ rằng còn muốn thâm hậu ngưng luyện được hơn. Nếu như Diệp Thần lấy được, liền có thể không phí nhiều sức, lĩnh ngộ đao kiếm thần quyết bí ẩn, liền như năm đó Phong Gian Suy Tuyết như vậy, một bước lên trời thành thần vậy nói không chừng. Phong Gian Thanh Linh tự biết tội nghiệt sâu nặng, cho nên liền muốn đem khối này kiếm đạo kết tinh, tặng cho Diệp Thần, coi là tha tội. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, Diệp Thần ca ca, người thù cất đi, nếu là người có thể lĩnh ngộ đao kiếm thần quyết, vậy đối với chiến thiên nữ, liền thắng chắc. Đao kiếm thần quyết uy lực, so với thiên đấu đại đồ kiếm còn lợi hại hơn, Diệp Thần bản thân thì có chỉ thủy kiếm đạo căn cơ, lại đi hiểu đao kiếm thần quyết, vậy đơn giản tự nhiên rất nhiều. Phong Gian Thanh Linh rơi lệ nói, Diệp Thần đại ca, xin cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Nàng biết mình gây họa quá sâu, chỉ muốn thoáng tha tội. Vương Bình An và rừng rậm rất nhiều các cường giả, vậy chờ mong Diệp Thần quyết chiến thủ thắng, liền nói, Diệp đại nhân, người nhận lấy cũng được. Diệp Thần gặp đẩy nhờ bất quá, liền gật đầu một cái, đem kiếm kia đạo kết tinh nhận, hướng Phong Gian Thanh Linh nói, đa tạ, Thanh Linh cô nương. Phong Gian Thanh Linh lại vui lại khóc, nói, Diệp Thần đại ca, hẳn là ta đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ theo ta ca ca nói rõ ràng, ngươi đối với ta cực tốt, cũng không có làm tổn thương ta vậy sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Diệp Thần nói, như vậy quá tốt, Thanh Linh cô nương, vậy làm phiền ngươi. Thương nghị xong, Diệp Thần liền cùng Phong Gian Thanh Linh nói tạm biệt. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, mang Phong Gian Thanh Linh, đi không không lúc nào không đi. Nơi đây chuyện đã xong, tiếc nuối duy nhất, chính là võ chiến bỏ mình. Bất quá, Diệp Thần khắc ghi tại tâm, cùng hắn sau này thức tỉnh hắc dạ mệnh tinh, có đầy đủ thực lực, hắn sẽ đem võ chiến sống lại. Lập tức, Diệp Thần liền rời đi Thủ Vọng Xâm Lâm, trở lại Tinh Nguyệt Giới. Hắn sợ Liên Mộng thương tâm quá độ, cũng đem Liên Mộng mang theo, trở lại Tinh Nguyệt Giới sau đó, đem nàng thu xếp ở Ngạo Thế Thiên Cung bên trong. Thấy Diệp Thần trở về, toàn bộ Tinh Nguyệt Giới đều sôi trào. Còn có 7 ngày, chính là Diệp Thần cùng Thiên Nữ quyết chiến ngày, Tinh Nguyệt Giới cùng cả cái luân hồi trận doanh, tương lai sống chết vận mệnh, cũng đem do trận chiến ấy quyết định. Diệp Thần thấy được Thiên Nữ chiến thư, có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiên Nữ chiến ý mãnh liệt. Thiên Nữ chờ đợi ngày này, nhất định là đợi rất lâu rồi. Từ cực kỳ lâu trước kia, nàng liền đang thi hành nuôi heo kế hoạch, giai đoạn trước cho Diệp Thần vô số ân huệ cùng cơ duyên. Diệp Thần có thể trưởng thành đến tình cảnh này, Thiên Nữ công không thể không. Hiện tại, Diệp Thần luân hồi đạo thống, đã đủ cường đại, thậm chí cường đại đến đủ để áp chế Thiên Nữ bản thân. Thiên Nữ nếu như có thể thu hoạch, nàng đem một bước lên trời. Diệp Thần biết, trận chiến này, hắn chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Một khi chiến bại, bị Thiên Nữ thu hoạch, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Trở về đến Tinh Nguyệt Giới sau đó, Diệp Thần liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Phòng tu luyện bên trong, Diệp Thần sử dụng một khối tinh thạch trên lượn lờ kiếm ý, chính là Phong Gian Thanh Linh cho kiếm đạo của hắn tinh thạch, nghe nói bên trong hàm chứa chỉ thủy kiếm đạo bí ẩn. Chỉ thủy kiếm đạo, là đao kiếm thần quyết một phần chia. Chỉ thủy một kiếm, là kiếm đạo trình độ cao nhất. Ở lúc trước, Diệp Thần đã tiếp xúc qua chỉ thủy kiếm đạo, nhưng cùng chân chính đao kiếm thần quyết so sánh, còn khá là nông cạn, không đủ đi sâu vào.
Hiện tại phong gian thanh linh cho kiếm đạo của hắn tinh thạch, bên trong ẩn chứa chỉ thủy kiếm đạo diệu pháp, mới thật sự là huyền diệu tinh thâm, mênh mông vô cùng. Diệp Thần hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm lai, tay cầm kiếm kia đạo kết tinh, tinh thần lực thấm vào, ngưng thần bắt đầu cảm ngộ. Oanh! Làm Diệp Thần tinh thần, thấm vào đến kiếm đạo kết tinh bên trong, đầu thiếu chút nữa thì muốn nổ. Kiếm đạo này kết tinh bên trong, hàm chứa vô cùng là mãnh liệt kiếm ý, kiếm kia ý mãnh liệt, thiếu chút nữa chém nổ Diệp Thần tinh thần, khủng bố tới cực điểm, giống như có thể chém ngược chư thiên hết thảy. Đó là chỉ thủy kiếm đạo kiếm ý, mạnh mẽ, vô địch, siêu thoát hết thảy, chém chết hết thảy. Cái này chỉ thủy kiếm ý, chân thực quá mạnh mẽ, so với Diệp Thần tu tập chỉ thủy kiếm đạo, còn muốn hung mãnh rất nhiều rất nhiều. Như vậy mãnh liệt kiếm ý, lấy Diệp Thần thiên huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, căn bản là khó mà tiêu hóa. Đây là phong gian thanh linh, dựa vào ăn thuốc cấm, nhân sâm mài hàng tỷ thế kỷ nguyên, lĩnh ngộ được kiếm ý, uy năng kinh khủng, khó mà dùng thế gian lời nói hình dạng. Ban đầu phong gian suy tuyết, đạt được một viên chỉ thủy kiếm đạo kết tinh, liền lên trời thành đế. Hiện tại Diệp Thần kiếm trong tay đạo kết tinh, kiếm ý mãnh liệt, so với ban đầu phong gian suy tuyết lấy được, còn kinh khủng hơn. Nếu như Diệp Thần có thể đem những thứ này kiếm ý, toàn bộ tiêu hóa, chém ngược thứ nguyên vách đá, lên trời thành thần không là vấn đề. Liền liền luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế cũng bị cái này cổ kiếm ý kinh động, liền liền thở dài nói. Đây chính là đao kiếm thần quyết, chỉ thủy kiếm đạo sao. Quả nhiên là khủng bố à, như vậy mãnh liệt kiếm ý, sợ rằng ít nhất phải có thượng vị thần tu vi, mới có thể tiêu hóa. Thượng vị thần sao? Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, hiện tại hắn chỉ có thiên huyền cảnh tu vi, thượng vị thần cảnh giới đối hắn mà nói, đơn giản là ảo mộng. Vậy hoa bỉ ngạn tán thuốc cấm, có chút lợi hại, uống thuốc sau đó, có thể tìm hiểu ra kinh khủng như vậy kiếm đạo sát ý, ta cũng muốn ăn. Bắc Minh Thiên Đế nói liên tu, đối vậy thuốc cấm cũng là sinh ra đậm đà hứng thú. Nhưng, hứng thú quy về hứng thú, hắn vậy chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn biết. Thuốc cấm loại vật này, tốt nhất còn chưa muốn dính, nếu không mối họa vô cùng. Như thế mãnh liệt chỉ thủy kiếm ý, tích lũy phong gian thanh linh hàng tỷ đời tâm huyết, nội tình phong phú, tự nhiên không phải Diệp Thần có thể ngay tức thì tiêu hóa. Thật may, Diệp Thần trước kia có chỉ thủy kiếm đạo căn cơ, đối mặt như vậy mãnh liệt kiếm ý, cũng không phải bảo hoàn toàn không thể tiêu hóa. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, thi triển ra Bắc Minh Thôn Thiên Pháp. Đem trước mắt vòng quanh các loại kiếm ý, chiếm đoạt một phần chia tới đây. Bắc Minh Thiên Đế sáng chế Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, đặc biệt huyền diệu, có thể chiếm đoạt vạn vật, vượt quá là chân thực tồn tại, ảo tưởng khái niệm cũng có thể chiếm đoạt. Kết tinh này bên trong ẩn chứa kiếm ý, Diệp Thần tự nhiên cũng có thể chiếm đoạt. Bắc Minh Thôn Thiên Pháp mở ra, một phần nhỏ chỉ thủy kiếm ý, bị Diệp Thần cắn nuốt hết. Hắn cắn nuốt những thứ này chỉ thủy kiếm ý sau đó. Thoáng chốc tới giữa, liền cảm thấy cả người mỗi một chỗ ra, đều giống như muốn rạn nứt, từ bên trong tóe ra vô cùng bén kiếm khí đi ra, cả người thật giống như đều phải bị chém bể. Tốt mãnh liệt kiếm ý, sợ là phải đem ta nghiền nát. Thiên Long Nguyên Thể, mở. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vì đối kháng kiếm ý này, lập tức mở Thiên Long Nguyên Thể, tạo thành thân thể của hắn rất nhiều hạt cực nhỏ, bót bót tan vỡ. Từ bên trong sản sinh ra từng cái hoàng kim rồng thần, chống cự chỉ thủy kiếm ý xâm nhập giết. Chỉ gặp được muôn vàn con thần long, quanh quẩn ở Diệp Thần trên thân thể, kim quang lóng lánh, cực kỳ nguy nga, từng cái kiếm khí, lại từ Diệp Thần trong cơ thể bung ra, điên cuồng chém thích trước những thứ này rồng thần. Kiếm khí tiếng rít, long ngâm bào hiếu tiếng, phối hợp làm một đoàn, thần quang cuồn cuộn, sáng chói nóng rực. Diệp Thần thân thể thừa nhận to lớn đau đớn. Thật may cái này cổ đau đớn, cũng không có kéo dài bao lâu, theo từng cái rồng thần, bị chém được tan biến, vậy chỉ thủy kiếm ý bùng nổ kiếm khí, vậy toàn bộ thu liễm lại đi. Diệp Thần mới vừa cắn nuốt chỉ thủy kiếm ý, cũng là nước chảy thành sông, hoàn toàn tiêu hóa hết. Tiêu hóa hết những thứ này chỉ thủy kiếm ý, Diệp Thần cảm thấy tự thân chỉ thủy kiếm đạo, chí ít mạnh mẽ hơn trước 10 lần. Chỉ là chiếm đoạt một phần nhỏ kiếm ý, liền để cho ta cường đại như này. Nếu là toàn bộ chiếm đoạt tiêu hóa, vậy thì thật là lên trời thành thần, cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nhìn kiếm trong tay đạo kết tinh, nội tâm kích động không thôi. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại lấy hắn tu vi,
còn rất khó tiêu hóa hết viên này kết tinh. Dẫu sao, đây là phong gian thanh linh mỗi ngày uống thuốc cấm, hiểu hàng tỷ đời, dốc vào vô số tâm huyết ngưng kết ra đồ, nơi nào có như thế cho dễ tiêu hóa. Diệp thần chân nhi trọng chi, đem kiếm đạo này kết tinh thu hồi, dự định chờ sau này mình tu vi cường đại, sẽ chậm chậm luyện hóa hấp thu cũng không muộn. Thiên nữ có thể cũng không nghĩ tới, ta chỉ thủy kiếm đạo, sẽ thành được lớn mạnh như vậy chứ. Diệp thần nội tâm khẽ nhúc nhích, cái này chỉ thủy kiếm đạo khí tượng, cũng không có lan truyền đến ngoại giới đi. Nói cách khác, người ngoại giới, cũng không biết, Diệp thần chỉ thủy kiếm đạo, đã đổi được mạnh mẽ. Cái này không thể nghi ngờ, là Diệp thần ẩn núp một lá bài tẩy. Nếu như ở thích hợp thời điểm, để lộ ra nói, đủ để giết người một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, Diệp thần cảm giác được, ở chỉ thủy kiếm đạo đổi được mạnh mẽ sau đó, hắn cảnh giới tu vi hạn chế, vậy mơ hồ muốn bị phá vỡ. Hắn tu vi, lập tức phải từ thiên huyền cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp, đột phá đến tầng thứ 8 bước. Hiện đang đột phá, không phải lúc, cùng thiên nữ quyết chiến thời điểm, thừa dịp nàng không phòng bị, lại đột phá cũng không muộn. Diệp thần trong lòng có kế hoạch, lập tức liền cưỡng ép đem đột phá xung động, dưới áp chế tới. Rồi sau đó, Diệp thần bình tâm tĩnh khí, bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể loại bất đồng thuộc tính hơi thở, là sắp đến quyết chiến làm chuẩn bị. Như vậy qua được một ngày, bỗng nhiên ngoài phòng tu luyện, truyền tới ra ra Diệp tà thần thanh âm. Diệp thần, có một phong thư cho ngươi. Diệp thần đứng dậy, đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài, khẽ cau mày hỏi, là ai gửi tới thư? Diệp tà thần gặp Diệp thần quanh thân thần mang trạm nhiên, tu vi hơi thở hùng hồn cường hãn, âm thầm gật đầu, nói, Diệp thần, ngươi tu vi tiến bộ như vậy, rất tốt, cùng thiên nữ quyết đấu, ngươi phần thắng lớn vô cùng. Trong tay hắn đang cầm một phong thư, khi nói xong lời nói này sau đó, liền muốn đem phong thư này xé bỏ, nói, thư tín này, ngươi sẽ không để ý cũng được, miễn được bị người ngoài phân tâm, làm rối loạn tiết tấu. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, mơ hồ bắt được thiên cơ, nói, là cô Tô Vũ gửi tới tin. Hắn đem thư đoạt lại, mở ra vừa thấy, quả nhiên là cô Tô Vũ gửi tới. Ở trong thơ, cô Tô Vũ nói, nàng muốn gặp Diệp thần một mặt. Ước thấy địa điểm, chính là Phù Văn Thánh Địa. Nếu như cô Tô Vũ cỡ tại những địa phương khác, Diệp thần có thể cũng sẽ không quản lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ước thấy địa điểm, nhưng là Phù Văn Thánh Địa, đó là Diệp Lạc Nhi, hôm nay ở địa phương đó. Trước mắt, Diệp Lạc Nhi thừa kế phong thần thiên tôn đạo thống, thân thể bị một cái lông vũ kén bọc, chỉ cần nàng có thể phá kén ra, liền có thể trở thành mới phong thần. Nhưng đến trước mắt mới ngưng, Diệp Lạc Nhi cũng vẫn không có thể phá kén. Cô Tô Vũ đem ước thấy địa phương, định ở Phù Văn Thánh Địa, tuy không nói rõ, nhưng sau lưng ẩn chứa ý uy hiếp, nhưng làm người ta không lạnh mà run. Nếu như Diệp thần không đi, nàng rất có thể liền muốn ra tay, đối Diệp Lạc Nhi bất lợi. Nữ nhân này, nhất định là đạo đức thiên tôn phái nàng tới. Cô Tô Vũ là bán thần, nhưng bàn về chân thật sức chiến đấu, cũng không phải là Diệp thần địch thủ. Nàng dám một mình ước gặp, sau lưng là có đạo đức thiên tôn ý chí cùng trợ lực. Diệp thần đi qua phó ước nói, nguy hiểm không thể nói, nhưng tự thân tiết tấu, tất nhiên phải bị đánh loạn, đối sắp đến quyết chiến rất bất lợi. Diệp thần, người an tâm điều tức, không cần phải để ý đến cái này cô Tô Vũ. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài nhân thủ nhìn chằm chằm nàng, bảo đảm nàng sẽ không quấy rối là được. Diệp tà thần nói, từ đầu đến cuối chẳng muốn Diệp thần phân tâm. Còn như Phù Văn Thánh Địa bên kia, hắn sẽ phái thêm người đi qua, nghiêm ngặt bảo vệ, không cho cô Tô Vũ bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Diệp thần ánh mắt chớp động, suy tư cân nhắc một phen, rồi sau đó cười nói, ha ha, cái này cô Tô Vũ, nếu muốn gặp ta, vậy ta đi ngay gặp nàng tốt. Nàng trong cơ thể, có khởi nguyên tiên trì lực lượng, ta nói không chừng còn có thể đoạt vào tay. Trong sâu thẳm, Diệp thần đánh hơi được một chút cơ duyên mùi vị. Ở mấy ngày sau, hắn thì phải cùng thiên nữ quyết chiến. Mấy ngày nay thời gian, hắn còn có thể, lấy được mới cơ duyên. Đó chính là, cô Tô Vũ trong cơ thể khởi nguyên tiên trì. Nếu có thể hấp thu khởi nguyên tiên trì năng lượng, Diệp thần thực lực, nhất định có thể tiến thêm một bước. Diệp tà thần nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, vậy khởi nguyên tiên trì, cô Tô Vũ đã luyện hóa, ngươi lại như thế nào có thể cướp lấy?
coi như đem nàng giết, vậy khởi nguyên tiên trì, vậy sẽ hóa thành bổn nguyên năng lượng, lần nữa quy về khư, nơi nào có như thế dễ dàng cướp đoạt. Diệp Thần cười nói, ta tự có biện pháp. Nếu như là trước kia, Diệp Thần còn thật không có biện pháp. Nhưng hiện tại, hắn luyện thành Bắc Minh Thiên Đế Bắc Minh Thôn Thiên Pháp. Mà đây Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, có thể chiếm đoạt vạn vật, cho dù cô Tô Vũ đã luyện hóa khởi nguyên tiên trì, nhưng Diệp Thần cũng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, chiếm đoạt cướp đoạt lại. Nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng không nói nhảm, lập tức truyền ra ý chí, muốn cho biết cô Tô Vũ, mình lập tức tới đến nơi hẹn. Nhưng kỳ quái chính là, hắn ý chí, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Cô Tô Vũ thật giống như đang tránh né cái gì. Không muốn để cho người khác biết sao. Diệp Thần mơ hồ đoán được chút gì, cô Tô Vũ ước gặp mình, hẳn là gạt thiên nữ, cũng không muốn để cho thiên nữ biết. Dẫu sao thiên nữ tâm cao khí ngạo, khinh thường đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn nhỏ, cũng không muốn đánh loạn Diệp Thần thiết tấu. Nếu như để cho thiên nữ biết, cô Tô Vũ muốn thương tổn Diệp Thần, nàng khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng là che giấu hơi thở, không để cho thiên nữ bắt được, trực tiếp lên đường đi Phủ Văn Thánh Địa. Bởi vì, cô Tô Vũ ở tính toán hắn, hắn vậy đang mưu hại đối phương. Vậy khởi nguyên tiên trì, Diệp Thần hứng thú có thể là vô cùng đậm đà. Hư không biến dạng, Diệp Thần đi thẳng tới Phủ Văn Thánh Địa. Hắn vừa đến Phủ Văn Thánh Địa, liền rõ ràng bắt được cô Tô Vũ hơi thở, nàng người ở Phủ Văn Thánh Địa biên thủy vùng, duy trì khắc chế, cũng không có bất kỳ xâm chiếm cử động, liền chờ đợi Diệp Thần. Diệp Thần tới đến vậy vùng sát biên giới, liền thấy hơi nước mông lung, nhân hòa hợp uân, một người cô gái như tranh vẽ bên trong tiên tử, đứng lẳng lặng ở hơi nước bên trong. Những cái kia hòa hợp như tiên sương mù vậy hơi nước, đều là từ nàng trong cơ thể tản mát ra, đó là khởi nguyên tiên trì hơi thở. Diệp Thần đi vào cái này phiến hơi nước bao phủ địa phương, giống như bước vào khởi nguyên tiên trì, tiến vào Cô Tô Vũ lãnh địa. Ở cái lãnh địa này, Cô Tô Vũ chiếm hết thiên địa phong thủy ưu thế, Diệp Thần hoàn cảnh bên ngoài, thuộc về hoàn cảnh xấu. Nhưng, Diệp Thần vậy không quan tâm, đạm như vậy nhìn về phía Cô Tô Vũ, nói Cô Tô Vũ, người ước gặp ta có chuyện gì? Người không phải ta đối thủ, không muốn tự tìm đường chết. Cô Tô Vũ nói, ta dĩ nhiên không phải ngươi đối thủ, nhưng trưởng giáo đại nhân phái ta tới, hắn muốn để cho ngươi chảy chút máu, ta cũng không có thể vi phạm hắn ý chí. Diệp Thần cười một tiếng, nói, để cho ta chảy máu. Chỉ sợ ngươi còn không làm được. Cô Tô Vũ cười nói, ta giàu gì cũng là cái bán thần, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Tiếng nói rơi xuống, nàng linh khí chuyển động lực, chung quanh hơi nước, một hồi sôi trào, gào thét hội tụ, từng luồng hơi nước. Hóa thành một cái cầm trong suốt phi kiếm, rồi sau đó lấy kinh điện vậy tốc độ, nghỉ nghỉ vang dội, chảy không hướng Diệp Thần chém đi giết. Ta nói, ngươi không tư cách để cho ta chảy máu, ngươi còn không đả thương được ta. Diệp Thần giọng lạnh đạm, thân thể đứng không nhúc nhích, có một màn mênh mông như Bắc Minh biển cả vậy linh khí đợt sóng, ở hắn quanh thân trào đáng, biển cả bên trong, cự côn sôi trào, bay lên trời hóa thành kim bằng, sáng đẹp nguy nga. Đó là Bắc Minh Thôn Thiên Pháp đại khí tượng. Cô Tô Vũ từng đạo hơi nước phi kiếm, chém chết tới đây, lập tức bị Diệp Thần quanh thân Bắc Minh thương sóng, toàn bộ chiếm đoạt chìm ngập. Bắc Minh Thôn Thiên Pháp mạnh mẽ, liền địch nhân đánh giết thủ đoạn, đều có thể chiếm đoạt, dẫu sao là Bắc Minh Thiên Đế khổ tâm sáng tạo thần công, so với vậy thần thuật còn lợi hại hơn. Ồ, Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, ngươi thằng nhóc này, Bắc Minh Thiên Đế là ngươi người nào? Bỗng nhiên, một đạo già nua trầm hậu thanh âm, từ Cô Tô Vũ trong cơ thể phát ra. Đạo thanh âm này vang lên, để cho Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Cô Tô Vũ mình vậy lấy làm kinh hãi, theo bản năng sử dụng một tấm phù chiếu. Đó là đạo đức thiên tôn cho nàng phù chiếu, phía trên hội họa trước một đạo thanh nghiêu đồ đằng, nghe nói hàm chứa không không lúc nào không cường giả, thanh nghiêu cổ tôn giết hại ý chí. Giờ phút này, vậy thanh nghiêu phù chiếu chấn động, ông ông tác hưởng, có thanh quang toát ra. Mới vừa vậy đạo thanh âm già nua, chính là từ phù này chiếu bên trong truyền tới. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế thấy phù này chiếu, cũng là kinh ngạc cùng tức giận, quát lên, mộ chủ, đây là thanh nghiêu cổ tôn phù chiếu. Chú ý hắn giết hại Hồ Tiên. Năm đó, thanh nghiêu cổ tôn nắm trong tay giết hại Hồ Tiên, mở ra giết hại thời không, lấy cao nhất sát đạo, đánh chết Bắc Minh Thiên Đế.
Bắc Minh Thiên Đế tột cùng nhất thời điểm, chính là Thiên Đế cấp 9, đáng tiếc ở mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, tu vi rơi xuống, cuối cùng lại bị Thanh Ngưu Cổ Tôn đánh chết, dẫn là Bình Xanh vô cùng nhục nhã. Vậy Thanh Ngưu Cổ Tôn, cũng là hắn tử địch, hôm nay cảm giác được Thanh Ngưu Cổ Tôn phù chiếu, hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Diệp Thần Thiên Cơ thấy rõ, lập tức liền cảm nhận, Cổ Tô Vũ trong tay phù chiếu, chính là Đạo Đức Thiên Tôn ban thưởng tới, phía trên hàm chứa Thanh Ngưu Cổ Tôn giết hại ý chí. Mà Thanh Ngưu Cổ Tôn, lại là Đạo Đức Thiên Tôn bằng hữu. Thanh Ngưu Cổ Tôn ý chí, cảm nhận được Diệp Thần thi triển ra Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, ngay tức thì cũng không đạm định, thấm ra kinh hoàng kiêng kỵ hơi thở. Cổ Tô Vũ tiểu thư, mau giết thằng nhóc này, vì ngươi thiên nữ sư muội giải quyết phiền toái. Thanh Ngưu Cổ Tôn trầm giọng kêu lên, nhưng thật ra là kiêng kỵ Diệp Thần tương lai sẽ trở thành thần, đối hắn bất lợi. Hắn cũng không biết, Diệp Thần và Bắc Minh Thiên Đế, rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng, Diệp Thần nắm giữ Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, đã để cho hắn cảm thấy đặc biệt bất an. Hắn chỉ muốn thừa dịp Diệp Thần còn không thành thần, đem xóa bỏ. Coi như không thể xóa bỏ, tổn thương nặng Diệp Thần, hủy diệt hắn luân hồi căn cơ, vậy cũng có thể. Dẫu sao một tên phế vật, và một người chết không có bất kỳ khác biệt. Được. Cổ Tô Vũ ánh mắt run lên, nàng trong lòng cũng muốn giết Diệp Thần, là thiên nữ giải quyết tai họa ngầm. Lập tức, Cổ Tô Vũ liền đem vậy Thanh Ngưu phù chiếu, ném hướng không trung, từng luồng thanh quang, từ phù chiếu trên tách thả ra, thần mang cuồn cuộn. Vậy kinh thiên thần mang bên trong, mang theo một cổ sát ý mãnh liệt. Đó là giết hại hồ tiên khí tức bén nhọn. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, cái này giết hại hồ tiên sau lưng, còn có một món quen thuộc nhân quả. Đó là ám các chủ, giết thiên đế cổ vĩnh tiêu nhân quả. Diệp Thần đã nhìn ra, lúc ban đầu chấp trưởng giết hại hồ tiên người, chính là cổ vĩnh tiêu. Cổ vĩnh tiêu năm đó, dựa vào giết hại hồ tiên, ngang dọc bốn phương, sát phạt vô địch, trở thành giết thiên đế. Hắn chết sau đó, cái này giết hại hồ tiên, cuối cùng lại rơi vào Thanh Ngưu Cổ Tôn trong tay. Giờ phút này, Cổ Tô Vũ mượn Thanh Ngưu Cổ Tôn phù chiếu, điều động cực hạn giết hại quy luật, trong tay hóa ra một chuôi giết hại kiếm, cuồn cuộn vô địch vậy chém chết hướng Diệp Thần. Nàng chính là bán thần, mượn nữa dùng Thanh Ngưu Cổ Tôn lực lượng, vậy đơn giản là nghịch thiên khủng bố, kiếm ra như trời diệt, thế không thể đỡ. Nếu như là trước kia, Diệp Thần đối mặt một kiếm này, sợ rằng sẽ cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã lấy được rất nhiều cơ duyên, thực lực thật to tăng lên. Cho dù đối mặt Cổ Tô Vũ bén nhọn như vậy hung hãn kiếm đạo giết hại, hắn cũng là không sợ. Kiếm ngươi đạo không tệ, đáng tiếc vẫn là không đả thương được ta. Hủy diệt chi kiếm, phá cho ta. Diệp Thần thong thả, một kiếm vung chém ra, cuồng bạo hủy diệt kiếm khí gió bão, ngay tức thì tại chỗ tuôn ra, cuồn cuộn hướng Cổ Tô Vũ gào thét đi. Hắn ở lĩnh ngộ một phần chia thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo sau đó, tự thân kiếm đạo thành tựu, cũng là lớn lớn tăng lên, cái này hủy diệt chi kiếm lực sát thương, hơn xa trước kia. Coi như là một tôn tiên đế, ở Diệp Thần hủy diệt chi kiếm hạ, cũng chỉ có bị nháy mắt giết kết quả. Cho dù Cổ Tô Vũ là bán thần cường giả, nhưng đối mặt Diệp Thần hủy diệt chi kiếm, vậy nhất thời lâm vào nguy cơ tình cảnh. Thật là đáng sợ kiếm. Cổ Tô Vũ mặt liền biến sắc. Chỉ cảm thấy mình từ thân thể đến linh hồn, đều phải bị Diệp Thần một kiếm hủy diệt. Diệp Thần kiếm đạo, lại khủng bố như vậy. Đang. Hai kiếm giao kích. Cổ Tô Vũ kiếm, vừa mới tiếp xúc, liền bị Diệp Thần mạnh mẽ hủy diệt kiếm khí, trực tiếp nghiền nổ. Cho dù nàng là bán thần, cho dù nàng có Thanh Ngưu Cổ Tôn phù chiếu trợ lực, nhưng vậy hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thật sự là quá mức vô địch, quá mức hung mãnh. Bán thần đều không phải là hắn địch thủ. Đạp đạp đạp. Cổ Tô Vũ hoảng hốt lui về phía sau, ở Diệp Thần kiếm khí chèn ép xuống, thiếu chút nữa muốn hộc máu, trên đỉnh đầu trôi lơ lửng Thanh Ngưu phù chiếu, ánh sáng cũng là ám đạm liền rất nhiều, khí tức giết hại hoàn toàn bị áp chế xuống. À, thằng nhóc, kiếm ngươi nói, lại ác liệt như vậy, xem ra ngươi thật sự lĩnh ngộ một ít thiên đấu đại đồ kiếm. Từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể thực hiện cái mục tiêu này? Xem ra ngươi thật sự có nhất định uy hiếp. Thanh Ngưu Cổ Tôn thanh âm, mang sợ hãi cùng tức giận, từ trong hư không truyền ra.
nếu như ngày hôm nay không đem ngươi trấn áp, tương lai ngươi lên trời thành thần, ta chẳng phải là chết chắc. Cô Tô Vũ tiểu thư, ta đem ta bộ phận lực lượng, mượn dùng cho ngươi, ngươi mau trấn áp thằng nhóc này, ngàn vạn đừng để cho hắn thành công thần cơ hội. Vậy đạo Thanh Châu phù chiếu, ông ông tác hưởng, toát ra huyết quang. Xa ở không không thời không thanh như cổ tôn, lại có thể thiêu đốt lên tự thân khí huyết, không tiếc giá phải trả, cũng phải áp chế Diệp Thần. Hắn khí huyết cháy, hạ xuống hạ năng lượng bằng bạc, toàn bộ bơm vào đến Cô Tô Vũ trong cơ thể. Oanh! Cô Tô Vũ tu vi hơi thở, ở ngắn ngay tức thì điên cuồng tăng vọt, lại từ một cái bán thần, tiêu thăng đến chân thần bước. Ở thanh như cổ tôn trợ lực hạ, nàng lại ngắn ngủi bước chân vào thần đạo cảnh tầng thứ nhất cảnh giới. Thần đạo cảnh tầng thứ nhất, đó chính là chân thần. Chân thần và bán thần, đó là chất khác biệt. Một bước vào chân thần cảnh giới, Cô Tô Vũ quanh thân liền toát ra từng đạo minh mông mộ đạo quy luật, kim quang lóng lánh, thụy hà nóng rực, hơi thở bá đạo, đủ để chui luyện ngân hà. Xiết hại bung lên nguyên, mộ đạo phi kiếm, chém. Cô Tô Vũ tiêm vung tay lên, xiết hại hồ tiên năng lượng, còn có khởi nguyên tiên chỉ năng lượng, trộn, cùng thần đạo cảnh quy luật năng lượng, hóa thành một cái phi kiếm màu vàng, lăng không hướng Diệp Thần chém đánh tiếp. Một kiếm này, không có bất kỳ kiếm đạo thâm ảo biến hóa, chỉ có thuần túy lực lượng, khởi nguyên lực, giết hại lực, chân thần sức mạnh to lớn. Nàng phải lấy cực hạn thần minh lực lượng, trấn áp Diệp Thần. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, bước đầu bùng nổ nói, có thể đối kháng bán thần. Nhưng muốn đối kháng chân thần lực lượng, trừ phi là vận dụng thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo cái loại này lá bài tẩy. Nhưng cái này chút lá bài tẩy, là cầm đi đối phó thiên nữ, một bộc phát ra, tự thân vậy sẽ rơi vào to lớn tiêu hao, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá hắn còn chưa hoảng, bởi vì Cô Tô Vũ mộ đạo lực lượng, không hề thuần khiết, nàng chỉ là mượn dùng thanh như cổ tôn lực lượng, ngắn ngủi tăng lên thôi. Diệp Thần có một pháp, có thể đối kháng. Quyết tử ma nhãn, vạn pháp đều là mất, vẫn diệt đi. Diệp Thần quát to một tiếng, trong cơ thể hắc ám ma khí nổ, đi một con mắt hội tụ đi. Thẻ xem kỹ. Hắn con mắt trái, thật giống như phát ra tử vong bánh răng xe chuyển động thanh âm, nguyên con mắt ở ngay tức thì đổi được đen nhánh, so nửa đêm còn muốn hắc ám, giống như vĩnh hằng đêm, tràn đầy tử vong cùng quân vương vậy bá đạo hơi thở. Đó là hồn thiên đế quyết tử ma nhãn. Vào giờ khắc này, Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn. Một cổ tử vong gió bão, ngay tức thì từ Diệp Thần trên mình nổ lên, làm được toàn bộ phù văn thánh địa bầu trời, cũng tối xuống. Phù văn thánh địa bên trong, vô số các võ giả, đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở tử vong sau đó, tất cả mọi người đều kinh hoàng, rối rít quỳ bái xuống, cúi nằm ở, run lẩy bẩy. Giờ khắc này Diệp Thần, hình như là vượt qua tử thần vĩ đại tồn tại, là chí cao vô thượng hồn thiên đế hóa thân vậy, hắc ám, mạnh mẽ, vô địch, bá đạo. Hắn vậy bóng tối con mắt trái, giống như có thể xẻ thịt vạn vật sống chết. Cô Tô Vũ tích xiết xuống màu vàng phi kiếm. Ở tiếp xúc tới Diệp Thần tầm mắt sau đó, phi kiếm kim quang ngay tức thì hội diệt, phát ra ô ô khí lưu tiếng rên rỉ, lượn lờ tại trên phi kiếm mặt giết hại lực, khởi nguyên lực, chân thần lực, ở trong nháy mắt liền mất mạng, hoàn toàn vẫn diệt, hoàn toàn. Chết đi. Đó là Diệp Thần quyết tử ma nhãn uy năng. Quyết tử ma nhãn, có thể xẻ thịt chư thiên vạn vật sống chết, coi như là võ đạo thần thông, ở quyết tử ma nhãn tầm mắt bao phủ hạ, cũng phải đi về phía vẫn diệt. Dĩ nhiên, đối người sử dụng thực lực yêu cầu cực cao. Diệp Thần hôm nay cũng không phải là thành thần, tự nhiên sẽ không như vậy khoa trương, nhưng ở thế giới hiện thật, đủ bá đạo. Nói cách khác, ở thế giới hiện thật, chỉ cần Diệp Thần mở quyết tử ma nhãn, phần lớn kẻ địch bỏ mặc thi triển ra vũ khí gì thần thông, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, những vũ khí kia thần thông, cũng sẽ bị chết, liền sẽ vẫn diệt, liền sẽ tại chỗ biến mất. Cái này quyết tử ma nhãn mạnh mẽ. Liền cường đại đến tình cảnh này. Dĩ nhiên, còn có một chút thủ đoạn hoặc là cấp bậc cực cao tồn tại, quyết tử ma nhãn vậy không nhất định đủ. Năm đó hồn thiên đế, ngang dọc chư thiên thời điểm, bỏ mặc kẻ địch dùng xảy ra cái gì thuật pháp thần thông, hắn chỉ cần một cái ánh mắt, những thần kia thông liền sẽ vô căn cứ biến mất, thật giống như sinh mạng chết đi. Lớn mạnh như vậy quyết tử ma nhãn, hồn thiên đế lại có thể bỏ được cung phụng tinh không, để cầu đạt được tinh không bờ bên kia tiếp đón. Có thể gặp vậy tinh không bờ bên kia, đích xác là vạn cổ tới nay,
vô số cường giả nơi truy đuổi trung cực thế giới. Cái này, điều này sao có thể? Cô Tô Vũ tại chỗ sợ ngây người, trước mắt một màn này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nàng óc hiểu phạm vi. Diệp Thần căn bản không động thủ, chỉ là một ánh mắt, liền để cho nàng động trời mộ đạo giết hại, hóa tại vô hình. Như vậy nghịch thiên ánh mắt, như vậy nghịch thiên thủ đoạn, tại chỗ đem nàng rung động được không nói ra lời, cả người đều ngây dại. Quyết tử ma nhãn, à, quyết tử ma nhãn, thằng nhóc ngươi, ngươi làm sao có thể nắm trong tay quyết tử ma nhãn lực lượng, cái này là chuyện không thể nào. Không có hồn thiên đế cho phép, người bất kỳ đều không cách nào truyền thừa hắn lực lượng. Chẳng lẽ, người đã lấy được hồn thiên đế cho phép? Hoặc là phải, người chính là hồn thiên đế. Hồn thiên đế sống lại. Trong hư không, truyền tới thanh nhiêu cổ tôn sợ hãi tiếng thét chói tai, tràn đầy chấn động phổ ý. Hiển nhiên, Diệp Thần quyết tử ma nhãn nghịch thiên lực lượng, để cho thanh nhiêu cổ tôn vậy hoàn toàn kinh hãi. Trước đây Diệp Thần luyện hóa quyết tử ma nhãn, vậy cổ kinh thiên khí tượng, thanh nhiêu cổ tôn cũng có nơi kiến thức. Nhưng hắn không hề cho rằng, Diệp Thần có thể thuận lợi thừa kế quyết tử ma nhãn lực lượng, bởi vì vậy con mắt, cũng không phải là cái gì phổ thông pháp bảo, trên thực chất là hồn thiên đế bộ phận. Không có hồn thiên đế nhận khả, cái đó bộ phận, là sẽ không xảy ra hiệu quả. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể phát huy ra quyết tử ma nhãn lực lượng. Ở thanh nhiêu cổ tôn trong mắt, Diệp Thần đã lấy được hồn thiên đế đồng ý. Thậm chí, hắn còn lấy là, Diệp Thần chính là hồn thiên đế chuyển thế, chính là hồn thiên đế tự mình. Quyết tử ma nhãn, quả nhiên là mạnh mẽ à. Diệp Thần thấy Cô Tô Vũ mộ đạo phi kiếm, lại bị mình một cái ánh mắt tan rã, cũng là thật sâu cảm thấy quyết tử ma nhãn mạnh mẽ. Bất quá thanh nhiêu cổ tôn mà nói, nhưng để cho Diệp Thần có chút cảnh giác. Hắn luyện hóa quyết tử ma nhãn, thật có khả năng bị hồn thiên đế theo dõi, bất kể là đồng ý vẫn là kháng cự, cùng hồn thiên đế liên hệ quan hệ, tổng không phải kiện ung dung sự việc. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng. Dẫu sao hắn lưng sau đó, còn có nguyên thiên đế bóng người. Hồn thiên đế tương lai như thế nào, liền giao cho nguyên thiên đế đi xử lý. Dù sao, quyết tử ma nhãn lớn như vậy cơ duyên, Diệp Thần là sẽ không bỏ qua. Quyết tử ma nhãn động tới sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy, con mắt trái sâu đậm đau nhói, thật giống như trực tiếp mù hết. Không nghi ngờ chút nào, mở quyết tử ma nhãn, Diệp Thần ánh mắt, vậy phải chịu đựng to lớn áp lực. Hắn vội vàng đem quyết tử ma nhãn, thu liếm, đầy trời hắc ám cũng tiêu tán. Mà lúc này Cô Tô Vũ, đã là mặt tràn đầy sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Cô Tô Vũ, xin lỗi, người khởi nguyên tiên trì, là của ta. Diệp Thần sải bước bước lên, bắt Cô Tô Vũ đầu vai, rồi sau đó một cái tay khác, đè ở nàng mềm mại phía trên bụng. Bắc Minh Thôn Thiên Pháp. Diệp Thần lòng bàn tay toát ra một cái lỗ xoáy đen khí tượng, Bắc Minh Thôn Thiên Pháp vận chuyển, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt Cô Tô Vũ khí tức trong người. Trong thoáng chốc, Cô Tô Vũ trong cơ thể đại lượng khí huyết, còn có khởi nguyên tiên chỉ năng lượng, cuồn cuộn dọc theo Diệp Thần lòng bàn tay, bơm vào đến trong cơ thể hắn, toàn bộ bị hắn chiếm đoạt hấp thu. Đáng sợ như vậy chiếm đoạt, đủ để muốn Cô Tô Vũ mệnh. Cô Tô Vũ sắc mặt, ngay tức thì đổi được trắng bệch, cả người đều sắp bị Diệp Thần hút khô, biến thành khô thi. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thiên đế ánh sáng, thủy thiên rơi xuống, bao phủ ở Cô Tô Vũ trên mình, bảo vệ được nàng tánh mạng. Vậy đạo thiên đế ánh sáng bên trong, hiển hóa ra một người trầm ổn chàng trai bóng người, lại là Nham Thần Thiên Tôn, Đế Càn Khôn. Nham Thần Thiên Tôn, là ngươi. Diệp Thần thấy Nham Thần Thiên Tôn xuất hiện, khá có chút bất ngờ. Diệp Thần, cho ta một cái mặt mũi. Nham Thần Thiên Tôn mở miệng, thanh âm mang một chút thê lương, nhìn về phía Cô Tô Vũ, lại có một chút thương hại hình dáng, nói. Tha nàng một mạng, đừng giết nàng. Diệp Thần nghe được Nham Thần Thiên Tôn mà nói, trong lòng động một cái, cũng nhớ tới liền đã từng, Nham Thần Thiên Tôn nói qua sự việc. Ở cực kỳ lâu trước kia, Cô Tô Vũ vì vượt qua bể khổ, từng ở Nham Thần Thiên Tôn trước mặt, quỳ cầu ngàn năm, cung phụng vô số tế phẩm, hy vọng lấy được cứu chuộc. Nham Thần Thiên Tôn thu Cô Tô Vũ cung phụng, thực lực thật to khôi phục, nhưng cuối cùng lại không có ban thưởng che chở, hắn nội tâm một mực rất áy náy. Hắn từng cùng Diệp Thần nói qua, nếu như tương lai cùng Cô Tô Vũ phát sinh mâu thuẫn,
không nên giết người. Bây giờ thấy cô Tô Vũ sắp lâm vào là khô thi, Nham Thần Thiên Tôn rốt cục thì tự mình hạ xuống, hướng Diệp Thần cầu tha thứ. Diệp Thần trước kia nhận Nham Thần Thiên Tôn ân huệ, bây giờ nghe hắn ra mặt cầu tha thứ, mặt mũi này vẫn là cho. Lập tức, Diệp Thần liền buông tay ra, bỏ qua cô Tô Vũ. Cô Tô Vũ trong cơ thể khởi nguyên tiên chỉ năng lượng, đã toàn bộ bị Diệp Thần hút khô, nàng khí huyết vậy mau bị rút sạch, thoi thóp. Diệp Thần biết, không có khởi nguyên tiên chỉ mà nói, nàng coi như có thể sống sót, cũng không đủ làm mắc. Bể khổ sẽ kéo nhau trở lại, nàng cuộc đời còn lại đều đưa ở thống khổ hành hạ trung độ qua. Đa tạ, Nham Thần Thiên Tôn hướng Diệp Thần nói cảm ơn, cong ngón tay bắn ra, một đạo kim quang bắn vào cô Tô Vũ trong cơ thể, duy trì ở nàng sức sống. Cô Tô Vũ sắc mặt thoáng khôi phục đỏ thắm, nhưng trong mắt thần sắc, đã là vạn niệm câu hôi. Diệp Thần mạnh mẽ, ra nàng dự liệu. Nàng vốn còn muốn tổn thương Diệp Thần, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần đạt được như thế nhiều nghịch thiên cơ duyên và lá bài tẩy, một cái ánh mắt liền hóa giải tất cả, thậm chí thiếu chút nữa thì giết chết nàng. Nếu như không phải là Nham Thần Thiên Tôn hạ xuống, nàng đã là một cái khô thi. Diệp Thần ân oán rõ ràng, cô Tô Vũ nếu đối hắn có sát tâm, hắn là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nham Thần Thiên Tôn cứu cô Tô Vũ, liền hướng Diệp Thần nói. Ngươi cùng thiên nữ quyết chiến, liền do ta làm cái trọng tài đi, ta sẽ không để cho người bất kỳ quấy rối. Tử thần giáo đoàn vị thứ hai hộ pháp, biệt hiệu Hải Đăng Phong Uyên Lan, rất có thể đối người bất lợi, nhưng có ta áp trận, người có thể yên tâm và thiên nữ quyết chiến, không người có thể đánh nhiễu các ngươi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, cái này điều kiện rất tốt, liền nói, Nham Thần Thiên Tôn, như ngươi chịu ra mặt công chứng, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Nham Thần Thiên Tôn, dẫu sao là cửu thần thời đại trí cường giả, có hắn ra mặt, Diệp Thần và thiên nữ quyết chiến, cũng không cần lo lắng bị người nhiễu loạn. Thương nghị xong, Nham Thần Thiên Tôn liền mang đi cô Tô Vũ, Diệp Thần trước hết đi một chuyến Vĩnh Phủ Thiên Cung, xem Diệp Lạc Nhi tình huống, vẫn là không có phá kén hình dáng, rồi sau đó liền trở lại Tinh Nguyệt Giới. Nham Thần Thiên Tôn ở mang đi cô Tô Vũ sau đó, liền đem nàng đưa về Tử Hoàng Thiên Cung. Đạo Đức Thiên Tôn cảm giác được hết thảy, biết cô Tô Vũ thất bại, Diệp Thần mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, hắn hoàn toàn khiếp sợ. Cô Tô Vũ khởi nguyên tiên trì, đã bị đoạt đi, trong mắt nàng ánh sáng đã chết, một phiến không rõ ràng cùng chết lặng. Bể khổ muốn quay về. Mà Diệp Thần trở lại Tinh Nguyệt Giới sau đó, liền lập tức bước vào phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nội thị đan điền, liền thấy trong đan điền, có hào hùng nguyên khí cổn đáng. Đó là khởi nguyên tiên chỉ hơi thở. Ban đầu ở Chu Thần chiến trường, Diệp Thần không có thể bắt được khởi nguyên tiên chỉ, hiện tại rốt cục thì rơi xuống bên trong tay hắn. Cái này khởi nguyên tiên chỉ, năng lượng đặc biệt dư thừa tinh thuần, nếu như Diệp Thần hoàn toàn luyện hóa nói, có thể để cho hắn tu vi, trực tiếp nhô lên bay mãnh vào, liền liền nhảy cấp, đánh vào vô lượng cảnh cũng có thể. Dĩ nhiên, muốn luyện hóa cần cực kỳ rất dài thời gian. Cho dù hắn nội tình và thiên phú nghịch thiên, cũng không khả năng mấy ngày liền luyện hóa. Nếu như dùng để rèn luyện kinh cức vương tọa, Diệp Thần liền có thể trực tiếp nắm trong tay ngai vàng, ngang hàng là chấp trưởng tử thần giáo đoàn cao nhất quyền bính. Nếu như cầm đi rèn luyện cửu thần lục, thì có thể lớn mạnh cửu thần lục lực lượng. Có thể nói, cái này khởi nguyên tiên trì, chỗ dùng nhiều hơn, liền xem Diệp Thần làm sao sử dụng. Diệp Thần hơi suy nghĩ một chút. Liền dự định mưa móc đều ướt. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế tựa hồ cảm giác được Diệp Thần ý tưởng, suy tính chốc lát, nghiêm túc nói, mưa móc đều ướt không dùng, cái này khởi nguyên tiên chỉ linh khí, nếu là phân tán, hiệu quả liền thật to yếu bớt, nhất định phải tập trung một nơi. Ta đề nghị ngươi cầm đi rèn luyện kinh cức phương tọa, bởi vì Thiên Khải Chí Tôn, đã thống nhất toàn bộ tử thần giáo đoàn, hắn kế tiếp điểm chính, liền là đối phó ngươi. Nếu như cái này kinh cức phương tọa, người khó chịu điểm nắm trong tay, rất có thể phải bị đoạt đi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, vậy cảm thấy Bắc Minh Thiên Đế mà nói, rất có đạo lý, liền nói. Được, tiền bối, ta nắm trong tay trước kinh cức phương tọa là được. Lập tức, Diệp Thần liền đem kinh cức phương tọa sử dụng, màu xanh đậm ngai vàng, do từng cái bụi gai cấu trúc mà thành, phía trên hắc ám ma hy vần quanh, các loại ảo tưởng tín ngưỡng xen lẫn. Ở đưa mắt nhìn ngai vàng thời điểm, bên tai tựa như có thể nghe được hàng tỷ đời tới nay,
vô số tín đồ ngâm sướng cùng chúc đạo tiếng. Cái này kinh cức phương tọa, Diệp Thần từ thu phục tới nay, một mực không có thể hoàn toàn nắm trong tay, bởi vì ngai vàng hắc ám khí tức, thật là quá mức nồng nặc, ngai vàng sau lưng ẩn chứa bá đạo khí thế, cũng cần đủ cường đại lực lượng, mới khá áp chế. Diệp Thần hít sâu một hơi, liền đem trong đan điền khởi nguyên tiên chỉ linh khí, thả ra, như thác vải vậy tưới rơi vào kinh cức phương tọa trên. Từng luồng khởi nguyên hơi nước, sương mù hòa hợp, rào 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 vang dội, đánh vào đến kinh cức phương tọa bên trên, cũng nhanh chóng thấm vào. Kinh cức phương tọa bên trong ẩn chứa hắc ám sát khí, ở khởi nguyên tiên thủy điều hòa hạ, cũng thay đổi được ôn thuận rất nhiều, hết thảy quy luật đều giống như giặt nước qua vậy trong sáng. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy mình tinh thần, cùng kinh cức phương tọa thành lập được liên lạc. Cái này kinh cức phương tọa, tựa như dần dần biến thành thân thể của hắn một phần chia. Rất tốt, rốt cuộc có thể nắm trong tay kinh cức phương tọa, đây chính là tử thần giáo đoàn cao nhất thần khí, chấp trưởng cái này ngai vàng, ta thực lực, lại có thể lại lên một tầng lầu. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, liền không ngừng thả ra khởi nguyên tiên thủy, rèn luyện kinh cức phương tọa. Đang rèn luyện để gặp, Bắc Minh Thiên Đế sắc mặt nhất thời thay đổi, nói chậm. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tiền bối, thế nào? Bắc Minh Thiên Đế gương mặt xanh mét, nhìn chằm chằm vậy không ngừng chảy ra khởi nguyên tiên thủy, nói, người có cảm giác hay không đến, trong nước có chút đồ không sạch sẽ. Diệp Thần nói, đồ không sạch sẽ. Hắn cẩn thận quét nhìn cảm ứng, nhưng vậy không phát hiện cái gì khác thường, khởi nguyên tiên thủy rất trong. Bắc Minh Thiên Đế trầm giọng nói, dùng ngươi quyết tử ma nhãn xem. Diệp Thần có vẻ nghi ngờ, liền mở quyết tử ma nhãn, nhưng không hề bùng nổ tử vong uy nghiêm, chỉ là dùng để quét nhìn khởi nguyên tiên thủy. Quyết tử ma nhãn là hồn Thiên Đế ánh mắt, trừ kinh khủng tử vong uy nghiêm bên ngoài, còn có thể thấy rõ vạn vật thiên cơ, dòm ngó căn nguyên, nhìn thấu vô căn cứ, đủ loại biến hóa, đều là vô cùng mạnh mẽ. Quyết tử ma nhãn mở dưới, Diệp Thần liền thấy, khởi nguyên tiên thủy bên trong, quả nhiên có ít thứ. Vật kia, không cách nào dùng thực tế ngôn ngữ đi hình dạng, hình như là một luồng ý chí, một đạo khái niệm, hoặc là một đạo ma khí, một loại dơ bẩn đồ, tóm lại là không không thời không tồn tại, không thể danh trạng. Vật kia như phụ cốt chi thư, không chỉ là mai phục ở khởi nguyên tiên thủy bên trong, còn di động ở Diệp Thần cả người mỗi một xó xỉnh, không chỗ nào không có mặt, ở hắn mạch máu, gân cốt, trong da thịt chuyển động, chỉ bất quá Diệp Thần không cảm giác được, vậy không thấy được. Chỉ có mở quyết tử ma nhãn, Diệp Thần mới nhận ra được vật kia tồn tại. Bắc Minh Thiên Đế ra mặt run lên, nói, là thanh ngưu cổ tôn thi trùng. Xem ra, người lợi dụng Bắc Minh thôn thiên pháp, chiếm đoạt khởi nguyên tiên chỉ thời điểm, vậy thanh ngưu cổ tôn thi trùng, vậy lặng lẽ xâm nhập ngươi trong thân thể. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời mắt đồng co rúc lại, nói thanh ngưu cổ tôn làm tay chân. Cái này thi trùng vậy là cái gì đồ? Bắc Minh Thiên Đế nói, cái gọi là thi trùng, chính là nhân tâm ở giữa ác niệm. Phàm là nhân tâm, nhất định có hắc ám chỗ, hắc ám ý niệm đọng lại hội tụ, liền sẽ biến thành thi trùng. Nhỏ yếu thần minh, bị thi trùng hành hạ, mỗi ngày ở trong bóng tối xa vào, đắng không muốn sống. Mà cường đại thần minh, có thể nhìn thẳng mình nội tâm, ung dung nắm trong tay thi trùng, thậm chí có thể đem mình thi trùng, trồng vào cơ thể người khác, từ đó từ từ ăn mòn tâm linh của người ta, nắm trong tay người khác hết thảy. Không nghĩ tới cái này thanh ngưu cổ tôn, lại có thể đem mình thi trùng, thực. Nhập trong cơ thể của ngươi, xem ra là muốn tìm cơ hội ăn mòn ngươi, để cho ngươi biến thành hắn con rối. Điều này thi trùng, mai phục ở Diệp Thần trong cơ thể, thanh ngưu cổ tôn còn không có bùng nổ. Bởi vì hiện tại bùng nổ nói, không sẽ đưa đến chút nào hiệu quả, lấy Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, cho dù là thần linh thi trùng, cũng không thể xâm hại hắn. Nhưng, nếu như Diệp Thần rơi vào yếu, cái này thi trùng tùy thời có thể muốn mạng hắn. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, cảm thấy thanh ngưu cổ tôn thủ đoạn khủng bố. Nếu là hắn cùng thiên nữ quyết chiến, nguy cấp, cái này thi trùng đột nhiên bùng nổ, vậy hắn liền nguy hiểm. Bắc Minh Thiên Đế vậy nhìn thấu một điểm này, trầm giọng nói. Ngươi và thiên nữ quyết chiến, nhất định phải rời ngày. Vậy thanh ngưu cổ tôn, thủ đoạn vậy quá âm hiểm, lại có thể ở bên trong cơ thể ngươi gieo một cái thi trùng. Điều này thi trùng, phải giải quyết hết, nếu không vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần chau mày,
vậy cảm thấy vậy thi trùng khó giải quyết, nhưng hắn và thiên nữ quyết chiến, lập tức phải đến, rời ngày đã không thể nào. Tiền bối, ta và thiên nữ quyết chiến, là không thể nào kéo dài thời hạn. À, cái này thanh nghiêu cổ tôn thi trùng, đích xác là một tai họa ngầm. Nhưng, người yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Diệp thần suy tư một hồi, liền ở trong người mở liệt nhật mệnh tinh, để cho liệt nhật mệnh tinh chói lọi, chiếu sáng đến thân thể kinh mạch mỗi một chỗ. Hắn thân thể tất cả địa phương, đều được mặt trời gay gắt che chở, chỉ cần thanh nghiêu cổ tôn thi trùng dám mạo hiểm đầu, lập tức sẽ bị ánh mặt trời nóng rực chiếu giết. Dựa vào liệt nhật mệnh tinh sao? Bắc Minh Thiên Đế cao mày nói, người dùng liệt nhật mệnh tinh, phòng ngự thi trùng, thất bại cùng thành công trước không nói, qua mấy ngày, vậy ngươi cùng thiên nữ quyết chiến, há chẳng phải là ít đi một lá bài tẩy. Diệp thần nhếch mép nói, vậy cũng không có biện pháp, sau này tìm lại vậy thanh nghiêu cổ tôn từ từ tính sổ. Ít đi liệt nhật mệnh tinh cái này lá bài tẩy, đối Diệp thần mà nói, tự nhiên tổn thất to lớn. Nhưng thật may, hắn những ngày qua thời gian, đại cơ duyên liền liền, lá bài tẩy rất nhiều, coi như không dùng tới liệt nhật mệnh tinh, hắn cũng có lòng tin, đối chiến thiên nữ. Bắc Minh Thiên Đế gặp Diệp Thần đã quyết định, nhưng cũng sẽ không nhiều lời, trong lòng chỉ thống hận thanh nghiêu cổ tôn. Diệp Thần hít sâu một hơi, tính hạ tâm lai, giải quyết hết thi trùng tai họa ngầm sau đó, hắn liền tiếp tục lợi dụng khởi nguyên tiên thủy, tưới kinh cức phương tọa. Làm khởi nguyên tiên thủy năng lượng, toàn bộ dốc vào đến kinh cức phương tọa trên, kinh cức phương tọa hắc ám sát khí, cũng bị áp chế xuống, thậm chí lộ ra trùng trùng tiên quang, hà thải vần quanh. Giờ khắc này kinh cức phương tọa, tựa như không thuộc về hắc ám, mà là quang minh thần tọa, khởi nguyên thần tọa, kim quang bắn ra bốn phía, sáng chói vô cùng. Diệp thần sải bước tiến lên, rồi sau đó ngồi ở kinh cức phương tọa phía trên, những cái kia bụi gai đổ gai như có linh tính, toàn bộ thu liễm lại đi, không có đâm bị thương ra hắn. Cái này kinh cức phương tọa, giống như thành thân thể của hắn một phần chia, là hắn một cái bên ngoài đưa bộ phận. Trên ngai vàng, khởi nguyên tiên khí lưu chuyển, vô cùng ảo diệu, cổ xưa quy luật hội tụ thành tinh thần, trầm trầm phù phù, dậy lên xuống rơi, sáng đẹp nguy nga. Oanh! Diệp thần ngồi lên kinh cức phương tọa, hoàn toàn chấp trường, nhất thời liền cảm thấy, tự thân linh khí bắt đầu nhanh chóng mãnh tăng vọt, muốn đột phá thiên huyền cảnh tầng thứ 7 hạn chế, xông vào tầng thứ 8 bước. Thậm chí, đây không phải là thông thường đột phá, khởi nguyên tiên chỉ và kinh cức phương tọa lực lượng, chân thực quá bằng bạc. Xông vào tầng thứ 8 đều không ngừng, đủ để cho Diệp thần đạt tới tầng thứ 9 đỉnh cấp bước. Cho ta áp chế. Diệp thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong cơ thể đột phá xung động, hung hăng trấn áp xuống đi. Hiện ở đột phá, khẳng định sẽ đưa tới đại khí tượng, đưa tới thiên nữ chú ý. Diệp thần muốn cất giữ một lá bài tẩy, đến khi cùng thiên nữ quyết chiến giây phút, lại bùng nổ đột phá, xuất kỳ bất ý, có lẽ mới có thể có hiệu quả kinh người. Diệp thần lợi dụng phù quỷ mẫu sao, đem toàn bộ đan điền khốn khóa lại, tránh đột phá. Chấp trưởng kinh cức phương tọa, có thể bùng nổ đại khí tượng, cũng bị Diệp thần đè lại. Rồi sau đó, hắn bắt đầu điều chỉnh mình hơi thở, đem quyết tử ma nhãn, khởi nguyên tiên trì, kinh cức phương tọa, thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo vân. Vân, rất nhiều không cùng thuộc tính hơi thở, điều chỉnh thuận hòa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Diệp thần và thiên nữ nơi quyết chiến, kiếm thần phế tích bên kia, người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, thanh thế ồn ào. Luân hồi trận doanh và thiên nữ trận doanh hai bên, các phái ra người, duy trì trật tự. Trong truyền thuyết nham thần thiên tôn đế Càn Khôn, tự mình hạ xuống, đảm nhiệm lần này quyết chiến trọng tài cùng công chứng, còn là người thủ hộ. Bởi vì có nham thần thiên tôn bảo vệ, cho nên luân hồi trận doanh và thiên nữ trận doanh bên này, cũng phóng khoán xem cuộc chiến yêu cầu. Chấp thuận vạn khư trận doanh, tử hoàng tiên cung trận doanh vân. Vân người xem cuộc chiến. Vô luận là luân hồi trận doanh, vẫn là thiên nữ trận doanh, cũng cảm giác được mình phần thắng nắm, cũng muốn để cho người trong thiên hạ kiến thức, nhà mình lãnh chúa mạnh mẽ. Thời gian vội vã, chớp mắt một cái lúc đó, quyết chiến ngày đến. Ngày này sáng sớm, kiếm thần phế tích thế giới, ánh mặt trời cuồn cuộn, tập tục nhẹ nhàng khoan khoái. Mảnh phế tích này thế giới. Vốn là phủ đầy khói mù cùng bụi bặm, nhưng nham thần thiên tôn ra tay, xua tan tất cả u ám, để cho thời tiết đổi được trước đó chưa từng có quang đãng. Diệp thần từ tinh nguyệt giới lên đường, bởi vì hôm nay là quyết chiến làm ăn lớn, cho nên Huyền Hàn Ngọc,
Phòng Ngữ Oanh các người, đều là xuất quan làm bạn. Diệp Thần ở Huyền Hàn Ngọc, Phòng Ngữ Oanh, Võ Giao, Thần Đồ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh Vân. Vân Chư Nữ vây quanh, phá toái hư không, đến kiếm thần phế tích hiện trường. Chỉ gặp kiếm thần trong phế tích lúc đó, đã dựng lên một cái to lớn lôi đài, vậy lôi đài phơi bày bằng đá, trầm ổn phong cách cổ xưa, có từng cái cổ xưa quy luật vần quanh, hiển nhiên là Nham Thần Thiên Tôn tự tay xây dựng. Trên lôi đài, Nham Thần Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ dưỡng thần. Mà bốn phía lôi đài, chính là vô cùng mãnh liệt hừng hực tình cảnh, từng cái khán đài sớm bị xây dựng, thế giới hiện thật có đầu có mặt cường giả, toàn bộ đều tới xem cuộc chiến. Diệp Thần thấy hàng trước chỗ khách quý ngồi, có rất nhiều quen thuộc bóng người. Vũ Hoàng Cổ Đế mang chút hộ pháp Dạ Xoa, ngồi ở trước xếp, hắn sắc mặt trầm ngưng, không nhìn ra là tâm tình gì. Đạo Đức Thiên Tôn cũng tới, mang mấy cái Tử Hoàng Tiên Cung cao tầng trưởng lão, ngưng thần ngồi ngay ngắn, chờ đợi quyết chiến bắt đầu. Còn có Trùng Dương Chân Nhân, cũng là bình tĩnh ngồi ở trước xếp. Các nhà các phái võ giả, đầu người chào chào, chi chít như nước thủy triều, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, đều đang đợi quyết chiến bắt đầu, có thể nói hết sức náo nhiệt. Diệp Thần lại thấy, Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân, Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, Băng Thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, cũng đã đến. Ra ra hắn Diệp Tà Thần, đang gọi các nàng. Luân hồi trận doanh rất nhiều cường giả, và thiên nữ trận doanh các võ giả, đang duy trì trật tự, hết thảy đều là đều đâu vào đấy hình dáng, không người nào dám quấy rối. Diệp Thần dẫn đầu đến, luân hồi kim quang ở trên trời tách thả ra, nhất thời làm được toàn trường tất cả người, đều là ngẩng đầu xem, rồi sau đó đám người phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy tiếng ủng hộ. Ở toàn trường người xem bên trong, có không ít người là tim mộ luân hồi, vừa nhìn thấy Diệp Thần hạ xuống, chính là hoan hô kêu gào, thải thanh động thiên. Thời khắc này Diệp Thần, bề ngoài nhìn như, tuy chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, nhưng thực tế bộc phát ra khí tượng, đã không kém gì thế gian bất kỳ một vị tiên đế. Thằng nhóc này, hơi thở quá kinh khủng, ta nếu là cùng hắn quyết chiến, trong vòng trăm chiêu sẽ bị hắn giết chết, ta phải thành thần, phải thành thần. Ghế khách quý bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần bóng người, thân thể run rẩy, trong mắt mang sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Diệp Thần tiến bộ quá nhanh, đặc biệt là gần đây đoạn thời gian này, đại cơ duyên liền liền, quyết tử ma nhãn, thiên đấu đại đồ kiếm vân. Vân, lại là nghịch thiên tiến bộ. Hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế, đã hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ, thật đỉnh cấp tỷ thí, hắn trong vòng trăm chiêu liền phải bị giết. Hắn muốn chiến thắng Diệp Thần mà nói, trừ phi là thành thần, bước vào thần đạo cảnh. Coi như không thể thành thần, ít nhất cũng phải trước có bán thần cảnh giới, nếu không căn bản không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Đạo Đức Thiên Tôn thấy Diệp Thần hừng hực khí tượng, vậy thật sâu cảm thấy kiêng kỵ, trong đầu nghĩ, người này đã đời này vô địch, ta coi như cháy hết mồi lửa, tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn giáp thành ngang tay, xem ra phải nhanh một chút luyện hóa cửu thần lục, nếu không ta Tử Hoàng Tiên Cung lâm nguy. Theo bản năng, Đạo Đức Thiên Tôn và Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn nhau, hai người cũng có thể học tới đối phương trong mắt vẻ sợ hãi. Đó là đối Diệp Thần sợ hãi. Diệp Thần tiến bộ quá nhanh, đột nhiên tăng mạnh, hắn hôm nay, có thể nói là này thực tế tinh không đến gần vô địch, có thể đối kháng phần lớn cao cấp tiên đế, một ít dưới tình huống, Vũ Hoàng Cổ Đế đều có thể hoàn toàn bại bởi Diệp Thần, chỉ có thiên nữ cái này cái bán thần, có thể dựa vào cao nhất thần khí Viêm Hoàng Đế ấn, cùng hắn chống lại. Dĩ nhiên, chiến đấu ảnh hưởng nhân tố quá lớn. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn mượn những lực lượng khác, hơn nữa phong thủy khí vận, kết quả chính là không biết. Hôm nay, Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn, trong lòng chỉ trông đợi, hôm nay quyết chiến, thiên nữ có thể thắng được, nếu không, Diệp Thần thủ thắng, bước kế tiếp liền phải đối phó bọn họ. Diệp Thần hạ xuống, ngắm nhìn bốn phía, tới trước đến Ân Tố Chân, Vũ Lăng Hoa, Lạc Thanh Ly cùng trước mặt người. Bạn cũ gặp nhau, không khỏi mừng rỡ. Lúc này Diệp Thần tu vi, đã là phi thường cường đại, không sợ nhân quả dính, hắn muốn đem Ân Tố Chân các người, thu là người phụ nữ mình, đó là không cố kỵ chút nào, dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, hôm nay quyết chiến, trước phải thắng được nói sau. Nếu như chiến bại nói, thân tử đạo tiêu, hết thảy đều là hư nói. Đơn giản gặp nhau sau này, Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía thiên nữ trận doanh bên kia. Thiên nữ còn chưa tới,
nàng dưới quyền các võ giả, ở chung quanh duy trì trật tự. Bỗng nhiên, Diệp Thần ánh mắt, bị một người cô gái hấp dẫn. Phụ nữ kia người mặc quần áo đen, dáng vẻ nhỏ yếu gầy gò, khí chất cao nhã, hình như là chung quanh các võ giả đầu lĩnh, đang khoanh tay đứng ở một bên. Diệp Thần nhìn về phía vậy ánh mắt của cô gái, trong suốt bên trong mang một chút câu hồn mùi vị. Hắn cảm thấy cặp mắt kia, hết sức quen thuộc, thật giống như ở địa phương nào gặp qua. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế vậy phát ra kinh nghi thanh âm, a, là đuôi thú mùi vị, kỳ quái. Diệp Thần nghe được Bắc Minh Thiên Đế mà nói, lại đi xem cô gái áo đen kia, nhất thời tinh thần đại chấn, mơ hồ bắt được cái gì. Nàng là Tam Vĩ. Cô gái quần áo đen kia ánh mắt, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc, đó chính là Tam Vĩ ánh mắt, hắn ở Chu Thần chiến trường đã gặp. Chẳng lẽ nói, cái này cô gái đồ đen, chính là Tam Vĩ. Tam Vĩ đầu phục thiên nữ. Diệp Thần, thế nào? Ra ra Diệp Tà Thần, tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần khác thường, đi tới thấp giọng hỏi. Ra ra, phụ nữ kia là người nào? Diệp Thần lặng lẽ chỉ cô gái quần áo đen kia, hỏi. Phụ nữ kia sao? Diệp Tà Thần khẽ cau mày, rồi sau đó trầm giọng nói, ta và Dạ Mẫu điều tra qua, hình như là đến từ không không thời không cường giả, gần đây mấy ngày nay mới đầu dựa vào thiên nữ, tên là Phong Gian Mộng, là quần ngọc tiên chỉ người chấp trường. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Phong Gian Mộng. Họ nàng Phong Gian. Phong Gian thị là tinh không thần tộc ba thị tộc lớn cái này một, Diệp Thần khó hiểu có chút sợ hãi, cái này Tam Vĩ, chẳng lẽ lại cùng tinh không thần tộc có sâu xa. Diệp Tà Thần nói, đúng vậy, người này có thể cùng tinh không thần tộc có liên quan, ngươi có thể được chú ý, nàng nơi chấp trưởng quần ngọc tiên trì, là không không thời không thập đại hồ tiên một trong, năng lượng vô cùng là bàng bạc, không thể khinh thường. Diệp Thần gật gật đầu nói, ừ, ta biết, ra ra. Diệp Thần cũng không có tiết lộ, cái này Phong Gian Mộng, còn có thể là trong truyền thuyết Tam Vĩ, bởi vì hiện tại chính hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Diệp Thần chỉ biết là, hôm nay quyết chiến, đặc biệt mấu chốt, hắn nhất định phải thắng, nếu như đánh bại, vậy chờ đợi hắn, chỉ có vạn kiếp bất phục kết quả. Lệ. Vừa lúc đó, phương xa chân trời, truyền tới một hồi réo rắt kêu tiếng, xuyên vân xé trời, dễ nghe vô cùng. Chỉ gặp một đầu băng hoàng. Phá không tới. Băng hoàng bên trên, đứng một cái phong tư thướt tha cô gái, thân mặc quần trắng, khí chất ung dung trong trẻo lạnh lùng, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ ngự hoàng tới, mang cuồn cuộn gió tuyết, tư thái tự nhiên cao nhất, đúng như trên trời nữ thần, vinh quang bung ra, kêu người không dám ngẩng mặt. Thiên nữ tới. Thấy thiên nữ hạ xuống, toàn trường rất nhiều võ giả, rối rít rối loạn, bầu không khí vậy hoàn toàn bị đốt, một phiến kịch liệt. Tất cả mọi người đều đang mong đợi, Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến. Ngồi xếp bằng ở trên lôi đài nham thần thiên tôn, cũng là mở mắt, yên lặng đứng dậy. Diệp Thần và thiên nữ, nhìn nhau, hai người rất ăn ý, phi thân rơi vào trên lôi đài đi. Hai vị, đều chuẩn bị xong chưa? Nham thần thiên tôn mở miệng, thanh âm trầm ổn. Diệp Thần và thiên nữ nhẹ khẽ gật đầu. Nham thần thiên tôn liền lui về phía sau mấy bước, nói, như vậy. Các ngươi quyết chiến, có thể bắt đầu, ta sẽ trấn thủ nơi đây, sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy các ngươi. Diệp Thần gật gật đầu nói, đa tạ. Thiên nữ ngắm nhìn Diệp Thần, trong mắt thần sắc hơi có chút phức tạp, cười nói, Diệp Thần, cuối cùng đã tới ngày này. Ta ban đầu thi hành nuôi heo kế hoạch, thật ra thì Vạn Khư liền đã cảnh cáo ta, kêu ta cẩn thận một chút, không muốn nuôi một con rồng đi ra. Bây giờ nhìn lại, bọn họ là đúng. Người đích xác là một cái nghịch thiên rồng thần, chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 7, liền có nhất định tư cách nghiền ép thế gian bất kỳ một tôn tiên đế, đơn giản là vô địch. Sợ rằng Hồng Quân lão tổ và võ tổ năm đó cũng không có ngươi như vậy lợi hại. Diệp Thần cười nói, vậy ngươi muốn đầu hàng sao? Thiên nữ lắc đầu một cái, cười nói, đáng tiếc ta không phải tiên đế, mà là bán thần, ngươi còn không tư cách nghiền ép ta. Trận chiến này, như ta thắng. Ta sẽ đem ngươi cả người gân cốt, cũng tháo ra. Người ngươi ra, sẽ trở thành là ta chống trận. Đầu ngươi cốt, sẽ trở thành là ta ly rượu. Ngươi thi hài, sẽ bị ta đúc thành lên trời thành thần thiên lộ. Ta như cũ thích ngươi, nhưng ta ngày hôm nay phải giết ngươi, đây là ta tâm nguyện. Thiên nữ lời nói này, càng nói xong lời cuối cùng,
giọng thì càng đổi được lạnh lùng, rét lạnh thấu xương, lộ ra nhọn sát khí, còn có nổi lên vạn cổ mãnh liệt chiến ý. Từ cực kỳ lâu trước kia bắt đầu, nàng vẫn là vạn khư người thời điểm, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bỏ mặc nuôi heo vẫn là nuôi long, nàng sau cùng mục đích, chỉ là vì thu hoạch Diệp Thần. Cái này trong quá trình, nàng đối Diệp Thần chân thành, sinh ra tình yêu, đó là bất ngờ biến số. Cái này cổ biến số, cũng không thể thay đổi nàng sơ tâm. Cho dù nàng còn thích Diệp Thần, nhưng hôm nay quyết chiến, nàng cũng sẽ không có chút nào mềm tay. Ừ, cảm ơn ngươi thích, vậy ngày hôm nay, ta liền để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Diệp Thần cười một tiếng, rút ra luân hồi thiên kiếm, xúc thế đãi phát. Hai người chiến ý trong lòng, đều là tăng vọt đến cực điểm, liền muốn ra tay quyết sống chết. Chậm! Bỗng nhiên, chín tầng trời trong hư không, truyền tới một hồi cuồn cuộn như sấm to lớn thanh âm. Chỉ gặp một cái thang trời, từ trời cao kéo dài xuống, một người mặc bó sát người hắc bào nam tử, chậm rãi từ trên thang trời đi xuống. Nam tử kia nhịp bước, nhìn như tốc độ thật chậm, nhưng trong thoáng qua, nhưng đã tới trước mắt mọi người. Phong Uyên Lan, là ngươi. Nham Thần Thiên Tôn nhướng mày một cái, nhìn vậy từ trên trời giáng xuống nam tử. Nam tử kia cả người vòng quanh hắc ám khí tức, tu vi sâu không lường được, ánh mắt nhưng như mặt trời vậy quang minh, toàn trường tất cả võ giả, khi nhìn đến hắn ánh mắt thời điểm, thì có một loại an tâm cảm giác, thật giống như ở mờ mịt trong biển khơi, thấy được chỉ đường hải đăng, không ít người thậm chí còn muốn quỳ xuống lại, bị nam tử này khí chất nơi khuất phục. Nam tử này, chính là Tử Thần Giáo đoàn vị thứ hai hộ pháp, biệt hiệu Hải Đăng Phong Uyên Lan. Cái này Phong Uyên Lan, là Thiên Khải Chí Tôn Hải Đăng, vậy là cả Tử Thần Giáo đoàn Hải Đăng. Hắn tồn tại, là Tử Thần Giáo đoàn cung cấp Hải Đăng quang minh, chưa đến nỗi bị lạc ở hắc ám bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như không có hắn mà nói, có thể ban đầu Thiên Khải Chí Tôn dấn thân vào bóng tối thời điểm, cũng đã bị lạc. Theo ma nữ chết đi, Thiên Khải Chí Tôn nhất thống giáo phái, cái này Phong Uyên Lan, cũng được Tử Thần Giáo đoàn số 2. Lúc này, Phong Uyên Lan hạ xuống, tự nhiên để cho được Nham Thần Thiên Tôn cảnh giác. Nham Thần Thiên Tôn, thật lâu không gặp, chân lý cùng ngươi cùng tồn tại. Phong Uyên Lan một hạ xuống, liền trước hướng Nham Thần Thiên Tôn hỏi thăm sức khỏe. Thái độ khá là khiêm nhường, lễ phép vậy khá là chu đáo. Rồi sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Diệp Thần và Thiên Nữ, nói ta không muốn quấy rầy hai vị quyết chiến, nhưng, Thiên Nữ các hạ, người hôm nay chỉ là bán thần, có thể còn không phải là luân hồi chi chủ địch thủ. Không bằng, người cùng ta đi một chuyến không không lúc nào không, chúng ta Tử Thần Giáo đoàn, có thể cho ngươi đầy đủ tài nguyên, để cho ngươi ở trong vòng một năm, độ kiếp thành thần. Chờ ngươi thành chân thần, sẽ cùng luân hồi chi chủ quyết chiến cũng không muộn. Thiên Nữ nghe nói như vậy, ha ha cười một tiếng, nói, là Thiên Khải Chí Tôn phái ngươi tới. Ta nói, ta đối dấn thân vào hắc ám, không có hứng thú. Nàng biết, Phong Uyên Lan nhất định là phụng Thiên Khải Chí Tôn mệnh lệnh, hạ tới mời nàng đi Tử Thần Giáo đoàn, muốn để cho nàng thay thế ma nữ vị trí, trở thành Tử Thần Giáo đoàn thủ tịch hộ pháp. Nhưng... nàng cũng không có dấn thân vào bóng tối ý. Nghe được Thiên Nữ cự tuyệt, Phong Uyên Lan cũng không ngoài suy đoán, khóe miệng mang rất ôn hú rất lễ phép nụ cười, như nhẹ nhàng quân tử, nói Thiên Nữ các hạ, ngươi không cần sợ bước vào hắc ám, ta biết làm ngươi hải đăng. Nếu như ngươi ngày hôm nay, cố ý muốn cùng luân hồi chi chủ quyết chiến, vậy ta cũng không cản ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay quyết chiến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta Tử Thần Giáo đoàn, sẽ đem ngươi sống lại, nhưng sống lại sau ngươi, đạo tâm bị long đong, muốn lại chứng đạo thành thần, vậy thì không phải là một năm nửa năm có thể làm được, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể rời ngày tái chiến. Thiên Nữ chân mày cau lại, lạnh lùng nói, ai nói ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi tuy mạnh, nhưng hôm nay ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Tiếng nói rơi xuống. Thiên Nữ hai tay mở ra, từng luồng mộng ảo quy luật, ở nàng quanh thân xen lẫn, nhanh chóng phủ kín toàn bộ lôi đài. Mơ ước một lòng, ta huyễn mộng, nắm giữ thiên địa, quân lâm vũ nội. Một tích tắc này, Thiên Nữ dẫn đầu xuất thủ, ra tay một cái chính là thi triển ra 33 thiên thần thuật, mơ ước một lòng lưu. Mộng tưởng này một lòng lưu, hàm chứa cường đại ảo tưởng quy luật,
có thể đem mình giấc mộng trong lòng, thay đổi thành vĩnh hằng thực tế, vô cùng cường đại. Thiên nữ ở cầu nguyện, nàng mơ ước, là muốn nắm giữ thiên địa, quân lâm vũ nội. Mơ ước một lòng lưu thi triển ra, chư thiên thời không, cũng cùng thiên nữ đồng tình đứng lên, ùng ùng vang dội, trên lôi đài toát ra một cái trắng xóa lãnh vực kết giới. Diệp thần và thiên nữ bóng người, đều bị bao phủ đến lãnh vực này kết giới bên trong. Ở nơi này phiến bên trong kết giới, thiên nữ thực lực đạt được tăng lên, mà diệp thần hơi thở, thì bị áp chế. Mơ ước một đao. Thiên nữ vung tay lên, các loại huyễn mộng xen lẫn, hóa thành một đạo ánh đao, mang theo ác liệt vô cùng sắc bén, cuồng như vậy chém xuống hướng diệp thần. Diệp thần nhìn cái này một đao chém xuống, nhất thời cảm thấy tự thân rất nhiều ý niệm, rất nhiều ý tưởng, đều bị nghiền bể nát, nội tâm lại đổi được trống rỗng. Mộng tưởng này một đao, là từ mơ ước một lòng lưu bên trong diễn biến đi ra ngoài đao pháp, mạnh mẽ hung hãn, có thể chém bể người mơ ước, đem nhân tâm hết thảy tốt đẹp, toàn bộ nghiền diệt, để cho tâm linh người đổi dỗi rãnh hư, trở thành cái xác biết đi. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần liền cảm thấy, mình nội tâm, đổi dỗi rãnh hư, thật giống như hết thảy mơ ước, hết thảy liên quan tới tương lai tốt đẹp nguyện vọng, toàn bộ đều bị chém chết, tâm thần đổi dỗi rãnh động, cả người động tác cũng thay đổi được chậm chạp, tay tay chân chân đều hết sức cứng ngắc, đối mặt thiên nữ một đao chém xuống, lại có loại không thể nào né tránh, không thể nào đối kháng cảm giác vô lực. Dưới lôi đài rất nhiều xem cuộc chiến các võ giả, thấy thiên nữ chém ra một đao, uy thế lại khủng bố như vậy, cũng là kinh hô lên, là thiên nữ mạnh mẽ cảm thấy rung động. Chỉ là một đao, liền bá đạo như vậy, thiên nữ thực lực, có thể gặp một ban. Thiên Long Nguyên Thể, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, phản ứng vậy là đặc biệt mau, hắn nội tâm, bị mơ ước một đao chấn nhiếp, rơi vào trống rỗng, tựa như không có bất kỳ suy nghĩ tồn tại, nhưng hắn trong bắp thịt chiến ý trí nhớ, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ở thiên nữ một đao chém xuống để gặp, Diệp Thần bắp thịt phản ứng, trực tiếp mở Thiên Long Nguyên Thể, từng cái màu vàng rồng thần, từ trong cơ thể hắn nổ ra, gào thét gầm thét, tiếng rồng ngâm kinh thiên, kích thích thao thiên phong bạo. Trước đây hắn đại cơ duyên liền liền, Thiên Long Nguyên Thể vậy đi theo tăng lên, giờ phút này chừng ngàn vạn con thần long, bộc phát ra, long đằng bay lượn, kim quang cuồn cuộn, sáng đẹp nguy nga, chặn lại thiên nữ mơ ước một đao. Cái này một đao chặn, Diệp Thần lui về phía sau ba bước, trống rỗng nội tâm khôi phục như cũ, tất cả mơ ước cùng nguyện vọng, toàn bộ trở về. Thiên nữ bị phản chấn, cũng là lui về sau ba bước, lần này hợp giao phong, nàng cùng Diệp Thần nhưng là kỳ cổ tương đương. Toàn trường người bộc phát ra một hồi kịch liệt ủng hộ, sơn hô hải khiếu. Phong Uyên Lan gặp chiến đấu đã bắt đầu, liền tìm một chỗ ngồi xuống, không giấu vết sử dụng một tấm xương trắng phủ chiếu, ở trong tay thiêu đốt. Hắn động tác, bị Nham Thần Thiên Tôn nhìn ở trong mắt. Nham Thần Thiên Tôn nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ có thiên đế cũng phải tới. Mới vừa Phong Uyên Lan thiêu đốt xương trắng phủ chiếu, hắn nhưng bắt được một chút quỷ bí hơi thở. Vậy là tới từ cổ tinh môn một trong năm đại thiên đế, cốt thiên đế hơi thở. Trên lôi đài, Diệp Thần và thiên nữ hai người, tự nhiên không có phát giác xem kỹ đến ngoại giới rất nhỏ thay đổi, bọn họ sự chú ý, toàn bộ hội tụ ở trên người đối phương. Rất tốt, Diệp Thần, người thật sự là mạnh mẽ hơn trước, tiếp ta một chiêu nữa. Thiên nữ ánh mắt sắc bén, suy đích một tiếng, sử dụng băng hoàng thiên kiếm. Mơ ước xen lẫn, ta là băng thần. Phi kiếm thiên lưu, rơi. Thiên nữ nhất thanh thanh hát, mơ ước một lòng lưu lần nữa vận chuyển, rất nhiều xuống đại nguyện mong. Trong sâu thẳm, từng tia cường đại thần minh quy luật lực lượng, hạ xuống đến nàng trên mình, nàng quanh thân băng tuyết xen lẫn, giống như là băng thần trên đời, sau lưng thậm chí hiển hóa ra băng thần thiên đường tượng đá lâu đài khí tượng, mười phần nguy nga. Trên khán đài, đang xem cuộc chiến băng thần Vũ Lăng Hoa, trong thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy tự thân đạo thống khí vận, bị trong chỗ u minh một cổ lực lượng, cướp đoạt đi. Nàng băng thần quy luật, lại có thể bị thiên nữ cướp đoạt. Thiên nữ rất nhiều hạ nguyện vọng, nói muốn mình trở thành băng thần, nguyện vọng này lại có thể mơ hồ có thực hiện dấu hiệu. Mơ ước một lòng lưu tu luyện tới trình độ cao nhất, nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, vô cùng lợi hại. Thiên nữ giờ phút này cầu nguyện, lại có thể cướp đoạt Vũ Lăng Hoa băng thần quy luật. Có thể gặp nàng mơ ước một lòng lưu, thành tựu có kinh khủng dường nào. Chẳng lẽ đại lộ muốn vứt bỏ ta địa vị, phải bị thiên nữ thay thế.
Vũ Lăng Hoa cảm thấy nguy hiểm, nàng cảm thấy mình băng thần đạo thống, phải bị thiên nữ cướp đoạt qua đi. Giờ khắc này thiên nữ, giống như thật hóa thân thành băng thần, cực hạn khí lạnh, từ trên người nàng bạo dũng ra, đóng băng toàn bộ lôi đài. Diệp thần cảm thấy từng cơn khí lạnh, gào thét tới, cả người lạnh tận xương tủy, thân thể cũng thay đổi được cứng ngắc. Xuy xuy xuy, thiên nữ sử dụng băng hoàng thiên kiếm, phân quang hóa ảnh, diễn biến ăn gian vạn đạo băng tuyết kiếm khí, giống như thành thác nước thiên lưu, ùng ùng vang dội, từ trên bầu trời bạo giết xuống, phải đem Diệp thần chém chết. Kinh khủng băng tuyết kiếm lưu, lôi cuốn nghiêm ngặt khí lạnh, thật may bốn phía lôi đài, bố trí có đặc thù cấm pháp, không có để cho những thứ này khí lạnh, tiết ra ngoài đi ra ngoài, nếu không, toàn trường người xem sợ rằng phải gặp họa. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp thần đối mặt vô số băng tuyết kiếm khí đánh giết, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm, cuồn cuộn sấm sét nổ lên, thần kiếm ngự lôi, từng đạo sấm sét kiếm khí nghịch sông lên lên, cùng thiên nữ băng tuyết kiếm khí đối kháng. Oanh! Băng tuyết cùng sấm sét giao phong va chạm, màu trắng kiếm khí, màu tím kiếm khí, va chạm nhau nổ, kích thích động trời đợt khí, liền chung quanh lôi đài cấm pháp, vậy mơ hồ có chút không đỡ được, xuất hiện rung chuyển. Nham thần thiên tôn liền liền ký kết dấu tay, tăng cường cấm chế lực lượng, mới không có để cho Diệp thần và thiên nữ chiến đấu chập chờn, lan truyền đến ngoại giới đi. Địa hoàng sách thần, trọng lực phong tỏa. Thiên nữ ánh mắt uy nghiêm, tiếp tục thúc giục băng hoàng thiên kiếm, chỉ gặp băng hoàng thiên kiếm phía trên, nổ ra ngàn vạn đạo kim quang phù văn, đó là địa hoàng sách thần phù văn. Địa hoàng sách thần phù văn, hiển hiện ra, nhất thời lúc đó, bàng bạc vô cùng trọng lực uy áp, chính là bộc phát ra. Hàng tỷ lần trọng lực, hóa thành kinh khủng lập trường phong tỏa, đem Diệp thần giam cầm trong đó. Rắc rắc sát. Diệp thần cả người gân cốt, nhất thời phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ở hàng tỷ lần trọng lực dưới áp chế, tay chân hắn lập tức chậm chạp xuống, luân hồi thiên kiếm uy lực cũng là lớn giảm nhiều yếu. Thiên nữ thừa dịp này cơ hội, điên cuồng thúc giục băng hoàng thiên kiếm, vô số đạo băng tuyết kiếm khí, cuồn cuộn không ngừng, hung hăng chém xuống ở Diệp thần trên người. Diệp thần cho dù mở ra thiên long nguyên thể, nhưng đối mặt kinh khủng này kiếm khí chém chết, cũng là lâm vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm, thân thể ở kiếm khí vặn cắt lấy, xuất hiện đạo vết thương, hết lần này tới lần khác những vết thương này, cũng không có chảy máu, bởi vì huyết dịch hắn, đều bị kinh khủng băng tuyết uy năng đông lại. Diệp thần muốn phản kháng, nhưng mà, ở thiên nữ địa hoàng sách thần, hàng tỷ lần trọng lực giam cầm dưới áp chế, hắn cả người khó mà nhúc nhích. Kéo dài như vậy nữa, hắn sớm muộn phải bị thiên nữ băng tuyết kiếm khí, sống sờ sờ chém thành mảnh vụn. Thấy Diệp thần rơi vào hiểm cảnh, toàn trường không thiếu người xem cũng kinh hô lên, còn lấy là Diệp thần muốn thua ở thiên nữ dưới quyền. Nhưng luân hồi trận doanh mọi người, phòng ngữ oanh, huyền hàn ngọc, võ giao, Diệp tà thần vân. Vân, thì là đặc biệt bình tĩnh, cũng không hoảng hốt. Bởi vì bọn họ biết, điểm này trình độ áp chế, còn không đè ép được Diệp thần. Giao. Quả nhiên, Diệp thần trên thân thể, bỗng nhiên gió lốc lớn nổ, tập tục cổn đáng, thần mang sáng chói. Một đôi to lớn huy hoàng, phủ đầy phù văn cánh, ở sau lưng hắn mở ra. Tự do dực. Diệp thần ánh mắt sắc bén, huy động tự do dực, lập tức đột phá thiên nữ trọng lực phong tỏa, xông lên bay đến bầu trời. Thiên nữ, nóng người nên kết thúc, ta đưa ngươi lên đường. Diệp thần ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm, nghiêng cầm luân hồi thiên kiếm, trong kiếm phong nổ ra kinh khủng tàn sát hơi thở, động trời sát phạt đang nổi lên. Đó là thiên đấu đại đồ kiếm, sắp bùng nổ hơi thở chập chờn. Vậy cổ kinh khủng tàn sát kiếm ý, thoáng một hiện lên. Bầu trời cũng âm tối xuống, mây đen cuồn cuộn, chư thiên quy luật đều rung động đáng, run rẩy, sợ hãi, chư thiên vạn giới hết thảy, tựa như đều phải bò lổm ngổm ở Diệp thần dưới chân, đều phải thần phục với kiếm hắn. Một khi thiên đấu đại đồ kiếm chém ra, Diệp thần có to lớn lòng tin, có thể một kiếm chém chết thiên nữ. Cảm nhận được liền thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý chập chờn, toàn trường người cả kinh thất sắc. Liền liền vũ hoàng cổ đế và đạo đức thiên tôn. Vậy lộ ra vô cùng sợ hãi chấn động phố thần sắc. Thiên đấu đại đồ kiếm, trong truyền thuyết đủ để tàn sát chư thiên hết thảy cao nhất kiếm pháp. Diệp thần nắm giữ, chỉ là nhập môn cấp kiếm ý, thậm chí còn chưa song nguyên, nhưng chính là cái này nhập môn cấp kiếm ý, vậy đủ để nghiền ép toàn bộ thế giới hiện thật phần lớn kiếm tu và cường giả. Vô luận là vũ hoàng cổ đế,
vẫn là đạo đức thiên tôn, bọn họ cũng không có đem cầm, tiếp một kiếm này. Thiên nữ cảm nhận được vậy cổ kiếm ý, gương mặt cũng là một hồi lộ vẻ xúc động, nàng giống vậy không có tuyệt đối chắc chắn, có thể nhận hạ. Nghĩ ra kiếm, không như vậy dễ dàng. Chúng Diệu Chi Môn, cho ta trấn áp. Thiên nữ một tiếng quát mắng, lại không chịu cho Diệp Thần bùng nổ thiên đấu đại đồ kiếm cơ hội. Nàng vung tay lên, bán thần quy luật cổn đáng, chín tầng trời hư không kim quang dâng trào, ùng ùng vang dội, hạ xuống hạ một miếng cổ xưa môn hộ. Cánh cửa kia hộ, hàm chứa đại đạo hay uẩn, phảng phất là đám người hay ngọn nguồn, chính là không vô thần khí, chúng Diệu Chi Môn. Cái này chúng Diệu Chi Môn, ở trước đây thật lâu, thiên nữ cũng đã lấy được, vậy chỉ là một khối thần khí mảnh vỡ mà thôi. Nhưng hiện tại, cái này chúng Diệu Chi Môn bộc phát ra đại lộ khí tượng, nhưng là huy hoàng bàng bạc, cũng không có gì tàn toái hình dáng. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy vậy chúng Diệu Chi Môn phía trên, lượn lờ từng luồng tiên linh hơi nước, đó chính là khởi nguyên tiên trì năng lượng ba động. Xem ra, thiên nữ là lợi dụng khởi nguyên tiên trì, rèn luyện qua chúng Diệu Chi Môn, cho nên cánh cửa này hộ, uy năng mới như vậy khủng bố. Giờ khắc này, chúng Diệu Chi Môn mang đại lộ thiên uy, muốn trấn áp Diệp Thần, ngăn cản hắn thi triển thiên đấu đại đồ kiếm. Ta kiếm, người nào có thể ngăn? Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, trong cơ thể hắc ám khí tức nổ, thẳng trào lên, hội tụ đến con mắt trái bên trong. Hắn con mắt trái, ngay tức thì đổi được một phiến đen nhánh, giống như là hắc diệu thạch đúc, từ trong đó tràn ra kinh khủng khí tức tử vong, có cổ xưa đồ đằng, in vào con ngươi bên trên. Đó là quyết tử ma nhãn. Thời khắc này Diệp Thần, lại là trực tiếp mở quyết tử ma nhãn, tầm mắt nhìn về không trung chấn rơi xuống chúng Diệu Chi Môn, kinh khủng hắc ám sát khí, mang hơi thở tử vong, dọc theo hắn tầm mắt tràn ngập ra, không gian đều vặn vẹo. Ở Diệp Thần quyết tử ma nhãn tầm mắt bao phủ hạ, trên bầu trời hạ xuống chúng Diệu Chi Môn, ánh sáng lại là ở ngay tức thì ám đạm đi xuống, hu hu vang dội, từ môn hộ chỗ sâu phát ra đại lộ rên rỉ thanh âm. Không để cho hơi thở tử vong tiếp tục tàn phá. Dẫu sao, Diệp Thần quyết tử ma nhãn, ở chiến loạn cùng 5 tháng mài mòn hạ, uy lực nhất định là kém hơn đỉnh cấp thời điểm, hơn nữa lấy Diệp Thần tu vi, cũng không khả năng phát huy ra quyết tử ma nhãn toàn bộ lực lượng. Con mắt này, vẫn là có bị áp chế có thể. Thiên nữ, vô dụng, người không áp chế nổi ta. Diệp Thần khóe miệng hiển lộ ra lau một cái giữ tợn nụ cười, kiếm trong tay, tất cả tàn sát, sát phạt, điên cuồng kiếm ý, đã toàn bộ nổi lên hoàn thành. Hắn khua kiếm, vô cùng một kiếm chém ra. Thiên đấu đại đồ kiếm mũi nhọn, rốt cục thì bộc phát ra. Ung ung, làm một kiếm này bùng nổ, cửu thiên thập địa, chư thiên thời không, cuồn cuộn sấm sét cùng nổ, hàng tỷ sinh linh gào khóc nổ lên, bầu trời dường như muốn sụp đổ, mặt đất thật giống như bể tan tành, hết thảy tất cả, đều phải bị Diệp Thần một kiếm tàn sát. Đây là thiên đấu đại đồ kiếm hung mãnh, cái này thế gian tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản một kiếm này mũi nhọn. Toàn trường tất cả người cửa, bên tai đều bị kiếm khí phong lôi tiếng tràn ngập, tầm mắt cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Thật ra thì bọn họ trước mắt, cũng không có máu tươi, đó là thiên đấu đại đồ kiếm, mạnh mẽ tới cực điểm giết hại kiếm ý, mang đến máu tươi khí tượng. Toàn trường mỗi một người, đều cảm thấy khắp cả người lạnh cả người. Thật giống như mình thân thể cùng linh hồn, đều đã bị một kiếm này tàn sát, thật giống như mình máu tươi, đã phun vẩy đi ra, trở thành nhuộm kiếm tế phẩm. Diệp Thần ở vung ra một kiếm này sau đó, cả người xương cốt liền bởi vì dây dưa lực quá lớn, trực tiếp vỡ vụn. Cái này vô địch một kiếm, đủ để tàn sát thiên địa một kiếm, cuồn cuộn chém chết hướng thiên nữ. Đây chính là, thiên đấu đại đồ kiếm sao? Quả nhiên là đủ để tàn sát thế giới hiện thật hết thảy tồn tại. Viêm hoàng đế ấn, cho ta ngăn trở. Thiên nữ thấy cái này động trời một kiếm chém tới, cũng là thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Nàng vung tay lên, quanh thân gào thét băng tuyết bên trong, hiển hiện ra lau một cái hồng quang. Cái này lau một cái hồng quang, một hiển hiện ra, liền ngay tức thì bùng nổ lớn mạnh, bạo phát ra vô cùng nóng rực, vô cùng nóng bỏng hơi thở, một tôn ấn tỷ bắn ra, ngăn ở thiên nữ trước mặt, muốn ngăn cản Diệp Thần kiếm. Vậy ấn tỷ chính là bốn đại chí cao thần khí một trong, ngoại thần nhất mạch thần khí, Viêm Hoàng Đế Ấn. Viêm Hoàng Đế Ấn xuất hiện, thiên nữ sau lưng, cũng là hiện ra một đạo to lớn đồ đằng hư ảnh. Đó là truyền thuyết bên trong, Viêm Thiên Đế đồ đằng. Keng!
Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng tới, hung hăng chém ở Viêm Hoàng Đế ấn bên trên, nhất thời phát ra một hồi kim thiết giao mâu vậy tiếng vang. Vậy một tôn Viêm Hoàng Đế ấn, tại chỗ bị chém ra một cái sâu như rãnh vậy dấu vết. Cho dù là thần chí cao khí, ở Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm hạ, vậy xuất hiện to lớn tổn thương. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần một kiếm này, có hung mãnh cỡ nào cuồng bạo. Bất quá, Viêm Hoàng Đế ấn vậy dẫu sao là thần chí cao khí, thiên nữ dựa vào cái này ấn tì, vậy chặn lại Diệp Thần phần lớn kiếm thế. Chỉ là, vẫn là có phần nhỏ kiếm thế, hung mãnh vô cùng tập sát đến nàng trên thân thể. Phốc xích, thiên nữ tại chỗ hộc máu, cả người quần áo đều bị kiếm khí cắt kim loại được bể tan tành, lộ ra mảng lớn trong suốt da thịt, tóc tai rối bời, ánh mắt hơi ảm đạm xuống, đã là bị trọng thương. Cái gì, lại có thể liền Viêm Hoàng Đế ấn, cũng không che chở được thiên nữ. Đạo đức thiên tôn thấy vậy, tại chỗ liền ngồi không yên, không cách nào giữ ổn định, cả người đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài một màn. Cái này Viêm Hoàng Đế ấn, có thể nói là thiên nữ lá bài tẩy. Thiên nữ động dùng đến, nhưng không cách nào hoàn toàn phòng ở Diệp Thần kiếm, còn là bị trọng thương. Thiên đấu đại đồ kiếm giết hại oai, thật là đáng sợ. Thiên nữ, đến đây chấm dứt. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, luân hồi huyết mạch lực lượng vận chuyển, cả người kim quang tách thả ra, đoạn bể xương cốt nhanh chóng khôi phục, hắn cầm luân hồi thiên kiếm, lăng không hướng thiên nữ ám sát đi, phải thừa dịp thiên nữ trọng thương, trực tiếp đem nàng đánh chết. Ngươi muốn giết ta, ngươi ác như vậy tìm sao? Thiên nữ khóe miệng xé một tí, tựa hồ có chút ủy khuất hình dáng, ngắm nhìn Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần không có động tĩnh, kiếm thế như cũ sắc bén ác liệt, trực thủ nàng tánh mạng. Giờ khắc này Diệp Thần, thật ra thì đối thiên nữ vẫn có chút thích, nhưng sanh tử quyết chiến, hắn tuyệt đối không nhúng tay mềm. Viêm Hoàng Đế ấn, Viêm Thiên Đế, mượn ta lực lượng, chân thần đột phá. Thiên nữ gặp Diệp Thần như vậy tàn bạo, trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi được phức tạp, nàng liên tiếp lui về phía sau, né tránh Diệp Thần kiếm khí ám sát, rồi sau đó thúc giục Viêm Hoàng Đế ấn. Viêm Hoàng Đế ấn bên trên, vạn cổ kỳ nguyên tích lũy tinh hoa năng lượng, cuồn cuộn không dứt bơm vào đến nàng trong cơ thể. Trong hư không, truyền ra mãi mãi tiếng ngâm sướng cùng tiếng chúc phúc. Đó là trong sâu thẳm, Viêm Thiên Đế chúc phúc. Viêm Thiên Đế, là đặc biệt cổ xưa thời đại, một vị trong truyền thuyết Thiên Đế chủ thần, là Viêm Hoàng Đế ấn chế tạo ảo tưởng ngọn nguồn. Liên quan tới Viêm Thiên Đế truyền thuyết, thế gian hiếm có truyền lưu, bởi vì năm tháng quá rất xưa. Nhưng có thể khẳng định là, Viêm Thiên Đế thành tựu Viêm Hoàng Đế ấn ảo tưởng ngọn nguồn, hắn thực lực, vô cho nghi ngờ. Giờ khắc này, thiên nữ lại có thể lấy được Viêm Thiên Đế chúc phúc, cả người linh khí trong vòng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng vọt. Từng cái chân thần quy luật, ở thiên nữ trên mình xuất hiện, nàng thương thế nhanh chóng hết bệnh, từng vòng quang vòng ở sau ót tách thả ra. Ở trong một cái chớp mắt này, nàng lại là ngắn ngủi đột phá, từ một cái bán thần trở thành chân thần, bước vào thần đạo cảnh tầng thứ nhất hàng ngũ. Chân thần ra đời, để cho được thiên địa thời không, kịch liệt xung chuyển, gió bão nổ. Diệp Thần cầm kiếm hướng thiên nữ đâm tới, vậy gặp phải cổ gió lốc này chấn động, cả người bị bức lui. Ngươi, đột phá chân thần. Diệp Thần con ngươi co rúc lại, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên nữ. Thời khắc này thiên nữ, lại là bước vào thần đạo cảnh tầng thứ nhất cảnh giới. Mượn Viêm Thiên Đế lực lượng, tạm thời bước vào chân thần cảnh giới. Thật là xấu hổ, ta cuối cùng vẫn là phải mượn dùng người ngoài lực lượng. Thiên nữ nhìn xem bàn tay mình, hơi có chút tự giễu hình dáng, tính tình của nàng, là tương đối cao ngạo, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cho mượn dùng người ngoài lực lượng. Bất quá cái này cổ tự giễu, cũng là chớp mắt rồi biến mất. Thiên nữ biết, hiện tại nàng ngắn ngủi tăng lên tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Thắng lợi cân tiểu ly, đã hướng nàng nghiêng về. Băng lửa hai tầng trời, chân áp. Thiên nữ một tiếng khẽ quát, trên mình nổ ra hai cổ kinh khủng năng lượng, một cổ là băng thần gió tuyết, một cổ là viêm đế phong bạo. Hai cổ không cùng thuộc tính năng lượng, lẫn nhau hỗn hợp va chạm, cuối cùng hóa thành một cái to lớn bầu trời thác nước, một nửa phơi bầy ngọn lửa màu đỏ, một nửa phơi bầy băng tuyết màu trắng, băng lửa cuồn cuộn xen lẫn, thác nước thiên lưu rót ngược. Hung hăng hướng Diệp Thần dưới sự xung kích đi. Diệp Thần chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, đối mặt thần đạo cảnh tầng thứ nhất thiên nữ,
nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu. Cái này băng lửa hai tầng trời thác nước thiên lưu, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tại chỗ liền gặp phải băng lửa thác nước liều chết xung phong, thân thể tạm thời như ở nham thạch nóng chảy bên trong, tạm thời như ở hầm băng bên trong, khó chịu dị thường. Như vậy băng lửa đan vào hành hạ to lớn, để cho được Diệp Thần cũng không khỏi phát ra từng cơn dữ tợn tiếng gào. Luân hồi trận doanh bên trong, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc các người, thấy Diệp Thần gặp như vậy hành hạ, vậy rốt cuộc lộ ra chấn động ngạc lo lắng thần sắc. Nhận thua đi, Diệp Thần. Thiên nữ cao cao tại thượng, như băng thần cùng hỏa thần hóa thân, băng lửa hai tầng trời năng lượng xen lẫn dưới, nàng con ngươi vậy xuất hiện kỳ dị biến hóa, một con mắt màu đỏ, một viên khác ánh mắt màu trắng, khá là lộng lẫy. Thừa nhận băng lửa thác nước đánh Diệp Thần, nửa người như bị lửa đốt, phỏng nghiêm trọng, một nửa kia thân thể, nhưng là bị đông cứng, hình dáng rất là thảm thiết. Nhưng, Diệp Thần trong mắt bên trong, chiến ý như cũ sôi trào, không có chút nào nhận thua hình dáng. Chiến đấu còn sớm, ngươi gấp cái gì, thiên nữ? Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, thiên nữ đột nhiên tấn thăng đến thần đạo cảnh tầng thứ nhất, để cho hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng, bất quá hắn hiện tại đã hoàn toàn kịp phản ứng. Lấy hắn thiên huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, đương nhiên là khó mà đối kháng chân thần, nhưng nếu như hắn vậy đột phá. Đan điền phong ấn, mở. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức đem nơi đan điền, phù quỷ mẫu xào phong tỏa, bước đầu giải khai. Oanh! Ở hắn đan điền phong ấn cởi ra nháy mắt, trong đan điền linh khí, chính là điên cuồng nổ ra. Đoạn thời gian này, Diệp Thần đại cơ duyên liền liền, quyết tử ma nhãn, thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo, khởi nguyên tiên trì, kinh cức phương tọa vân. Vân, rất nhiều đại cơ duyên mang tới bảng bạc linh khí. Thật ra thì sớm cũng đủ để cho hắn đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp bước. Chỉ bất quá, Diệp Thần vì cất giữ lá bài tẩy, cho nên cưỡng ép chế trụ mình đột phá hơi thở. Giờ khắc này, cái này lá bài tẩy, cũng là thời điểm mở ra. Theo Diệp Thần đan điền phong ấn bước đầu giải khai, hắn tu vi hơi thở điên cuồng tăng vọt, từ thiên huyền cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp, đầu tiên là đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 8 sơ cấp bước. Rồi sau đó, tấn thăng còn đang kéo dài. Tầng thứ 8 sơ cấp. Tầng thứ 8 trung cấp. Tầng thứ 8 cao cấp. Tầng thứ 8 đỉnh cấp. Chính là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt thời gian, Diệp Thần cảnh giới tu vi, lại là tiêu thăng đến thiên huyền cảnh tầng thứ 8 đỉnh cấp. Trên thực tế, hắn trước đạt được như thế nhiều đại cơ duyên, tấn thăng tầng thứ 9 đỉnh cấp đều có thể, bất quá trong đan điền phong ấn, hắn chưa có hoàn toàn giải tỏa, chỉ là bước đầu bỏ phong tỏa. Hắn muốn xem, dựa vào tầng thứ 8 đỉnh cấp thực lực, có thể hay không đối kháng chân thần. Cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu hơi thở, thiên nữ mắt đẹp lướt qua vẻ kinh ngạc. Cái này điên cuồng đột phá, để cho được dưới lôi đài xem cuộc chiến cửa, cũng là kinh ngạc thất sắc. Thằng nhóc này giấu giếm thực lực. Vũ Hoàng cổ đế sắc mặt rất là khó khăn xem, Diệp Thần bản thân liền là vô cùng cường đại đến làm hắn cũng không quá muốn đi chống lại. Hiện tại Diệp Thần lần nữa đột phá, lại là để cho hắn sợ hãi không thôi. Nếu là hắn biết, cái này thật ra thì còn chưa tới Diệp Thần cực hạn, sợ rằng sẽ hơn nữa kinh ngạc. Nếu như Diệp Thần đem đan điền phong ấn, toàn bộ mở ra mà nói, lại lên một tầng lầu, đột phá đến tầng thứ 9 đỉnh cấp cũng không thành vấn đề. Lúc này, Diệp Thần tấn thăng đến tầng thứ 8 đỉnh cấp, cuồng bạo linh khí ở quanh thân bạo dũng, hắn mới vừa chịu đựng băng lửa hai tầng trời đánh thương thế. Cũng là ngay tức thì khôi phục, cả người đổi được long tinh hổ mãnh, bá đạo phi phàm. Suy rồi. Diệp Thần một kiếm chém ra, hắn trên thân kiếm, như cũ lưu lại một chút thiên đấu đại đồ kiếm khủng bố kiếm ý, giống như có thể tàn sát chư thiên đáng sợ kiếm ý, theo Diệp Thần thân kiếm huy động, ngang nhiên hướng thiên nữ chém tới. Lấy Diệp Thần thiên huyền cảnh tầng thứ 8 thực lực, cái này đồ sát thiên kiếm ý, càng mãnh liệt hơn hung bạo, đơn giản là muốn chém giết hết thảy. Thiên nữ trên mình thần đạo cảnh quy luật, ở Diệp Thần kiếm khí nghiền ép hạ, rối rít nổ tung hội diệt, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần uy áp. Diệp Thần tu vi tăng lên một tầng, đó là to lớn đột phá, từng chiêu đòi mạng, bá đạo vô cùng. Băng thuẫn, bảo vệ. Thiên nữ thúc giục băng thần quy luật, ký kết ra một mặt hàn băng tấm thuẫn, muốn thoáng ngăn trở Diệp Thần kiếm thế. Nhưng, căn bản không dùng. Diệp Thần khua kiếm chém qua, dễ như bớn. Đem một mặt băng thuẫn toàn bộ chém bạo, kiếm phong chém thẳng thiên nữ hông,
phải đem nàng chặn ngang chém chết. Ngươi cảnh giới đột phá một tầng, lại lợi hại đến tình cảnh này. Thiên nữ sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy Diệp Thần lực lượng, so với mới vừa không biết mạnh mẽ nhiều ít. Nếu như là thiên huyền cảnh tầng thứ 7 Diệp Thần, còn khó hơn mà chống đỡ kháng chân thần. Như vậy, tầng thứ 8 đỉnh cấp hắn, mượn nữa giúp một ít lá bài tẩy, tựa hồ đã có ở thế giới hiện thật chống lại thần linh tư cách. Thiên nữ, xem ra nên nhận thua, hẳn là ngươi. Diệp Thần cười lên, chỉ cảm thấy cả người lực lượng dâng trào vô địch, giống như có thể nghiền ép chư thiên vậy. Hắn khua kiếm chém điên cuồng, thiên nữ bị hắn ép được liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Mới vừa thiên nữ mượn dùng viêm hoàng đế ấn lực lượng, tu vi tạm thời tăng lên tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất, vậy viêm hoàng đế ấn, năng lượng linh khí còn không hòa hoãn lại, nàng trong thời gian ngắn khó mà lại dùng, cho nên đối mặt Diệp Thần điên cuồng kiếm chém, nàng cũng là khó mà chống đỡ. Suy suy suy, không cần thiết đã lâu, thiên nữ trên mình liền xuất hiện đạo đạo kiếm tổn thương, vậy thua thiệt được nàng tu vi đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất, nếu không, Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm hung mãnh như vậy, chỉ sợ sớm đã đem nàng giết chết. Thấy thiên nữ nguy hiểm như vậy, thiên nữ trận doanh mọi người vật cửa, rối rít lộ ra lo lắng thần sắc. Đặc biệt là Phong Gian Mộng và Phong Uyên Lan, lại là đứng dậy, không cách nào giữ bình tĩnh, mặt đầy lo âu. Thiên nữ đại nhân, nguy hiểm, mau hiến tế chúng diệu chi môn. Phong Gian Mộng quát to một tiếng, lại là kêu thiên nữ hiến tế chúng diệu chi môn. Thiên nữ nghe được Phong Gian Mộng mà nói, trong lòng rét một cái. Vậy chúng diệu chi môn, chính là không vô thần khí, nghe nói là đám người hay căn nguyên, nàng đặc biệt dùng khởi nguyên tiên thủy rèn luyện qua, giá trị khá là chân quý. Kêu nàng hiến tế mà nói, nàng tự nhiên rất không nỡ được. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần đột sát thiên kiếm ý, từng bước ép sát, thiên nữ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Đại lộ sẵn có, chúng diệu chi môn, cho ta hiến tế. Thiên nữ con người dâng lên một tầng màu vàng kim mang khí, lập tức sử dụng chúng diệu chi môn, cũng tại chỗ ngâm sướng hiến tế. Sắc sắc một tiếng, vậy chúng diệu chi môn, lập tức bể tan tành, bị thiên nữ hiến tế hết, cùng chí cao đại lộ quy luật đồng tình. Từng luồng kinh khủng đại lộ lực, như sao thủy thác nước vậy, từ thiên bạo rơi xuống, hóa thành một cổ màu vàng kim linh khí nước lũ, cái này cổ nước lũ, một bên bảo vệ thiên nữ, một bên như nước long vậy, đánh Diệp Thần. Ở nơi này cổ đại lộ nước lũ dưới sự xung kích, Diệp Thần thân thể cũng bị ép được liên tiếp lui về phía sau, nhưng kiếm trong tay hắn, như cũ bá đạo ác liệt, đột sát thiên kiếm ý nổ tung, muốn phá vỡ nước lũ, chém thẳng thiên nữ. Thiên nữ hiến tế chúng diệu chi môn, ở màu vàng kia đại lộ nước lũ dưới sự che chở, tạm thời chậm qua một hơi tới. Chỉ là, Diệp Thần hung mãnh như vậy, sợ rằng không bao lâu, thì phải phá vỡ nước lũ, đánh chết đến nàng trước mặt. Dưới lôi đài người xem cửa, thấy Diệp Thần bá đạo như vậy hình dáng, cũng là thầm kinh hãi. Thiên đấu đại đồ kiếm quả nhiên là khủng bố, thiên nữ đã hiến tế không vô thần khí, lại vẫn là khó mà chống lại. Đạo đức thiên tôn gương mặt âm trầm, thật sâu cảm thấy Diệp Thần mạnh mẽ. Thiên nữ cũng biết, mình còn không có thoát hiểm, thiên đấu đại đồ kiếm ác liệt cường hãn, hoàn toàn ra nàng dự liệu. Diệp Thần như không có nắm giữ này thủ đoạn, sợ rằng lần này đối cục, nàng tất thắng. Diệp Thần, ở thế giới hiện thật, người quả nhiên đã là cường đại đến để cho ngoài ý người bình thường bước, xem ra ta muốn chiến thắng ngươi, chỉ là hiến tế chúng diệu chi môn còn chưa đủ. Ta cần hiến tế chân quý hơn đồ. Thiên nữ chậm rãi nói, giọng nói vào lúc này, lại mang một chút bi thương. Ngươi còn muốn hiến tế thứ gì? Diệp Thần kiếm ý ác liệt, không ngừng ở màu vàng nước lũ bên trong đột phá, từng bước ép tới gần thiên nữ. Hắn ngược lại muốn xem, thiên nữ còn có nhiều ít lá bài tẩy, hiến tế viêm hoàng đế ấn mà nói, vậy không thể nào, đó là thần chí cao khí, không phải bất kỳ lực lượng có thể hiến tế hết. Thiên nữ tối đa liền hiến tế địa hoàng sách thần, Diệp Thần cũng không sợ. Ta muốn hiến tế, là ta tim. Thiên nữ ngắm nhìn Diệp Thần, trong mắt lại lộ ra thương cảm, còn có một chút nhớ lại đắng chát, ánh mắt lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, tất cả hỗn loạn cùng thương cảm, đều bị một cổ kiên quyết cùng lạnh lùng thay thế. Ta sở dĩ không thể thành thần, là bởi vì là ta tim, còn có ràng buộc cùng ma chướng, còn có một cái tơ tình. Nếu như ta có thể chặt đứt tơ tình, là được lên trời thành thần.
Thiên nữ thanh âm đổi được lãnh khốc, nàng tuy không có nói rõ Diệp Thần tên chữ, nhưng người người đều biết, nàng thích người là Diệp Thần. Nàng tơ tình, chính là Diệp Thần. Ngày hôm nay ta liền muốn chém tình chứng đạo, như ta chặt đứt tơ tình, Diệp Thần, có thể ta sau này đều sẽ không thích đi nữa ngươi. Thiên nữ trong mắt vậy như băng cứng vậy lạnh lẽo, nàng đối Diệp Thần thủy chung là ôm tình ý, nhưng hiện tại, nàng muốn chém tình chứng đạo, hoàn toàn đoạn tuyệt đối Diệp Thần thích. Cái này là việc vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, nàng đối Diệp Thần tơ tình sâu trồng, điều này tơ tình, đã cùng nàng đạo tâm hòa làm một thể. Nàng nếu là chặt đứt tơ tình, cảm tình liền đổi dỗi rãnh hư, đạo tâm thì trở nên được yếu ớt, coi như lên trời thành thần, cũng khó mà chống lại không không lúc nào không không chỗ nào không có mặt hắc ám, có rất xuống nguy hiểm. Bất quá, vào lúc này, thiên nữ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Nàng nhất định phải chém tình chứng đạo, trở thành chân thần, mới có thể chiến thắng Diệp Thần. Băng! Một tiếng thanh thúy du dương, như dây đàn vết nứt vậy thanh âm, từ thiên nữ đạo tâm chỗ sâu truyền ra. Đó là nàng tơ tình, rốt cuộc bị chém nứt thanh âm. Diệp Thần nhìn về phía thiên nữ ánh mắt, liền thấy nàng trong mắt, lại cũng không có một chút đối mình cảm tình, chỉ có lãnh khốc cùng lạnh lùng. Tơ tình chặt đứt, thiên nữ lại không ràng buộc, nàng võ đạo gông xiềng, lại là liền liền đột phá. Vốn là thiên nữ, là chém gông 96 nói, nhưng giờ phút này, nàng chặt đứt tơ tình, trong cơ thể võ đạo gông xiềng, lại có thể vậy đi theo đột phá. Đầu nàng cốt gông xiềng, cặp mắt gông xiềng, thậm chí là tim gông xiềng, cũng ở giờ khắc này đột phá. Chém gông trăm đạo, thiên nữ vậy đạt thành kinh khủng này thành tựu, nàng lại vậy chặt đứt trăm gông. Tơ tình chặt đứt, trăm gông đột phá, thiên nữ võ đạo tiềm lực, ở trong nháy mắt thả ra ngoài, trên mình toát ra từng cái sáng chói chân thần quy luật, như trời thần liên vậy. Mới vừa nàng, là mượn dùng viêm hoàng đế ấn cùng viêm thiên đế lực lượng, mới tạm thời bước vào thần đạo cảnh tầng thứ nhất bước. Nhưng hiện tại, nàng không cần mượn dùng người bất kỳ lực lượng, chính nàng cũng đã đột phá, trăm gông chặt đứt dưới, võ đạo tiềm lực bùng nổ, nàng trong nháy mắt thành chân thần. Thành là chân chính thần đạo cảnh cao thủ. Rào 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 rào. Một cái vĩ đại, mênh mông, màu trắng bạc thánh khiết thang trời, từ thiên nữ sau lưng dọc theo người ra ngoài, một mực kéo dài đến bầu trời điểm cuối là một miếng thần đạo thiên môn. Đánh vỡ cái này phiến mộ đạo thiên đạo, liền có thể độ kiếp phi thăng, đi không không lúc nào không. Lấy thiên nữ hôm nay thực lực, nàng muốn độ kiếp phi thăng, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thiên nữ thành thần, ca ngợi thần minh, nàng hẳn là chúng ta thế giới hiện thật, kế Hồng Quân võ tổ tới nay, cái đầu tiên thành thần nhân đi. Thần linh vinh quang, như vậy chói mắt, ta thậm chí không dám lại nhìn thẳng nàng. Vô số rung động tiếng kinh hô, từ bốn phía lôi đài trên khán đài phát ra, tất cả mọi người đều ở khen ngợi, nội tâm đều là vô cùng chấn động. Giờ khắc này thiên nữ, chém tình chứng đạo, trăm gông đột phá, thật thành thần. Chỉ cần nàng bước lên thang trời, liền có thể mở ra thần đạo thiên môn, đi không không thời không. Từ Hồng Quân lão tổ và võ tổ phi thăng sau đó, ở thế giới hiện thật mảnh đất này trên, rất dài một đoạn thời gian không người có thể thành thần. Thế giới hiện thật cường giả, đại đa số đều là lựa chọn đi không không lúc nào không thành thần, nhâm phi phàm thật ra thì cũng là như vậy. Mà đã lâu như vậy, lựa chọn ở thế giới hiện thật thành thần, thiên nữ là cái đầu tiên. Thần linh ánh sáng cùng lực lượng, chỉ có thể dùng vĩ đại hai chữ tới hình dạng. Thời khắc này thiên nữ, ánh sáng vạn trượng, thần hy ngất trời, từng cái chân thần quy luật vần quanh, trời trăng sao vây quanh nàng chuyển động, hình ảnh nguy nga tới cực điểm. Nàng trên người tán phát ra hơi thở, so với mới vừa hiến tế rơi chúng rượu chi môn, không biết muốn mãnh liệt nhiều ít lần. Nàng không cần lại hiến tế cái gì, chỉ là dựa vào nàng bản thân thần minh tu vi, cũng đủ để hùng bá hiện thế vô địch. Đây chính là, thần linh lực lượng sao? Thiên nữ bắt tay một cái trường, cảm thụ mình một chút trong cơ thể lực lượng, chỉ cảm thấy so vũ trụ tinh không còn muốn mênh mông, tựa như trong nhất niệm, liền có thể sáng tạo thần ma, sáng tạo thiên địa, sáng tạo vạn vật. Nhưng, ở cổ lực lượng này sau lưng, nàng lại cảm thấy vô hình trống rỗng. Nàng nhớ lại cùng Diệp Thần trải qua một màn, những cái kia trí nhớ cũng không có mài mòn, nhưng nàng nhớ lại lúc thức dậy. Tâm cảnh đã sẽ không lại chút nào xúc động. Chém tình chứng đạo, nàng thật chặt đứt đối Diệp Thần tơ tình, nàng không thích đi nữa Diệp Thần. Về tình cảm trống rỗng,
đưa đến nàng đạo tâm, có chút mê mang. Nếu là hiện tại nàng leo lên thang trời, đi không không thời không nói, thế tất yếu bị hắc ám chiếm đoạt. Rắc rắc, thiên nữ vung tay lên, sau lưng vậy cái kéo dài đến bầu trời điểm cuối thang trời, ngay tức thì bể tan tành. Bây giờ còn chưa phải là đi không không thời không thời điểm, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Diệp thần, nhớ ta tên chữ. Ta là đảm nhiệm thiên nữ, cũng là thần minh. A, thần của ta số, liền kêu băng hoàng thần tôn tốt. Thiên nữ ý niệm động một cái, hư không khí lưu nổ, một đầu băng hoàng phá không bay ra. Đầu này băng hoàng, cũng không phải cái gì hư ảnh khí tượng, mà là có máu có thịt tồn tại, giống như là một đầu vĩ đại thần thú. Đây là thiên nữ tạo hóa thần lực. Nàng chính thức thành thần sau đó, có thể tạo hóa vạn vật, vô căn cứ sáng tạo ra vật chất, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể tạo hóa thiên địa, vô cùng lợi hại. Lệ, to lớn băng hoàng thần thú, ngửa mặt lên trời gáy vang, cánh cuốn lên cuồng bạo gió tuyết, hướng Diệp thần gào thét đi. Diệp thần nhất thời cảm thấy có điểm nghẹt thở, thần linh lực lượng, hạng lợi hại. Thật ra thì thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả, hắn trước kia cũng không phải không đánh. Nhưng thiên nữ, so với trước kia Diệp thần đối mặt kẻ địch, đều mạnh hơn. Dẫu sao những cái kia thần đạo cảnh, đều là hạ xuống thực tế bị tức vận phong thủy quy tắc áp chế. Bởi vì, thiên nữ là từ thế giới hiện thật địa phương sinh ra thần, nàng lực lượng sau lưng, có nguyên cái thiên địa trợ lực, thiên địa khí vận phong thủy, toàn bộ đều hội tụ ở trên người nàng, nàng phảng phất là thiên địa nắm giữ, có thể nắm trong tay hết thảy mạch cùng khí vận. Diệp thần huy động thiên kiếm, ngăn cản vậy băng hoàng thần thú đánh vào. Băng hoàng thần thú kinh khủng khí lạnh, mang thần linh uy nghiêm, để cho được Diệp thần cả người lạnh như băng, cho dù hắn có thiên huyền cảnh tầng thứ 8 đỉnh cấp tu vi, cũng là khó mà chống lại. Diệp thần à, sẽ dùng ngươi hài cốt, tạo một cái thiên lộ, để cho ta lên trời đi không không lúc nào không đi. Thiên nữ trong tay thần quang hội tụ, hiện ra một cái thần linh quyền trược, tay nàng cầm quyền trược, đỉnh đầu cũng có thần quang chào đáng, hóa thành vương miện, uy nghiêm mà ung dung. Nàng huy động quyền trược, ngập trời thần minh sức mạnh to lớn, như sao sông đổ rơi, đánh giết hướng Diệp thần. Nàng muốn giết chết Diệp thần, sau đó dùng Diệp thần hài cốt, đúc suốt ngày đường. Diệp thần cảm thấy kinh khủng kia thần minh sức mạnh to lớn, hạ xuống, sắc mặt nhất thời đại biến. Lấy hắn thiên huyền cảnh tầng thứ 8 tu vi, là tuyệt đối không thể nào chống lại. Phong ấn giải khai, lại cho ta đột phá. Diệp thần thần sắc đổi được cực độ dữ tợn, đem đan điền phong ấn, hoàn toàn giải khai. Một tiếng nổ. Hắn quanh thân linh khí nhất thời nổ, một đường bão táp, tại chỗ liền từ tầng thứ 8 đỉnh cấp, đột phá đến tầng thứ 9 sơ cấp. Rồi sau đó là trung cấp, cao cấp, cuối cùng một đường tấn thăng đến đỉnh cấp. Đó là tầng thứ 9 đỉnh cấp, cũng là thiên huyền cảnh trung cực. Cái này trung cực, còn không phải là Diệp thần điểm cuối. Diệp thần cảm giác được, nếu như mình tái phát lực đánh nói, hắn thậm chí có cơ hội đánh vào đến vô lượng cảnh bước. Trước đây hắn thu hoạch cơ duyên, thật sự là quá lớn quá lớn. Quyết tử ma nhãn, thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo. Kinh cức phương tọa vân. Vân, đặc biệt là quyết tử ma nhãn. Đây là hồn thiên đế vật lưu lại, như một chén thuần rượu, tác dụng chậm lâu dài. Diệp thần trước đây luyện hóa hấp thu, chỉ là một phần nhỏ thôi, cái này quyết tử ma nhãn năng lượng, còn đang không ngừng bồi dưỡng hắn, hắn thậm chí có thể hướng vô lượng cảnh phát động công kích. Cái gì? Thiên nữ thấy một màn này, nhất thời lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Nàng còn lấy là... Thiên huyền cảnh tầng thứ 8 đỉnh cấp, chính là Diệp thần cực hạn. Nào nghĩ tới, Diệp thần lại có thể lại đột phá, một lần hành động bước vào tầng thứ 9 đỉnh cấp, đã đến thiên huyền cảnh cực hạn. Thậm chí, Diệp thần ánh mắt, hóa thành hắc diệu thạch vậy đen nhánh, quyết tử ma nhãn vận chuyển, hắn muốn lợi dụng quyết tử ma nhãn lực lượng, tiếp tục đánh vào cảnh giới, hướng vô lượng cảnh bước vào. Từ thiên huyền cảnh đến vô lượng cảnh, cần kinh nghiệm thiên kiếp, mới khá đột phá. Có một từng đạo màu tím lôi kiếp, rơi vào Diệp thần trên mình. Nhưng, Diệp thần quyết tử ma nhãn vận chuyển, những ngày đó kiếp lôi đình ở chết đi, ngay tức thì băng diệt tán loạn. Cái này quyết tử ma nhãn, liền lợi hại đến tình cảnh này, cả ngày cướp đều có thể nghiền chết. Ngươi muốn đánh vào vô lượng cảnh, cho ta dừng tay. Thiên nữ một tiếng quát lạnh, thần minh quy luật ở trong tay quyền trượng hội tụ, hung hăng hướng Diệp thần đánh tới.
Nàng biết rõ Diệp Thần đáng sợ, nếu là Diệp Thần thật bước vào vô lượng cảnh, đây tuyệt đối là chất bay vọt, coi như nàng là thần minh, cũng chưa chắc có thể đối kháng. Đồ sát thiên kiếm ý, hóa trận. Diệp Thần ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, kiếm trong tay phân quang hóa ảnh, thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý nở rộ ra, tạo thành một cái kiếm trận, vững vàng đem Diệp Thần bảo vệ ở trong đó. Thiên nữ quyền trượng đánh tới, lại không có thể phá hư cái kiếm trận này. Diệp Thần đang đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp sau đó, thực lực lớn tiến bộ lớn, coi như là đối mặt thần minh, cũng có chống lại tư cách. Cho nên, coi như là thiên nữ, muốn phá trận mà nói, cũng cần hao phí không ít thời gian. Diệp Thần mượn đại trận bảo vệ, liền hướng vô lượng cảnh phát động công kích. Từng cái thiên kiếp, từ trong hư không sanh thành, điên cuồng hướng Diệp Thần trẻ đi giết, nhưng toàn bộ bị quyết tử ma nhãn lực lượng nghiền diệt thành hư không. Vậy tiểu tử lại đột phá, hắn muốn làm gì, hắn muốn đánh vào vô lượng cảnh. Điên rồi, lại có thể nhanh như vậy liền muốn đánh vào vô lượng cảnh. Đó chính là quyết tử ma nhãn lực lượng sao, lại có thể liền vô lượng thiên kiếp, đều có thể nghiền diệt. Toàn trường người xem rung động, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Thần quá kinh khủng, trong thời gian thật ngắn, liền từ thiên huyền cảnh tầng thứ 7. Liền đột phá, đạt tới tầng thứ 9 đỉnh cấp. Hơn nữa, cái này đỉnh cấp, vẫn không thể để cho Diệp Thần thỏa mãn. Hắn lại muốn hướng vô lượng cảnh, phát động công kích. Vô lượng cảnh thiên kiếp, lại có thể không cách nào cho Diệp Thần tạo thành tổn thương chút nào. Vậy quyết tử ma nhãn lực lượng, mang theo mãnh liệt khí tức tử vong, thiên kiếp đến gần Diệp Thần, đều phải chết đi, đều phải băng diệt. Đáng chết! Thiên nữ thần linh lực lượng, không ngừng nổ. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào xông phá Diệp Thần đồ sát thiên kiếm trận, không cách nào thương tổn tới Diệp Thần. Nếu là Diệp Thần đột phá đến vô lượng cảnh, vậy thiên nữ thất bại không thể nghi ngờ. Nhân quả luật, người độ kiếp thất bại. Thiên nữ một tiếng gầm thét, ngửa mặt lên trời ngâm sướng, phát ra mãnh liệt nguyền rủa. Đó là nhân quả luật nguyền rủa. Nhân quả luật lực lượng, chính là thần linh lực lượng, là thần minh viễn siêu tiên đế lớn nhất tượng trưng. Thần minh chỗ lợi hại, trừ võ lực thần thông mạnh mẽ bên ngoài, còn nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi quy luật, ví dụ như nhân quả luật. Hiện tại, thiên nữ liền phát ra một cái nhân quả luật, như nguyền rủa vậy, in vào giữa trời đất. Tí tách, một cái lôi kiếp, sau đó liền đánh xuống đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần rên lên một tiếng, ở lôi kiếp bổ hạ, cả người tê liệt, bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Vốn là hắn quyết tử ma nhãn, có thể để cho thiên kiếp toàn bộ diệt vong, nhưng thiên nữ bày ra nhân quả luật, muốn hắn độ kiếp thất bại, cho nên những cái kia lôi kiếp, rất miễn cưỡng đột phá quyết tử ma nhãn phong tỏa, bổ đến Diệp Thần trên mình. Tí tách, trong phút chốc, trăm ngàn cái sấm sét màu tím, điên cuồng chẻ đánh Diệp Thần. Vô lượng cảnh lôi kiếp uy lực, tương đương khủng bố, hơn nữa, võ đạo nội tình càng mạnh, lôi kiếp lại càng mạnh. Lấy Diệp Thần võ đạo nội tình, hắn phải chịu thiên kiếp lôi phạt, sợ rằng so với phổ thông võ giả tiên đế lôi kiếp còn đáng sợ hơn. Mãnh liệt như vậy lôi kiếp, nếu như là vậy dưới tình huống, Diệp Thần nhất định phải trước bố trí các loại đại trận, làm xong thủ đoạn phòng vệ, mới có thể đánh vào lôi kiếp. Hiện tại hắn dám hướng vô lượng cảnh phát động công kích, là bởi vì là tự thân có quyết tử ma nhãn, có thể để cho hết thảy thiên kiếp lôi phạt diệt vong. Nhưng mà... Thiên nữ nhân quả luật nguyền rủa, nhưng là phá vỡ Diệp Thần tính toán. Giờ khắc này, Diệp Thần thừa nhận muôn vàn sấm sét oanh tạc, tại chỗ liền rên lên một tiếng, bị lôi kiếp chẻ lật trên đất. Thấy Diệp Thần bị lôi kiếp chẻ lật, toàn trường người xem đều là một phiến kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hôm nay quyết chiến, Diệp Thần không có chết ở thiên nữ dưới quyền, nhưng phải bị lôi kiếp đánh chết. Gay gâu, tùy tiện đánh vào vô lượng cảnh, lần này xảy ra chuyện. Diệp Tà Thần sắc mặt trầm xuống, Diệp Thần đại cơ duyên liền liền, linh khí tích lũy thâm hậu, thật ra thì có đánh vào vô lượng cảnh tư cách. Nhưng, muốn bước vào vô lượng cảnh, trước hết vượt qua thiên kiếp. Muốn độ kiếp nói, tự nhiên cần chuẩn bị nói trước, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Diệp Thần bị lôi kiếp đánh ngã, đây là xung động trừng phạt. Thiên nữ gặp Diệp Thần ngã ở lôi kiếp dưới, trong lòng đại hỉ, muốn đi bổ sung một kiếm, đâm chết Diệp Thần. Nhưng mới vừa thi triển xong nhân quả luật nguyền rủa, nàng hơi thở vậy tiêu hao được lợi hại,
khó mà đến gần lôi kiếp ở giữa Diệp Thần, lập tức đành phải hít sâu một hơi, chậm rãi điều tức. Diệp Thần người đổ xuống đất, thiên kiếp lôi phạt không ngừng oanh tạc hắn thân thể, hắn cảm thấy mình phải bị đánh chết, muốn ở sấm sét hạ hóa thành cướp xám. Ta không có chết ở thiên nữ trong tay, nhưng phải chết ở lôi kiếp hạ sao? Thật là, châm biếm à! Diệp Thần nội tâm cười một tí, lại không có ngồi chờ chết, hít sâu một hơi, điều động tinh thần, trong lòng đã có phá cuộc biện pháp. Toàn trường tất cả người, ánh mắt cũng nhìn chăm chú Diệp Thần, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác, sẽ chờ hắn hóa thành bụi bặm. Nhưng mà, hạ một sát, đám người nhưng là ngạc nhiên phát hiện, ở đó thiên kiếp lôi phạt ánh sáng tím bên trong, đột nhiên toát ra một món màu xanh đậm chói lọi. Từng cái bụi gai, từ sấm sét bên trong phá ra, rồi sau đó không ngừng xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái ngai vàng. Chính là kinh cực vương tỏa. Té xuống đất Diệp Thần, thân thể run rẩy, đồng dạng là run rẩy hai tay, bắt được kinh cực vương tỏa, rồi sau đó vùng vẫy leo lên. Nhọn bụi gai, đâm rách Diệp Thần ra, đau nhức truyền tới, nhưng hắn tay, cũng không có buông ra, như cũ vững vàng bắt ngai vàng, cuối cùng ở toàn trường người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vùng vẫy leo đến ngai vàng, hết sức yếu ớt ngồi xuống. Rào. Diệp Thần vừa ngồi lên kinh cực vương tỏa, một màn kinh người liền xuất hiện. Kinh cực vương tỏa bên trong, hàng tỷ thế kỷ nguyên tích lũy tín ngưỡng cùng hắc ám lực, toàn bộ gào thét ra, hóa thành từng luồng hắc vụ, còn quấn Diệp Thần. Hắc vụ bên trong, lại có chư thiên ngâm sướng, thiên đế chúc phúc, chết che chở vân. Vân, các loại khí tượng, làm được bầu trời ngay tức thì hóa thành mực vậy đen nhánh, giống như có vô số thần ma nổi lên trong đó. Tùy thời muốn hạ xuống vậy, làm người ta rợn cả tóc gáy. Mới vừa chịu đủ thiên kiếp khổ sở, vô cùng yếu ớt Diệp Thần, lấy được kinh cực vương tọa che chở, hơi thở nhanh chóng khôi phục như cũ, mắt lườm một cái mở, thì có ác liệt thần mang tách thả ra ra, bá đạo dị thường. Chung quanh bổ tới đây thiên kiếp sấm sét, vậy toàn bộ bị kinh cực vương tọa ngăn trở, không có thể lại tổn thương Diệp Thần chút nào. Kinh cực vương tọa, ta tử thần giáo đoàn cao nhất thần khí. Còn chưa tới phiên ngươi thằng nhóc này chấm mút. Trên khán đài, Phòng Uyên Lan quát to một tiếng, gương mặt cực độ vặn vẹo, hoàn toàn không có trước đây lễ phép khách khí hình dáng, như một đầu nổi điên dã thú, hướng lôi đài phóng tới. Hắn là tử thần giáo đoàn vị thứ hai hộ pháp, đối với kinh cực vương tọa, tự nhiên cũng là vô cùng sùng bái. Giờ phút này thấy nhà mình giáo phái thần vật, bị Diệp Thần chấp trưởng, hắn đạo tâm cũng mau hỏng mất. Hắn muốn giết chết Diệp Thần, đoạt lại kinh cực vương tọa. Dừng tay. Phòng Uyên Lan, nơi này còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Nham thần thiên tôn trong mắt uy nghiêm, ở Phòng Uyên Lan còn không vào tới lôi đài thời điểm, hắn liền ngang nhiên ra tay, đem đối phương ngăn lại. Phòng Uyên Lan chỉ cảm thấy nham thần thiên tôn, giống như là một bức tường, thông thiên triệt địa, để cho hắn căn bản không có chút nào đột phá cơ hội, lại đi tới nói, hắn chỉ biết đập đầu một cái tự tử ở trên tường. Nham thần thiên tôn, là ta mạo phạm. Phòng Uyên Lan cười khan một tiếng, biết mình thực lực, cùng đối phương chênh lệch quá lớn, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, lui về trên khán đài. Trên lôi đài Diệp Thần, mượn kinh cực vương tọa, hơi thở đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa vững bước độ kiếp, có kinh cực vương tọa chống đỡ, hắn có lòng tin vượt qua vô lượng thiên kiếp, thành là chân chính vô lượng cảnh cường giả. Không, ta không thể để cho ngươi đột phá. Thiên nữ sợ hãi. Biết Diệp Thần một khi độ kiếp thành công, nàng thất bại không thể nghi ngờ. Suy, thiên nữ ác liệt khua kiếm, trực tiếp hướng Diệp Thần gai đi giết. Hắc ám bảo vệ, ngự. Diệp Thần thong thả, người ngồi ở kinh cực vương tọa trên, dựa vào kinh cực vương tọa hắc ám sát khí, ký kết ra một đạo hắc ám tinh bích hệ, chặn lại thiên nữ ám sát. Coi như thiên nữ là thần đạo cảnh cường giả, muốn đột phá kinh cực vương tọa phòng vệ, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Mượn kinh cực vương tọa ngăn cản, Diệp Thần có thể an tâm độ kiếp. Nhân quả luật, thiên kiếp tiêu tán. Thiên nữ ám sát bị ngăn trở, lùi về phía sau hai bước, nhưng cũng không có buông tha, ánh mắt chuyển động, thoáng qua muôn vàn trí khôn, mọi thứ linh thức, không ngờ phát ra một cái nhân quả luật. Điều này nhân quả luật, cũng không phải nhằm vào Diệp Thần bản thân, mà là kim đối thiên kiếp. Nàng thanh âm rơi xuống, vô cùng một màn quỷ dị xuất hiện, Diệp Thần thiên kiếp. Lại có thể phát ra ô minh, rồi sau đó tại chỗ biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đột ngột biến mất thiên kiếp, để cho được Diệp Thần cũng là ngây ngẩn.
Thiên kiếp tuy là kiếp nạn, nhưng cũng là ông trời ban thưởng khảo nghiệm, nhất định phải độ kiếp tấn thăng, mới có thể chân chính đạt được trên công nhận của trời, có đại khí vận. Hiện tại thiên kiếp đột nhiên biến mất, Diệp Thần là có chút bối rối. Không độ kiếp nói, hắn thật ra thì cũng có thể bước vào vô lượng cảnh, nhưng không đi qua khảo nghiệm, như vậy đột phá, căn cơ khẳng định không vững chắc, hơn nữa không có được thượng thiên đồng ý, khí vận sứt mẻ, vậy cũng thật to không ổn. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, thiên nữ lại có thể để cho thiên kiếp biến mất. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, thiên kiếp đến từ ông trời đại lộ, không phải người bất kỳ lực lượng có thể rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên nữ liền làm được, để cho thiên kiếp biến mất. Cái này không phải là người lực lượng, là thần linh lực lượng. Thiên nữ là thần minh, quá mạnh mẽ, lại nghịch chuyển thiên địa, để cho thiên kiếp cũng làm biến mất. Thiên kiếp vừa biến mất, Diệp Thần cũng chỉ không cách nào độ kiếp. Thiên nữ thấy thiên kiếp tản đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cho Diệp Thần độ kiếp đột phá cơ hội, như vậy chàng quyết chiến, phần thắng vẫn là nàng lớn. Thiên nữ, cứ như vậy sợ ta đột phá sao? Diệp Thần cười lạnh, thiên kiếp tản đi, để cho hắn 10 phần bất ngờ. Nhưng, cho dù không thể bước vào vô lượng cảnh, lấy hắn thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp tu vi, đối mặt thiên nữ, như cũ có chống lại tư cách, hai bên là 5 năm mở. Phù quỷ mẫu sao, thần ma vạn nặng, hạ xuống đi. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa trên, hắc phụ vần quanh, uy nghiêm bá đạo như tử thần, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không, liền hiển hóa ra một cái to lớn hắc ám xảo huyệt. Rồi sau đó, ở đó hắc ám trong xảo huyệt, từng đạo to lớn bóng mờ, hạ xuống. Những cái kia bóng mờ, cũng không phải là phù quỷ, mà là ma thần. Chấp trưởng kinh cức vương tọa Diệp Thần, hắc ám ma khí hừng hực. Phù quỷ mẫu sao nội tình cũng là lớn lớn tăng lên, gọi tới đồ, là cường đại ma thần, có cực kỳ tàn bạo giết hại uy năng. Trong thoáng chốc, chừng 72 đầu cường đại ma thần, bị Diệp Thần cho gọi ra tới, ở trên lôi đài ký kết thành trận, ma khí che trời, hống âm thanh điếc tai. 72 đầu ma thần, đạp sải bước, hung hãn vô cùng hướng thiên nữ xông lên đi giết. Đối mặt rất nhiều ma thần liều chết xung phong, thiên nữ sau lui ra. Trong mắt thấm ra một chút hờ hững, nói. Bóng tối đạo pháp, ta cũng có, mặc dù ta không quá muốn dùng. Nhưng, lúc này, cũng chỉ có một chiêu này, có thể đánh bại ngươi. Thiên nữ hoành kiếm ngay ngực, ngón tay ở trên thân kiếm lau một cái, thật giống như giải khai liền cái gì phong ấn vậy. Rồi sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Trường kiếm của nàng vặn vẹo, mới vừa vẫn là kim loại kiếm khí, ngay chớp mắt đổi được xem bùn nát. Xem mềm rắn, xem dao chất vậy vặn vẹo, trên thân kiếm giọt chảy ra rất nhiều hắc ám dơ bẩn, mang hôi thối bẩn thỉu chất lỏng. Mơ hồ tới giữa, còn có thâm trầm, cổ xưa, quỷ bí tiếng thú gào, từ thiên nữ trong thân kiếm truyền ra, thật giống như bên trong phong ấn cường đại gì mãnh thú. Suy, thiên nữ rơi tay đem kiếm đổ cắm ở trên lôi đài, hóa thành một cái kiếm trận này, có rất nhiều hơn quỷ bí cổ xưa hắc ám đổ đằng. Bao phủ ở toàn bộ lôi đài, vô số đục ngầu, tanh hôi, bẩn thỉu đồ, từ trận pháp bên trong dòng nước chảy ra, một cổ quái khó lường, làm người ta rợn cả tóc gáy năng lượng ba động, tràn ngập ở giữa thiên địa. Diệp Thần nơi cho gọi ra ma thần, ở tiếp xúc tới cái này cổ quái năng lượng khí tức sau đó, trong nháy mắt như bùn nát vậy toàn bộ tan rã mềm băng diệt, hóa thành nguyên thủy nhất hắc khí tản đi. Diệp Thần hô hấp tới giữa, người được vậy cổ quái bẩn thỉu mùi vị. Nhất thời có loại muốn nôn mửa xung động, đạo tâm thật giống như bị một tầng khói mù bao phủ lại. Đây là, đuôi thú hơi thở. Diệp Thần con người co rúc lại, chung quanh tràn đầy dơ bẩn cùng cổ quái hơi thở, để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, đó lại là đuôi thú hơi thở. Là Tam Vĩ. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía bên lôi đài cách đó không xa, Phong Gian Mộng đang khoanh tay đứng. Khi thấy thiên nữ vận dụng đuôi thú lực lượng, Phong Gian Mộng lộ ra một chút thần sắc vui mừng, nhưng gương mặt nhưng là ngay tức thì trắng bệch, thật giống như tự thân nguyên khí bị kịch liệt tiêu hao vậy. Đây là cái gì, là trong truyền thuyết đuôi thú sao? Thiên nữ lúc nào thu phục đuôi thú, thật là khủng khiếp hơi thở. Là Tam Vĩ năng lượng. Toàn trường người xem cửa, bộ dạng sợ hãi đứng lên, ánh mắt rối rít nhìn về phía thiên nữ. Ở hắc ám cùng dơ bẩn năng lượng bọc hạ, thiên nữ như cũ thánh khiết không rảnh. Bởi vì trên đỉnh đầu của nàng,
lơ lửng một tôn ấn tỷ, đó chính là Viêm Hoàng Đế Ấn. Viêm Hoàng Đế Ấn che chở nàng, bảo vệ nàng không chịu bóng tối đánh vào, nàng giống như là một khối sáng long lanh hồng ngọc. Mà ở thiên nữ chung quanh, những cái kia phun trào chảy xuôi hắc ám khí tức, mang không rõ, quỷ bí, hung ác, tà ác phân. Vân các loại chập chờn. Thiên cơ thấy rõ dưới, tất cả mọi người đều biết, đó là đuôi thú năng lượng ba động, hơn nữa còn là xuất xứ từ tam vĩ. Cùng tam vĩ năng lượng so sánh, diệp thần nơi cho gọi ra ma thần, nhất định chính là thỏ trắng nhỏ vậy thuần khiết. Toàn trường các khán giả, khi nhìn đến tam vĩ hắc ám khí tượng sau đó, thật giống như lâm vào ác mộng bên trong, cả người run lẩy bẩy, không ít người tại chỗ nôn mửa liên tu. Đây chính là đuôi thú lực lượng sao? Quả nhiên là vượt qua hết thảy bóng tối hắc ám, là giữa trời đất lớn nhất không rõ cùng khủng bố. Nham thần thiên tôn thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi được đặc biệt ngưng trọng. Thật may ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, cái này cổ đuôi thú năng lượng ba động, còn không coi là quá ngoại hạng, còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Hắn thả ra ý chí, che chở toàn trường. Ở hắn dưới bảo vệ, rất nhiều đạo tâm kế cận hỏng mất các võ giả, đều được cứu. Mà trên lôi đài, Diệp Thần thân ở đuôi thú năng lượng vòng xoáy, hắn thừa nhận hắc ám cùng kiềm chế, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần ánh mắt, đã cái gì cũng không thấy được, chỉ có thấy được hắc ám cùng dơ bẩn, trước mắt thật giống như có thiên thiên vạn vạn cái vặn vẹo thi thể, để ngang trước mặt hắn, trên những thi thể này mặt, chảy ra mang theo kịch độc, màu xanh đậm thi nước, muốn đem hắn cả người cũng ăn mòn. Đây là đuôi thú không rõ khí, mang tới ảo ảnh. Cái này cổ ảo ảnh, đủ để có thể chết người. To lớn nguy cơ, bao phủ ở Diệp Thần trong lòng. Hắn kinh cức phương tọa, cũng không ngăn nổi đuôi thú năng lượng ăn mòn, ánh sáng muốn ảm đạm xuống. Diệp Thần, có thể ép ta vận dụng đuôi thú lực lượng, người vậy coi là chết được kỳ sở. Thiên nữ thanh âm lãnh khốc truyền tới. Diệp Thần có thể nghe được thiên nữ thanh âm, nhưng không thấy được thiên nữ ở nơi nào. Hắn tầm mắt, hoàn toàn bị ảo giác tràn ngập. Trước mắt tất cả đều là vặn vẹo chảy mủ thi thể, còn có mãn không loạn vũ xúc tu, còn có rất nhiều hơn không thể danh trạng quỷ dị tồn tại. Vô biên vô tận hắc ám, đem Diệp Thần hoàn toàn bọc lại, hắn cảm thấy mình cả người, đều phải bị hắc ám ăn mòn, hóa thành một bãi thối giữa thi nước. Thiên nữ gặp Diệp Thần đã gặp phải đuôi thú năng lượng ăn mòn, nhưng cũng không yên tâm, cầm kiếm phá không đánh tới, phải đem Diệp Thần đóng đinh ở kinh cức phương tọa phía trên. Diệp Thần ảo giác tràn ngập, không thấy được thiên nữ bóng người, vậy không thấy được nàng kiếm. Nhưng, hắn nghe được kiếm khí phá không thanh âm, biết mình nguy ở một sớm một chiều, nếu như không lập tức phá hỏng đuôi thú hơi thở khốn khóa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liệt nhật mệnh tinh, cho ta xua tan. Sống chết trước mắt, Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, trực tiếp cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh. Oanh! To lớn, nóng rực, huy hoàng mặt trời gay gắt. Từ Diệp Thần trên đỉnh đầu từ từ dâng lên. Nhưng cái này luân mặt trời gay gắt, bay lên, chung quanh tất cả hắc ám khí tức, tất cả đuôi thú năng lượng chập chờn, toàn bộ bốc hơi rớt. Chính là như thế trong nháy mắt, toàn bộ bốc hơi. Đủ để cho tiên đế đạo tâm tan vỡ, liền thần minh cũng không dám cứng rắn chịu đuôi thú năng lượng, ở Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh chiếu dọi xuống, như tuyết động vậy tản đi. Diệp Thần kinh cức phương tọa, cũng là dần dần không nhìn thấy đi xuống. Hắn thân thể như núi cao, lần nữa đứng ở trên lôi đài, đỉnh đầu là mặt trời gay gắt, cả người quang minh uy nghiêm, bá đạo như thần mặt trời vương. Toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin nhìn Diệp Thần. Ở bọn họ trong mắt, vô cùng đuôi thú kinh khủng hắc ám, lại có thể ngay tức thì liền bị liệt nhật mệnh tinh xua tan. Dù là đuôi thú lực lượng ở thế giới hiện thật sẽ bị áp chế, nhưng cũng không phải giống vậy lực lượng có thể áp chế à. Liệt nhật mệnh tinh mạnh mẽ, có thể gặp một ban. Cái này còn là luân hồi thất tinh thứ hai tinh, phía sau mệnh tinh, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, vậy thì thật là không dám tưởng tượng. Có lẽ chỉ có không không lúc nào không mới có thể nghiệm chứng cái này luân hồi thất tinh khủng bố. Chỉ riêng từ luân hồi thất tinh tới xem, luân hồi huyết mạch không hổ là chư thiên thứ nhất huyết mạch. Phốc xích. Theo đuôi thú năng lượng tản đi, có người hộc máu. Nhưng hộc máu người, cũng không phải là thiên nữ, mà là phong gian mộng. Thiên nữ nhìn phong gian mộng một mắt, vẻ mặt lướt qua một vẻ lo âu, ở trên trời mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, nàng cảm thấy mình cả người cũng sắp hòa tan,
đành phải liên tiếp lui về phía sau, khởi động Viêm Hoàng Đế ấn, bảo vệ tự thân. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay, nhất định phải thất bại? Thiên nữ trong lòng dâng lên một cổ to lớn cảm giác bị thất bại, Diệp Thần lại còn có thể nhúc nhích dùng liệt nhật mệnh tinh, đây hoàn toàn ra nàng dự liệu. Phải biết, Diệp Thần đã tiếp liền thi triển thiên đấu đại đồ kiếm, kinh cức phương tọa, quyết tử ma nhãn vân. Vân, theo lý mà nói, linh khí hẳn là tiêu hao kịch liệt, nhưng như cũng có triệu hoán mệnh tinh bản lãnh. Có thể tưởng tượng được, tấn thăng đến thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp sau đó, Diệp Thần linh khí nội tình, có kinh khủng dường nào, coi như tiếp ngay cả động dùng lá bài tẩy, như cũ lưu lại dư lực. Loảng xoảng, thiên nữ kiếm trong tay, từ vặn vẹo tư thái, khôi phục bình thường, phía trên tất cả đuôi thú hơi thở, đều bị bốc hơi rớt, thân kiếm chán nản rớt xuống đất. Nàng biết mình thua. A, à, vừa lúc đó, Diệp Thần nhưng rên lên một tiếng, trên mặt lộ ra cực đoan thống khổ thần sắc, ngũ quan cũng nhăn nhó. Ồ, thiên nữ một hồi ngạc nhiên, trước mắt dị biến, để cho nàng rất là bất ngờ. Nàng ánh mắt quét nhìn Diệp Thần một mắt, lập tức bắt được thiên cơ, cả kinh nói. Thi trùng. Trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có thi trùng? Là thanh ngưu cổ tôn trồng thi trùng. Cái gọi là thi trùng, là cường đại thần minh, trong lòng ác niệm biến thành. Thiên nữ không nhìn lầm, Diệp Thần trong cơ thể, đích xác bị thanh ngưu cổ tôn, gieo một cái thi trùng. Vốn là, Diệp Thần lợi dụng liệt nhật mệnh tinh, chế trụ thi trùng, không để cho hắn có bùng nổ cơ hội. Nhưng hiện tại, hắn đem liệt nhật mệnh tinh triệu hoán liền đi ra, trong cơ thể thi trùng mất đi áp chế, lập tức phát tác. Diệp Thần chỉ cảm thấy, một cổ cực đoan nhọn, mang theo nồng nặc sát khí ác nghiệp, như một cái dao nhọn vậy, hung hăng thọt nhập đầu óc hắn bên trong. Hắn cả người, cũng bởi vì thình lình quặn đau mà co quắp, quỳ một gối xuống trên đất. Đạo đức thiên tôn, vũ hoàng cổ đế, phong gian mộng các người, thấy Diệp Thần đột nhiên rơi vào thống khổ hình dáng, đều là đại hỷ. Thiên nữ đại nhân, cơ hội tốt trời ban, mau giết hắn. Phong gian mộng hét lớn. Thiên nữ yên lặng, hiện tại Diệp Thần rơi vào thống khổ tình cảnh, nàng nhân cơ hội xuất thủ, đúng là có thể nhất kích thủ thắng. Nhưng, nàng là người tâm cao khí ngạo, cũng không nguyện thừa dịp người gặp nguy. Diệp Thần, ta cho ngươi 10 tức thời gian, đem ngươi thi trùng chặt đứt, chúng ta tái chiến. 10 tức sau này, nếu như ngươi chém không ngừng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thiên nữ lạnh lùng nói. Diệp Thần gặp thiên nữ không có thừa dịp người gặp nguy, trong lòng cũng rất bội phục nàng khí độ. Tuy nói là kẻ địch, nhưng thiên nữ khí phách như cũ, có thể gọi là đại tông sư. Nhưng mà, 10 tức thời gian, Diệp Thần muốn chặt đứt thi trùng, lại nói dễ vậy sao? Cái này thi trùng, trên bản chất là thanh ngưu cổ tôn ác nghiệp, mang theo thần linh mãnh liệt ý chí, coi như Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, có thể chặt đứt, vậy cũng cần hao phí thời gian, tuyệt không phải 10 tức có thể làm được. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng một cái đao. Đó là Nhân Hoàng Thánh Đao. Nhân Hoàng Thánh Đao, cho ta hiến tế. Diệp Thần vung tay lên, cùng thiên đồng tình, trực tiếp đem Nhân Hoàng Thánh Đao hiến tế hết. Nhân Hoàng Thánh Đao, đây chính là Tam Hoàng Chí Bảo một trong, là năm đó Thiên Khải Chí Tôn, tự tay chế tạo binh khí, vô cùng chân quý. Thấy Diệp Thần hiến tế Nhân Hoàng Thánh Đao, thiên nữ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, còn tưởng rằng là nhắm vào mình. Toàn trường người xem cửa, cũng là lớn kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể đem chân quý như vậy binh khí, trực tiếp hiến tế hết. Nhân Hoàng Thánh Đao bị hiến tế, hóa thành lau một cái thuần túy đao mang. Cái này lau một cái đao mang, phơi bày thủy tinh vậy sáng long lanh màu sắc, không mang theo một chút tạp chất, giống như có chí cao đại lộ triết lý, ánh chiếu trong đó, vô cùng ảo diệu. Cái này đao mang ác liệt, vậy đủ để ung dung chém chết tiên đế, thậm chí là chém chết bán thần, tổn thương chân thần. Diệp Thần thúc giục đao mang, cũng không phải chém về phía thiên nữ, mà là trở tay chém về phía mình, chém về phía hồn phách chỗ sâu nhất, đó là thanh ngưu cổ tôn thi trùng tàn phá bừa bãi địa phương. Ngươi muốn tự chém hồn phách. Thiên nữ động dung, không nghĩ tới Diệp Thần quyết đoán lớn như vậy, vì chém chết thi trùng, lại là hiến tế Nhân Hoàng Thánh Đao. Từ chém hồn phách. Suy rồi. Nhân Hoàng Thánh Đao hiến tế đao mang, ở Diệp Thần hồn phách chỗ sâu phá vỡ. Hồn phách của hắn, tại chỗ bị thương nặng, gương mặt một phiến tái mét, ngũ quan vặn vẹo được lợi hại hơn. Vậy cái thi trùng,
bị Diệp Thần chém chết, hắn đạo tâm không có lại bị ăn mòn. Nhưng, từ chém hồn phách mang tới to lớn vết thương, để cho Diệp Thần ngay tức thì mất đi sức chiến đấu, chán nản ngã nhào trên đất. Thấy Diệp Thần đã ngã xuống, toàn trường người xem cửa chố mắt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới kết quả chiến đấu sẽ phát triển đến tình cảnh này. Diệp Thần, đứng lên. Thiên nữ mắt lạnh nhìn hắn, quát lên. Ta không đứng lên nổi. Diệp Thần lắc đầu cười khổ nói, từ chém hồn phách, hắn vết thương vô cùng nghiêm trọng, đã mất đi sức chiến đấu. Thiên nữ lại vui lại thương xót, trong lòng lại là 10 phần vui mừng, lại có chút mê mang, nói, vậy nói như thế tới, chàng này quyết chiến, là ta thắng. Ừ, tuy nói có chút thắng không anh hùng, nhưng cuối cùng còn là ta thắng. Ta cho một mình ngươi thống khoái, một kiếm này, coi là mai táng chúng ta đi qua. Từ nay về sau, ngươi không còn là luân hồi chi chủ. Luân hồi mới ngài chúa tể, là ta. Thiên nữ huy động băng hoàng thiên kiếm, giơ kiếm hướng Diệp Thần đầu đâm tới. Nàng một kiếm này, mộ đạo quy luật vần quanh hội tụ, như muốn phá trời, ác liệt vô cùng. Coi như Diệp Thần đã mất đi sức chiến đấu, đã trọng thương, nàng vậy không có chút nào mềm tay, chút nào xem thường ý, ngược lại toàn lực ứng phó, muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thần lại đột nhiên cười nói, xin lỗi, thiên nữ, sau cùng bên thắng, nhưng thật ra là ta. Nghe Diệp Thần lời này, thiên nữ sửng sốt một tí, nghiêng gai bên trong đột nhiên có một đạo bóng người giết ra. Đạo thân ảnh này, hình dáng khí chất cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, lại là Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Hơn nữa, cái này Thanh Liên phân thân, trong tay nắm một thanh kiếm, kiếm thế mang một cổ nghịch chuyển thiên địa chí cao hai uẩn. Keng! Thiên nữ kiếm, bị thanh kiếm này chặn lại. Tất cả thần đạo cảnh hơi thở, toàn bộ ở trong nháy mắt hội diệt. Đây là, chỉ thủy kiếm đạo. Ngươi luyện thành đao kiếm thần quyết. Thiên nữ ngây dại, nàng một kiếm, bề ngoài mang theo thần đạo cảnh uy thế, thiên hạ tới giữa, có thể như thế ung dung, liền nghiền diệt nàng kiếm thế, chỉ có trong truyền thuyết chỉ thủy một kiếm. Chỉ thủy một kiếm, là kiếm đạo cao nhất, có thể chém ngược hết thảy, tan biến hết thảy thủ đoạn thần thông, kiếm ra thiên nghịch, kiếm động tinh rơi, là nhất vô địch một kiếm. Diệp Thần bản thể là mất đi sức chiến đấu, nhưng hắn còn có một đạo phân thân. Hắn điều khiển phân thân, thi triển ra chỉ thủy một kiếm, đây là vô địch một kiếm, là đủ để chém ngược chư thiên một kiếm. Cho dù Thanh Liên phân thân thực lực không bản thể mạnh mẽ, nhưng chỉ thủy kiếm đạo cường đại dường nào. Thiên nữ mộ đạo kiếm thế, ở chỉ thủy một kiếm dưới sự xung kích, trong nháy mắt liền hội diệt. Giống vậy chỉ thủy kiếm đạo, không thể nào có như thế mạnh mẽ. Diệp Thần chỉ thủy kiếm đạo, lại có thể nghiền diệt thần linh kiêu căng, vậy chỉ có một giải thích, đó chính là, hắn tìm hiểu đao kiếm thần quyết. Diệp Thần kiếm đạo trình độ cao nhất, không phải thiên đấu đại đồ kiếm, mà là đao kiếm thần quyết bên trong chỉ thủy kiếm đạo. Ta nói, sau cùng bên thắng là ta. Diệp Thần nụ cười rất rực rỡ, thúc giục phân thân kiếm trong tay chấn động một cái, cuồng bạo cường đại kiếm lực, chính là ngay tức thì nổ, đem thiên nữ tại chỗ chấn động được liên tiếp lui về phía sau, tại chỗ hộc máu ngã xuống đất, tại chỗ trọng thương. Cho dù là thần minh, ở thế giới hiện thật, vậy không đỡ được chỉ thủy kiếm đạo uy thế. Nếu là ở không không lúc nào không, tình huống lại có chút không lấy nói. Thiên nữ thua. Trời ạ! Luân hồi chi chủ rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy. Đao kiếm thần quyết, trong truyền thuyết còn ở trong ảo tưởng đao kiếm thần quyết, chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ sao? Cái này không thể nào. Toàn trường người xem đều kinh hãi, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vốn là bọn họ lấy là, Diệp Thần đã đến cực hạn, muốn thua ở thiên nữ dưới quyền. Nhưng, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần lá bài tẩy, đơn giản là vô cùng vô tận. Cái này chỉ thủy kiếm đạo, nhưng là một lần hành động nghịch chuyển cục diện, đánh bại thiên nữ. Diệp Thần thúc giục Thanh Liên phân thân, đem mình đỡ lên, nhìn thiên nữ nói. Thiên nữ, người thua. Người mới vừa cho ta 10 tức thời gian, coi như là cho ta cơ hội, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội. Người tự phế tu vi, từ nay về sau, liền làm một người bình thường đi, ta không giết ngươi. Nghe được Diệp Thần mà nói, thiên nữ lảo đảo lắc lư đứng dậy. Sợi tóc tán loạn, ngày xưa mặt tuyệt mỹ bàng, lúc này lại là có chút vặn vẹo cùng dữ tợn, cười to nói. Ha ha ha, kêu ta tự phế tu vi, vậy ngươi còn không bằng giết ta. Nhìn thiên nữ gần như điên cuồng hình dáng,
Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài, luân hồi trận doanh mọi người. Diệp Tà Thần, Phong Ngữ Oanh, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao các người, đều là yên lặng, trong ánh mắt biểu lộ ra ý, đều là giống nhau. Đó chính là, bọn họ cũng muốn thiên nữ đi chết. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt vô hình lướt qua một chút ảm đạm, rồi sau đó hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ lại yên lặng thúc giục Thanh Liên phân thân, nâng kiếm lên, hướng thiên nữ tim đâm tới. Hắn đã cho thiên nữ cơ hội, nếu như thiên nữ cam nguyện làm một người bình thường mà nói, hắn có thể nương tay. Nhưng, lấy thiên nữ nóng nảy, nàng chỉ sợ là chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận bình thường. Như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có đưa nàng lên đường. Chậm! Luân hồi chi chủ, người cho ta dừng tay. Mắt xem thiên nữ sẽ chết ở Diệp Thần trong tay, trên khán đài, Phong Uyên Lan lớn tiếng quát chỉ, gương mặt vặn vẹo kêu lên. Thiên nữ là ta tử thần giáo đoàn người, người không thể giết nàng. Nhân quả luật, cho ta dừng tay. Hắn biết mình không cách nào đột phá nham thần thiên tôn hạn chế, leo lên lôi đài cứu người, cho nên lại tại chỗ phát ra một cái nhân quả luật. Điều này nhân quả luật, chính là muốn Diệp Thần dừng tay. Diệp Thần Thanh Liên phân thân, đã nâng kiếm đi tới thiên nữ trước mặt, hơn nữa một kiếm đâm về phía thiên nữ tim. Nhưng hết lần này tới lần khác. Một kiếm này thật giống như bị một tầng vô hình không khí tường ngăn trở, làm sao vậy gai không đi xuống. Đây là nhân quả luật hạn chế. Diệp Thần gặp kiếm gai không đi xuống, tâm niệm vừa chuyển, thúc giục Thanh Liên phân thân, quăng kiếm đổi quyền, một quyền đánh giết hướng thiên nữ. Thốn kình, khai thiên. Một quyền này kình lực cực kỳ mạnh, biểu dương ra võ tổ đạo pháp trình độ cao nhất, coi như là nhân quả luật không khí tường, vậy đủ để oanh phá. Chỉ cần một quyền này, đánh đến thiên nữ trên mình, Diệp Thần có lòng tin, trực tiếp đem thiên nữ đánh bể.